Trường 2341 ta và Khương Nghị là cùng nhau trưởng thành, những gì ta hiểu về hắn, vượt qua bất cứ kẻ nào trong các ngày. Ta dám dùng đầu của ta làm cam đoan, Khương Nghị, Thiên Hậu, tất cả những người quan trọng, đều đang ở trong xí thiên giới. Chỉ cần chúng ta vây bắt xí thiên giới, không chỉ có thể giải quyết triệt để cái pháo đài không gian di động xí thiên giới này, cũng có thể một mẻ hốt gọn đám người ở bên trong. Tựa như ta nói, dự định xấu nhất là Khương Nghị trốn, hoặc là nhân vật quan trọng đều không ở nơi đó nhưng đám luyện đan sư cùng biết bàn cảnh trở xuống khẳng định điều ở đó chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đủ nhiều nam lột ra rút xương nữ đấu giá hoa lâu bằng vào những gì ta hiểu về khương nghị khẳng định hắn sẽ chủ động lộ diện chu diễm nhìn khô cạn suy yếu nhưng thanh âm vang dội ngữ khí kiên định mặc dù tất cả mọi người đều không tin khương nghị sẽ ở trong xí thiên giới nhưng nhìn thái độ của bọn hắn xem ra khương nghị hoàn toàn là lợi dụng điểm ấy khẳng định liền núp ở bên trong phượng hoàng yêu tộc hỗn độn chiến tộc thiên hồ hướng ra, kim kiêu kiều ra. Toàn đều bộ dấu ở chỗ nào. Liền xem như hắn thật sự nhìn lầm, đám người kia của Khương Nghị đều không ở đó. Nhưng những luyện đan sư kia của xí thiên giới, khẳng định đều ở đó. Khương Nghị đi ra bên ngoài, không thể nào mang theo những kẻ vướng víu kia. Tóm lại, chỉ cần hủy xí thiên giới, bọn hắn sẽ nắm chặt quyền chủ động. Bọn người chu phục sinh cho rằng chu diễm quá cực đoan. Chiến tranh không phải đánh như vậy. Sự vụ thương huyền càng không phải nên xử lý như vậy. Đây quả thực là hành vi của thổ phỉ. Nhưng, sau khi bọn hắn mâu thuẫn cùng xoắn suýt, lại không thể không thừa nhận chính là, lần này xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, xác thực đã dùng bọn hắn đến đường cùng. Nếu như không thể nào cường thế phản kích, không chỉ có thiên khải hoàng thành đứng trước nguy cơ, cách cục thương huyền đại lục cũng đều có thể phát sinh thay đổi. Chu diễm phản bác, vậy tốc chiến tốc thắng. Làm tốt giao dịch cùng đế tộc, sau đó thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng, giải quyết triệt để xí thiên giới, khống chế thông thiên tháp, sau đó nữa lại là trong thời gian ngắn nhất, dùng thông thiên tháp thay thế trụ trời, một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa hai thế giới. Chu Phục Sinh nghiêm khắc nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ đồ. Ta biết ngươi và Khương Nghị có thù, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Làm sao Khương Nghị lại ở lại xí thiên giới? Đám Phượng Hoàng cùng các nhân vật quan trọng kia, lại thế nào có khả năng ở lại xí thiên giới? Thiên hậu nói thông thiên tháp có thể trên núi thiên khải, dưới cùng U Minh. Nếu như chúng ta hủy đi xí thiên giới, đám người khương nghị kia lúc nào cũng có thể chui vào U Minh địa ngục, đến lúc đó chúng ta không lấy được thông thiên tháp, liền triệt để mất đi liên hệ cùng thiên khải. Nếu như khương nghị chạy đến U Minh, tránh năm ba năm, chẳng phải đế tộc có thể coi đây là cái cớ, xâm lấn thương huyền. Chu Diễm có chút kích động, trực diện với Chu Phục Sinh, Lão Tổ, xin thứ cho ta nói thẳng, Khương Nghị khẳng định sẽ ở xí thiên giới, đám người kia của Khương Nghị khẳng định đều ở đó, coi như bên ngoài xuất hiện bóng dáng Khương Nghị, đó cũng là cố ý ngụy trang. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Nghị cùng đám đỉnh cấp cường giả kia khẳng định đều ở lại Xí Thiên giới Bế Quan Trưởng Thành, bởi vì khẳng định bọn hắn sẽ không mạo hiểm với chúng ta. Loại tình huống này, chúng ta phải hung ác hơn so với Khương Nghị. Chu Phục Sinh rằng có cùng Chu Diễm, không nên đánh giá thấp Xí Thiên giới, hủy nơi đó thì dễ dàng, nhưng muốn bắt sống bọn người Khương Nghị, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đó là thiên trụ sơn, càng là thế giới không gian mà xí thiên giới hào hứng. Nếu như sụp đổ và hủy diệt, hình thành thủy triều khó có thể tưởng tượng được, thiên hậu và đám người kia khẳng định sẽ không tiếc cái giá nào để bảo đảm Khương Nghị, còn sống chạy trốn. Sau khi Khương Nghị chạy trốn, tất nhiên cũng sẽ đến U Minh Địa Ngục, đừng quên nơi đó còn có một tu la. Nếu như Khương Nghị nghỉ ngơi năm 3 năm tại U Minh thì sao? Chu Diễm đón ánh mắt nghiêm nghị của Chu Phục Sinh, trầm giọng nói, nếu như khởi sướng vây bắt, khẳng định là phải nghĩ sâu tính kỹ, cũng sẽ làm tốt quy hoạch kỹ càng, há có thể để Khương Nghị chạy trốn, lại há có thể để Khương Nghị trốn ở U Minh năm năm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta lấy một thí dụ đơn giản. Trước khi khai chiến, tìm một lý do, lừa gạt đến xí thiên giới, bảo đảm Khương Nghị thật sự đang ở trong đó. Sau khi khai chiến, an bài những không võ của cửu thiên thần giáo cùng thiên cực giới phong tỏa thâm không, tiếp cận Khương Nghị, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy trốn liền xem như thật có chuyện ngoài ý muốn, để Khương Nghị chạy, vậy bắt sống những huynh đệ và các nữ tử kia của Khương Nghị, những huynh đệ kia, năm ba ngày giết một kẻ, ngài nghĩ Khương Nghị có thể đợi ở U Minh. Những nữ tử kia, đưa đến Hoa Lâu, một ngày tiếp 30 50 khách, sắp xếp đội thay phiên liên tục, ngài nghĩ Khương Nghị có thể đợi ở U Minh. Tầng cao nhất đều là thần triều nhân vật cao quý nhất, tất cả nghe được lời Chu Diễm nói đều không hẹn mà cùng nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra vẻ chán ghét chu diễm lại tiếp tục nói đừng lại nói nhân nghĩa gì cùng khương nghị nữa hắn đã bị báo thù kích thích đến phát rồ hắn muốn chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo thương huyền chúng ta nên lấy bạo chế bạo chuyện diễn biến đến cục diện bây giờ ngoại trừ tất cả hoàng đạo phối hợp bất lợi năng lực ẩn nấp đặc biệt của xí thiên giới ra quan trọng nhất chính là chúng ta quá chú trọng cái gọi là mặt mũi mà khương nghị lại là hoàn toàn lợi dụng điểm ấy mặt mo tang thương của chu phục sinh tràn đầy kháng cự nói các hoàng tộc khác có thể không chú trọng mặt mũi nhưng chúng ta là xích thiên thần triều là thần linh trong lòng hàng tỷ con dân chúng ta là trí tôn hoàng đạo lại còn là trí tôn hoàng đạo mạnh nhất thương huyền đại biểu cho mặt mũi thương huyền một ít thủ đoạn quá ác liệt vẫn có thể không cần thì không cần chu diễm không có trực tiếp rằng có cùng chu phục sinh mà hành lễ với thần tôn nói thủ đoạn ác liệt có thể không cần thì không cần nhưng khi lúc tối hậu quan trọng vẫn có thể dùng ta vẫn kiên trì với ý kiến của ta cho đến hôm nay không nên nhìn đúng sai mà là thấy kết quả lão tổ thánh hoàng chu nguyên bá nói chu diễm nói không sai đến bây giờ không cần thiết lại chú trọng đúng sai mà là phải nhìn kết quả toàn thương huyền thậm chí khắp thiên hạ đều đang đợi kết quả nhưng lão tổ phục sinh lo lắng cũng có đạo lý khương nghị và bọn người thiên hậu hẳn là sẽ không ở lại xí thiên giới coi như sắp xếp người đi đến điều tra cũng cha không ra được cái gì cưỡng ép vây công xí thiên giới được không bù mất không khương nghị khẳng định đang ở xí thiên giới ta và khương nghị là cùng nhau trưởng thành những gì ta hiểu về hắn vượt qua bất cứ kẻ nào trong các ngày ta dám dùng đầu của ta làm cam đoan khương nghị thiên hậu tất cả những người quan trọng đều đang ở trong xí thiên giới chỉ cần chúng ta vây bắt xí thiên giới không chỉ có thể giải quyết triệt để cái pháo đài không gian di động xí thiên giới này cũng có thể một mẻ hốt gọn đám người ở bên trong tựa như ta nói dự định xấu nhất là khương nghị trốn hoặc là nhân vật quan trọng đều không ở nơi đó nhưng đám luyện đan sư cùng biết bàn cảnh trở xuống khẳng định điều ở đó, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đủ nhiều, nam lột ra rút xương, nữ đấu giá hoa lâu, bằng vào những gì ta hiểu về khương nghị, khẳng định hắn sẽ chủ động lộ diện. Chu Diễm nhìn khô cạn suy yếu, nhưng thanh âm vang dội, ngữ khí kiên định. Mặc dù tất cả mọi người đều không tin Khương Nghị sẽ ở trong xí thiên giới, nhưng nhìn thái độ của bọn hắn xem ra, Khương Nghị hoàn toàn là lợi dụng điểm ấy, khẳng định liền núp ở bên trong. Phượng Hoàng yêu tộc, hỗn độn chiến tộc, thiên hồ hướng ra, kim kiêu kiều ra toàn đều bộ dấu ở chỗ nào. Liền xem như hắn thật sự nhìn lầm, đám người kia của Khương Nghị đều không ở đó, nhưng những luyện đan sư kia của xí thiên giới, khẳng định đều ở đó. Khương Nghị đi ra bên ngoài, không thể nào mang theo những kẻ vướng víu kia. Tóm lại, chỉ cần hủy xí thiên giới, bọn hắn sẽ nắm chặt quyền chủ động. Bọn người chu phục sinh cho rằng chu diễm quá cực đoan. Chiến tranh không phải đánh như vậy. Sự vụ thương huyền càng không phải nên xử lý như vậy đây quả thực là hành vi của thổ phỉ, nhưng sau khi bọn hắn mâu thuẫn cùng xoắn suýt lại không thể không thừa nhận chính là lần này xí thiên dưới giận đụng thiên trụ sơn, xác thực đã dồn bọn hắn đến đường cùng. nếu như không thể nào cường thế phản kích, không chỉ có thiên khải hoàng thành đứng trước nguy cơ, cách cục thương huyền đại lục cũng đều có thể phát sinh thay đổi. sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, cuối cùng xích thiên thần tôn cũng đã tỏ thái độ, đây không phải chuyện một nhà chúng ta có thể quyết định, trước tiên cần trưng cầu ý kiến của chu thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn chu diễm người tự mình phụ trách cần tuân lệnh thần tôn chu diễm phấn chấn nếu đã giao cho mình nói rõ thần tôn có khuynh hướng nghiên về ý kiến của mình chu phục sinh cùng đám người nhắm mắt thần trao đổi có chút há mồm cuối cùng vẫn không tiếp tục từ chối nếu thần tôn đã làm quyết định bọn hắn chỉ có thể phục tùng và chấp hành chu diễm đang muốn lui ra lại quay người hỏi cần hỏi thái độ của cửu thiên thần giáo hay không xích thiên thần tôn thản nhiên nói không cần chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn đứng vị trí trí tôn hoàng đạo nhưng còn không có nhất định xem bọn hắn như trí tôn hoàng đạo thật sự hành động lần này xích thiên thần triều chúng ta liên hợp chủ đạo với đại quang mang thần điện chu thiên thần điện còn lại toàn bộ nghe lệnh phối hợp chu diễm lo lắng nói nhưng thời điểm cuối cùng vây bắt xí thiên giới chỉ sợ cần bọn hắn xuất toàn lực nếu như không cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng chỉ cần hứa hẹn sau đó cho bọn hắn thần vật bồi dưỡng vị thánh hoàng thứ ba bọn hắn so với ai khác đều ra sức xích thiên thần tôn kỳ thật rất không nguyện ý để cửu thiên thần giáo tiếp tục sinh ra tân thánh hoàng, nhưng không thể không cân nhắc toàn diện khi thương huyền hao tổn, cùng lực uy hiếp của trí tôn hoàng đạo sau chiến tranh, cho nên, liền dùng bồi dưỡng tân thánh hoàng làm dụ hoặc, kích thích cửu thiên thần giáo toàn lực ứng phó, sau đó lại lợi dụng đội hình tam đại thánh hoàng không gian của cửu thiên thần giáo, uy hiếp hoàng đạo ngoại vực, cùng thiên khải chiến trường. Chu Diễm cung kính lĩnh mệnh, thần tôn nói đúng, ta sẽ đi tìm quang mang thần tôn cùng Chu Thiên thần tôn bàn bạc. Chu Nguyên Bá nói, ta đi theo ngươi đi, con đường không gian táo bạo bất ổn, thân thể ngươi đã yếu, rất dễ dàng gặp bất chắc. Chu Phục Sinh chờ sau khi Chu Diễm cùng Chu Nguyên Bá đi, lại nhắc nhở, nếu quả thật muốn hành động, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Thao thiết yêu tộc, thái cổ thần miếu, thiên cực giới, cửu lê ma tộc, nơi đó đều cần liên hệ sớm. Trấn Nam yêu quốc, kiếm hùng hoàng triều, khổng tước sơn, băng lam hợp chủng quốc, thanh bình hoàng triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng tộc này đều phải bí mật liên hệ. Chu Ngạo Hoàng cũng nói, Phục Sinh lão tổ nói rất đúng, không hy vọng sao với bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng nhất định phải điều động toàn bộ, còn phải phân phối xong nhiệm vụ giết bao nhiêu, như thế này liền có thể ép bọn hắn không thể không toàn diện đầu nhập vào các Hoàng đạo Thương Huyền, tuyệt đi cơ hội bí mật liên hệ cùng Khương Nghị. Chu Phục Sinh lại nói, vì để tránh cho bọn hắn sinh ra dị tâm, tại thời điểm liên hệ còn phải lưu lại người làm bạn toàn bộ hành trình, làm uy hiếp xích thiên thần tôn thản nhiên nói không nôn nóng về những kẻ kia trước tiên cần xác định thái độ của quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn nhất là quang mang thần tôn hắn ngay cả hoàng đạo ngoại vực đều rất mâu thuẫn để hắn đồng ý thỏa hiệp cùng đế tộc thật không dễ dàng nếu như bọn hắn đều không đồng ý chuyện hợp tác cùng đế tộc cũng đừng có nhắc lại nếu như bọn hắn đồng ý lại liên hợp thương lượng lúc xích thiên thần tôn nói trong lòng cũng đã nổi lên mâu thuẫn mãnh liệt làm thần triều hoàng đạo đối với loại giao dịch này luôn có cảm giác nhục nhã mất chủ quyền. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết Khương Nghị trong thời gian ngắn, đế tộc nơi đó liền tính toán không đến bọn hắn. Sau khi Chu Diễm và Chu Nguyên Bá trở lại Thiên Trụ Sơn, lập tức tiếp quang mang thần tôn chấn thủ ở nơi đó. Quả nhiên, đề nghị của bọn hắn bị quang mang thần tôn nghe xong tức giận mà quát mắng. Một ít ngôn ngữ loại hình hoa lâu, để vị thần tôn cao ngạo này, thực sự khó mà tin được khi sẽ từ trong miệng một vị đã từng là nhân hoàng, này nói ra. Giao dịch chấp nhận đế tộc xâm lấn, càng làm cho hắn cảm giác có phải xích thiên thần tôn giả nên hồ đồ rồi hay không. Sau khi khổ khuyên không có kết quả, Chu Diễm chỉ có thể liên hệ Chu Thiên Thần Tôn đang chấn thủ phương khác. Chu Thiên Thần Tôn kiên quyết không đồng ý, còn nhắc nhở bọn hắn đừng đùa với lửa. Chu Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định, ngược lại còn liên hệ Điện Chủ Quang Mang Thần Điện, Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện. Điện Chủ Quang Mang Thần Điện và Chu Thiên Thần Điện đều rất mâu thuẫn với giao dịch như vậy chuyện này đối với trí tôn hoàng đạo bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá ác liệt nếu như ngay cả bọn hắn đều giao dịch cùng đế tộc chẳng phải là luân lạc tới mức giống như bát bộ hoàng đạo rồi sở dĩ trí tôn hoàng đạo có thể kiên trì đến bây giờ không chỉ là có được thần linh cùng nội tình cường hãn càng là bởi vì bọn hắn tượng trưng cho danh giới cuối cùng của thương huyền nếu như bọn hắn đều từ bỏ làn danh dân chúng thương huyền khẳng định sẽ không còn tôn trọng bọn hắn hoàng đạo ngoại vực càng sẽ không lại kính sợ bọn hắn không có tôn trọng cùng kính sợ bọn hắn không có danh phận đại biểu cho thương huyền mà nếu như bọn hắn thỏa hiệp chẳng khác nào làm gương mẫu cho hậu thế tử tôn chờ tương lai gặp lại nguy cơ nghiêm trọng cũng sẽ yên tâm thoải mái thỏa hiệp bởi vì các vị tổ tiên đã từng làm qua có lần thỏa hiệp thứ hai liền sẽ có lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm cuối cùng biến thành trạng thái bình thường mà nếu thật sự đến ngày đó danh giới cuối cùng của thương huyền sẽ hoàn toàn không còn nữa dân chúng chết lặng ngoại vực không kính sợ hình tượng thương huyền liều chết thủ vệ tổ địa sẽ tan giã tại thiên khải đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thời điểm đế tộc chân chính chiếm đoạt thương huyền cho nên bất luận là quang mang điện chủ hay là chu thiên điện chủ đều không chỉ phản đối càng là nghiêm khắc bác bỏ thậm chí là tức giận mà la mắng nhưng khốn cục của bọn hắn rõ ràng đã ở trước mắt nếu như không thể nào giải quyết nguy cơ ở thiên khải chiến trường bọn hắn thật rất khó tập trung toàn bộ tinh lực để xử lý xí thiên giới chỉ cần xí thiên giới còn đặt ở thiên trụ sơn, thiên trụ sơn lúc nào cũng có khả năng bị sụp đổ. Chí tôn hoàng đạo liền cần một mực tiếp cận nơi này, mà không nghĩ thì có thể tùy ý công đoạt bất kỳ bên nào, thậm chí tùy ý đi ra bên ngoài hội minh với một ít hoàng tộc, thay đổi cách cục chỉnh thể của thương huyền. Một bên mâu thuẫn, một bên khẩn trương. Chu Thiên Điện Chủ, Quang Mang Điện Chủ đều lâm vào bên trong xoắn suýt đau đớn. Tức giận qua đi, Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn cũng đang yên lặng ngóng nhìn xí thiên giới tỉnh táo lại rốt cuộc là thủ vững danh giới cuối cùng, hay là thử mạo hiểm. Nếu như tiếp tục thủ vững, hy vọng phá cục của bọn hắn nằm ở đâu, bọn hắn còn phải chật vật bao lâu. Nhưng nếu như mạo hiểm, bọn hắn sẽ phải bàn giao như thế nào với lương tâm, bàn giao như thế nào với hậu thế. Kỷ nguyên năm thứ 17, cuối tháng 4, trải qua hơn 20 ngày du thuyết, Chu Thiên Điện Chủ, Tần Thiên Hồng cùng Quang mang Điện Chủ, Bùi Thế cầm thỏa hiệp trong đau đớn. Đầu tháng năm, Chu Thiên Thần Tôn thỏa hiệp, Ba ngày sau, quang mang thần tôn từ bỏ kiên trì, giữa danh giới cuối cùng và vận mệnh thương huyền, hắn lựa chọn thương huyền. Nhưng, hai vị thần tôn đồng loạt đưa ra điều kiện. Lập tức, giao dịch có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể công khai với bên ngoài, đây chỉ là giao dịch bí mật thuộc, về đế tộc cùng tam đại trí tôn hoàng đạo thương huyền, không phải đến giai đoạn cuối cùng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, mà thời gian, phải kéo dài đến 5 năm. Chu Diễm, Quang Mang Điện Chủ Bùi Thế Cẩm, Chu Thiên Điện Chủ Tần Thiên Hồng, làm đặc sứ mật ước của tam đại trí tôn hoàng đạo liên hợp đăng lâm thiên khải chiến trường tuần tự bí mật bái phỏng các đế thành của bắc thái đế tộc thái sơ đế tộc long tộc bạch hổ đế tộc cùng hắc ma đế tộc mỗi chỗ đàm phán đều không thuận lợi cũng gặp phải khó dễ nhưng sau hai tháng cũng là vào ngày 17 tháng 7, cuối cùng đại biểu các nơi vẫn đạt thành mục đích cũng tiến hành mật ước cuối cùng tại thái sơ đế thành chính thức ký kết ảnh hưởng to lớn ở đời sau cũng triệt để dẫn bạo giao dịch tội ác loạn chiến tại thương huyền một ngũ phương đế tộc ra mặt ước đàm với đế tộc khác cùng nhau áp chế bát châu hoàng đạo tại trong vòng 3 năm không đắc dụng bất cứ phương thức nào uy hiếp đến hoàng thành của tứ đại trí tôn hoàng đạo thương huyền tứ đại trí tôn hoàng đạo phải trong vòng 3 năm toàn diện giữ vững thủ thế không được bước chân vào bất cứ lãnh địa không liên quan nào ở thiên khải chiến trường thứ hai trong vòng 3 năm trí tôn hoàng đạo thương huyền phải giải quyết triệt để khương nghị ổn định cục diện thương huyền cũng trùng kiến vạn đạo thần giáo cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập bắc địa thái cổ thần miếu trọng trưởng Tây Nam. Nhưng, trong vòng 3 năm, đế tộc tuyệt đối không thể tự tiện nhúng tay sự vụ thương huyền, càng không được dùng bất cứ phương thức nào, uy hiếp mỗi một tắc lãnh địa của thương huyền đại lục. Thứ ba, lần mật ước này sẽ không công bố ra ngoài, nhưng phải dùng đế huyết của đế quân, thần huyết của tam đại trí tôn, cùng nhau ký kết, để bảo đảm hai bên nghiêm ngặt chấp hành. Ngày cuối cùng của tháng 7, đế huyết, thần huyết, toàn bộ đưa đến Bắc Thái Đế Thành, cuối cùng mật ước giao dịch cũng được ký kết thời gian chấp hành cụ thể, đẩy trễ một tháng, tức là vào 7 ngày mùng 1 tháng 9, kỷ nguyên năm 10, thời gian kết thúc cuối cùng là ngày mùng 1 tháng 9, kỷ nguyên năm 20. Mật ước đặc biệt ghi chú. 1. Nếu như trong lúc thực hiện mật ước đó, đế tộc không thể thực hiện ước định, 30.000 năm sau này, tuyệt đối không đặt chân đến thương huyền đại lục. Thứ hai, nếu như sau khi ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20 kết thúc, thương huyền vẫn không thể giết được Khương Nghị, thanh trừ xí thiên giới, đế tộc ngũ phương sẽ công khai mật ước, cũng toàn diện tham gia vào thương huyền, nhưng không được tổn hại hoàng đạo khác, không được xâm chiếm lãnh địa khác, không được uy hiếp dân chúng bình thường, mục tiêu chỉ là khương nghị cùng những thứ phụ thuộc hắn. Thứ ba, nếu như các hoàng đạo thương huyền giết được Khương Nghị, xử lý được Xí Thiên giới thì mật ước sẽ được tiêu hủy trước tiên, cũng tôn trọng quyền trưởng khống của Sích Thiên thần triều, Quang Mang thần điện, Chu Thiên thần điện cùng Cửu Thiên thần giáo đối với thương huyền. Vào ngày đầu tiên của tháng 8, Chu Diễm Bùi Thế Cẩm, Tần Thiên Hồng mang lên mật ước rời khỏi Bắc Thái Đế thành, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thương Huyền Đại Lục. Chỉ là, Chu Diễm tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi bọn hắn đi, đại biểu của Ngũ Phương Đế tộc cũng không hề rời khỏi, mà là tiến hành mật hội thứ hai, ký kết phần mật ước thứ hai. Nội dung mật ước rất đơn giản, mật lệnh thiên cực giới, cửu lê ma tộc, thái cổ thần miếu, dùng phương thức ổn thỏa đảo loạn Thương Huyền, tận hết khả năng thời gian ngộ hại kéo dài khương nghị đến 3 năm sau làm chuẩn bị cho tứ phương đế tộc tham gia toàn diện vào thương huyền đại lục sau khi bọn người chu diễm trở về xích thiên thần tôn quang mang thần tôn chu thiên thần tôn ngũ vị tạp trần ở trong lòng cuối cùng vẫn ký kết mật ước mặc dù ba đầu ghi chú phía sau miễn cưỡng xem như bảo vệ mặt mũi bọn hắn nhưng thế sự khó liệu chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh nếu như không thể nào xử lý sạch khương nghị trong thời gian ước định mật ước chiêu cáo thiên hạ ba bên trí tôn hoàng đạo bọn hắn sẽ biến thành tội nhân thương huyền sẽ bị hậu thế phỉ nhổ. Thương huyền thủ vững địa vị độc lập 30.000 năm sẽ triệt để bị đánh vỡ, bị bát châu chia cắt. Nhưng mật ước đã ký kết, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể toàn lực ứng phó, mà tốt nhất là phải diệt trừ khương nghị trong thời gian ngắn nhất. Việc cấp bách cũng là quan trọng nhất, vây bắt xí thiên giới. Lấy phương thức tập kích, tập kết toàn bộ cường giả thương huyền, nhất cử tiêu diệt xí thiên giới. Nếu như khương nghị ở bên trong, tất cả đều vui vẻ, nhanh chóng khống chế trèo lên thông thiên tháp, trọng lập đăng thiên đại đạo. Nếu như Khương Nghị không tại xí thiên giới, cũng muốn hủy tòa kia pháo đài di động, sau đó trong khống chế tù binh, bức bách Khương Nghị đến xích thiên hoàng triều quyết chiến. Ngày mùng 9 tháng 8, sau khi cường giả thái cổ thần miếu, tiếp nhận chỉ lệnh thì liền rời khỏi thái miếu hoàng thành, rời khỏi thiên khải từ thiên môn Tây Nam, vượt qua thái sơ đại lục, lao tới thương huyền. Sớm tại 10 tháng trước, cũng chính là sau khi cường giả thái cổ thần miếu trốn về hoàng thành, rất nhanh đã bắt được liên lạc cùng thái sơ đế tộc hai bên một lần nữa ký kết liên minh phụ thuộc thái cổ thần miếu nguyện ý tiếp nhận thái sơ đế tộc điều khiển trong vòng ngàn năm thái cổ thần miếu thì trợ giúp lão tổ thánh vương của hạo gia hạo ngọc thành kích phát huyết mạch tiềm lực dùng thần huyết cưỡng ép đẩy lên cảnh giới thánh hoàng bây giờ đạt được chỉ lệnh hạo ngọc thành vừa vặn đã đột phá tự mình dẫn hai vị thánh vương tinh thần ba vị thánh linh không gian lao tới chiến trường thiên trụ sơn sau khi thao thiết yêu tộc đạt được chỉ lệnh từ bạch hổ đế tộc bọn chúng cũng đã từ giáng lâm thiên môn bắc bộ vượt qua bạch hồ đại lục lao thẳng đến thương huyền bắc địa trước đó mấy triệu thao thiết may mắn còn sống sót cũng là đàn thú tinh nhuệ nhất của thao thiết yêu tộc toàn bộ bị hai vị thánh vương ba vị thánh linh cùng sáu vị bán thánh nuốt sống lắng động huyết hồn đan kích phát tiềm lực bạch hồ đế tộc cung cấp tài nguyên rộng lượng thậm chí là thần cốt cuối cùng bồi dưỡng được đội hình siêu cường là một vị tân tấn thánh hoàng một vị thánh vương đỉnh phong một vị thánh vương mới cùng tám vị thánh linh đây là thực lực sau cùng của bọn chúng, cũng nhất định phát động một trận điên cuồng sau cùng. Trong lúc này, Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều cũng bắt đầu bí mật liên hệ Trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc. Trấn Nam Yêu Quốc Bất chi bất giác, xí thiên dưới giận đụng thiên trụ sơn đã qua hơn 9 tháng. Chí tôn hoàng đạo không hề bình tĩnh, trăm vạn dặm thương huyền đại lục đều lôi vào bên trong bầu không khí ngột ngạt. Đây nhất định là màn đêm trước tờ mờ sáng. Tất cả mọi người đều là nghĩ đến như thế này bất luận là xí thiên giới hay là trí tôn hoàng đạo khẳng định đều đang chuẩn bị cái gì đó có thể là trí tôn hoàng đạo phản kích có thể là xí thiên giới chinh chiến nhưng người bình thường là kiềm chế trấn nam yêu quốc và các hoàng tộc lại là khẩn trương và đau đớn bọn hắn thật sự không cách nào làm ra lựa chọn trực tiếp được ai cũng không nhìn thấy tương lai ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm nếu làm ra lựa chọn dù sao đây không phải việc nhỏ mà là lựa chọn sinh tử tồn vong nếu như đứng sai đội, thật sẽ chôn vùi cơ nghiệp mà liệt tổ liệt tông gầy dựng. Thậm chí bọn hắn đều mong mỏi xí thiên giới, hoặc là trí tôn hoàng đạo, ai đó có thể tới trước áp chế bọn hắn, ép buộc bọn hắn tỏ thái độ. Như thế này mặc kệ cuối cùng phát triển đến đâu, bọn hắn cũng đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nếu như thất bại, cũng có thể cầu khẩn phe thắng lợi, chúng ta là bị ép buộc. Rốt cuộc, Trấn nam yêu quốc cũng chờ được áp chế mà bọn chúng muốn. Khi đặc sứ của Chu Thiên Thần Điện giáng lâm, Hoàng Kim Sư Tộc, Khiếu Nguyệt Lăng Tộc, Đại Địa Hùng Tộc, Thiểm Điện Kim Điêu Tộc, cùng nhau vây quanh cửu thủ liệt dương xà, lại đề phòng nghiêm ngặt Chu Thiên Nhị trưởng lão đang tiếp kiến trong Hoàng Thành. Chúc mừng yêu Hoàng đã thức tỉnh đầu liệt dương xà thứ 9. Nhị trưởng lão đứng trong cung điện cỡ lớn rộng rãi mà bao la hùng vĩ, trực diện với đám cự thú uy phong lẫm lẫm. Hắn rất bất ngờ mà ngước nhìn đại xà lại tăng lên đến 9 cái đầu, giống như là chín mặt trời treo ở đỉnh cung điện, cường quang tỏa sáng, dọi khắp thâm cung, nhiệt độ cao mãnh liệt đều muốn làm cho không gian vạn vẹo. Thời kỳ đặc thù, bất đắc dĩ thôi. Liệt dương gia tộc là yêu tộc đầu tiên của Trấn Nam yêu quốc từ xưa đến nay, cùng Hoàng Kim sư tộc đều thuộc về yêu tộc huyết mạch đặc thù có nhiều đầu, nhưng bởi vì bọn chúng được thiên cực giới bí mật đến đỡ, thường xuyên có thể hưởng dụng ân huệ nhỏ đến từ cửu thủ thiên long nơi đó, cho nên huyết mạch lại càng dễ thức tỉnh. Trước đó nó vẫn là liệt dương xà tám đầu, nhưng khi thấy thương huyền gió nổi mây phun, liền vận dụng trí bảo phong tồn, khôi phục cái đầu rắn thứ 9, bước lên cảnh giới thánh vương. Trấn Nam yêu quốc quả nhiên có nội tình. Nhị trưởng lão đảo ánh mắt sáng tỏ qua các đại yêu tộc, số lượng thánh linh cảnh và bán thánh rõ ràng đều đã tăng hơn nhiều. Hiển nhiên đều là các tộc cho dùng bảo bối được phong tồn để tăng cường thực lực, ứng biến nguy cơ. Mà yêu thú không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại càng dễ kích phát huyết mạch, tăng lên cảnh giới. Các ngươi rất rõ ràng mục đích ta tới nơi này, tỏ thái độ đi nhị trưởng lão rất hài lòng về thực lực của Trấn Nam Yêu Quốc, tuyệt đối là phồn thịnh gần gấp đôi so với bình thường. Nếu như có thể biểu hiện tốt một chút, hẳn là có thể ứng phó một uy lực lượng cường đại nào đó trong xí thiên giới. Cửu thủ liệt dương xà khôn khéo, há có thể trực tiếp tỏ thái độ, nó ra vẻ do dự lại ngắm nhìn yêu tộc ở xung quanh, mất nửa ngày sau mới nói, ngài là đến để chấn nam yêu quốc hiệu chung. Rất xin lỗi, chúng ta thuộc về hoàng tộc Nam Bộ, là chịu thiên cực giới quản thúc, Đương nhiên, từ trước tới giờ Thiên Cực giới không để ý tới chuyện hạ giới, càng không có chỉ huy qua chúng ta, chỉ là quản thúc trên danh nghĩa, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ đều không trực tiếp chỉ huy, không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý làm bậy. Ngài là trưởng lão Chu Thiên thần điện, đột nhiên đến nơi đây bảo chúng ta tỏ thái độ, có phải có chút không thể nào nói nổi hay không? Mặc dù Thiên Cực giới không có quản thúc các ngươi, nhưng các ngươi có thể tự giác như vậy, Thiên Cực giới hẳn là sẽ được an ủi. Ngươi cứ việc yên tâm, trước khi tới chúng ta đã chào hỏi cùng thiên cực giới. Vì sao thiên cực giới không tự mình tới? Do chúng ta tới, càng lộ vẻ coi trọng. Huống chi các cao tầng thiên cực giới đều đã tề tụ về thiên trụ sơn, không có tinh lực sai khiến các ngươi. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, là nguyện ý phối hợp với các hoàng đạo thương huyền, vây bắt xí thiên giới, hay là muốn đứng ở bên xí thiên giới, là địch với các hoàng đạo thương huyền. Tha thứ ta mạo muội, các ngươi muốn vây bắt xí thiên giới, một khi nơi đó khai chiến, tất nhiên thiên trụ sơn sẽ sụp đổ, con đường giữa hạ giới và thiên khải liền phải tách ra. Đây không phải vấn đề ngươi cần suy tính, ta đang chờ đáp án của ngươi. Đây đương nhiên là vấn đề chúng ta nên suy tính. Khương Nghị không ở xí thiên giới, nhưng bên trong xí thiên giới khẳng định có người rất quan trọng của Khương Nghị. Nếu như các ngươi khởi xướng chiến tranh, hủy xí thiên giới, giết người ở bên trong, Khương Nghị chắc chắn sẽ trả thù. Đến lúc đó, hắn không dám trực tiếp tìm các ngươi tính sổ sách, khẳng định sẽ phát tiết lửa giận đến trên đầu chúng ta. Nếu có thể phát tiết, lại có thể thông qua thôn phệ đến đề thăng thực lực, rất có thể chấn năm yêu quốc chúng ta sẽ đứng chịu mũi xào, thảm tao diệt tuyệt. Chín cái đầu của cửu thủ liệt dương xà nói rất rõ ràng, thanh âm u u, rung động cung điện. Hoàng kim sư tộc và các yêu tộc đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng, bọn chúng đúng là chờ đợi một cái bức hiếp, nhưng không nghĩ tới trí tôn hoàng đạo lại muốn vây bắt xí thiên giới. Đây không phải ngu xuẩn sao, càng là bắt bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn một khi xí thiên giới khai chiến trụ trời bị hủy xí thiên giới bị diệt hạ giới và thiên khải liền gãy mất liên hệ chuyện này bằng với lưỡng bại câu thương mà nếu khương nghị biết được xí thiên giới bị hủy người ở bên trong bị tàn sát khẳng định sẽ điên cuồng trả thù đầu tiên là khương nghị không thể nào trực tiếp giết tiến trí tôn hoàng đạo hắn khẳng định sẽ đến thẳng hoàng tộc ngoại vực thậm chí bọn chúng có thể tưởng tượng đến mục tiêu hàng đầu của khương nghị chính là chấn nam yêu quốc chúng ta có được đến tin tức khương nghị đang ở xí thiên giới đám cường giả hắn mời chào kia toàn bộ đều đang ở xí thiên giới. Chúng ta càng có thể bảo đảm, trận chiến này nhất định có thể triệt để giải quyết khương nghị, cùng cường giả ở trong xí thiên giới. Ta biết mọi thứ không có tuyệt đối, huống chi đối mặt với kẻ địch như khương nghị, cho nên chúng ta đã hoàn toàn làm xong mưu đồ, liền xem như thật sự có phát sinh ngoài ý muốn, sau đó cũng có thể cam đoan một mực hấp dẫn khương nghị đến xích thiên thần triều. Hắn cũng không dám chỉ hoãn dù chỉ là một ngày. Tất nhiên cũng sẽ bị chấn áp tại xích thiên thần triều, nhị trưởng lão cao ngạo bảo đảm. Khương Nghị đang ở xí thiên giới. Cửu thủ liệt dương xà hồ nghi nhìn nhị trưởng lão. Ta có thể phụ trách vì mỗi câu nói của ta. Hôm nay ta tới càng là đại biểu thần tôn, đưa ra lời mời với các ngươi. Các ngươi là tiếp nhận, hay là phản đối đây? Nhị trưởng lão ngẩn cao đầu lên, nhìn thẳng kia từng tia u quang lạnh lẽo lấp lóe bên trong mấy cái đầu kia. Kim sư tộc trưởng trầm giọng nói, ta có một nghi vấn, tại sao phải khai chiến tại thiên trụ sơn? không phải các ngươi đã ước định cùng thiên hậu một năm sau xí thiên giới rời khỏi trong vòng ba năm không thể lại đâm cháy thiên trụ sơn sao chẳng lẽ liền không thể để xí thiên giới rời khỏi lại đánh sao đến lúc đó chỉ cần một mực cắn tung tích của bọn hắn lập tức có thể tránh khỏi việc hủy đi thiên trụ sơn cũng có thể căn cứ vào tung tích mà vây quanh trấn áp ngươi cũng có thể nghĩ ra được việc rời khỏi thiên trụ sơn thích hợp vây bắt hơn thiên hậu nghĩ không ra hay là khương nghị nghĩ không ra Trước khi kỳ hạn một năm đến, Khương Nghị và Thiên Hậu khẳng định sẽ phản kích. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ dùng sách lược gì, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Tha rằng liều mạng hủy đi Thiên Trụ Sơn, cũng phải chủ động tấn công. Kim sư tộc trưởng Á khẩu không trả lời được. Xin cho thời gian mấy ngày. Cửu thủ liệt Dương Xà vừa muốn mở miệng liền bị nhị trưởng lão chặn ngang. Bây giờ ta đang chờ các ngươi quyết định. Đây là chuyện lớn quyết định vận mạng chúng ta há có thể vội vàng liền làm ra quyết định, đây cũng là tôn trọng đối với các ngươi, ngài nói đúng không? hà thứ ta nói thẳng, trừ phi các ngươi thật sự có ý muốn là địch cùng các hoàng đạo thương huyền, nếu không các ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều. lời nhị trưởng lão nói ép tới cửu thủ liệt dương xà nói không ra một câu nào, nhưng dính đến vận mệnh yêu quốc, đầu của cửu thủ liệt dương xà vẫn chia ra nhìn hoàng kim sư tộc, khiếu nguyệt lăng tộc, đại địa hùng tộc, thiểm điện kim điêu tộc, tộc trưởng của các tộc đang lặng lẽ thảo luận sau đó liên tiếp gật đầu với cửu thủ liệt dương xà kỳ thật cũng không có bao nhiêu điều tốt để phải thảo luận nếu các hoàng đạo thương huyền bắt đầu liên minh các hoàng tộc lại hiển nhiên là muốn toàn diện khai chiến vây bắt xí thiên giới đội hình tập kết như vậy xí thiên giới nhất định là sẽ gặp phải hủy diệt về phần nguy hiểm khi con đường bị cắt đứt chí tôn hoàng đạo hẳn là có phương thức ứng phó nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cho nên bọn chúng không cần lo ngại lo lắng duy nhất chính là có thể giết chết khương nghị hay không nếu như giết được nguy hiểm sẽ được giải trừ triệt để tất cả đều vui vẻ nếu như giết không được liền nhìn xem có thể giống nhị trưởng lão nói chấn áp khương nghị tại xích thiên thần triều hay không đồng ý rất tốt đây là một quyết định vô cùng sáng suốt dựa theo yêu cầu của thần tôn tất cả hoàng tộc cần xuất động toàn bộ lực lượng niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên các ngươi làm chút chuẩn bị đơn giản mang theo vũ khí cần thiết trước khi trời tối theo ta xuất phát ngoài ra ta sẽ làm bạn cùng các ngươi trong toàn bộ hành trình chiến đấu tại Thiên Trụ Sơn, giám sát hành động của các ngươi. Lần này ta mang tới 100 đệ tử, cũng sẽ đóng tại trấn Nam Yêu Quốc, giám sát các ngươi. Nếu như phát hiện bất cứ hành động có vấn đề nào, tuyệt đối không tha thứ. Nhị trưởng lão không chỉ là tự mình tới, mà còn mang đến 100 vị đệ tử tinh anh. Chuyện này can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận chính là hậu quả nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận không chỉ có tam đại trí tôn hoàng đạo phụ trách hai hoàng tộc mà mình giám sát giữa tam đại trí tôn hoàng đạo thiên cực giới cửu lê ma tộc cũng đều an bài người đến giám sát bảo đảm ẩn nấp tuyệt đối trước khi hành động cùng phải chăng bọn họ sẽ toàn lực ứng phó trong quá trình hành động cửu thủ liệt dương giả không có phản đối ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều nếu trí tôn hoàng đạo có thể làm được cẩn thận như vậy khẳng định là đã bố trí kỹ càng nói không chừng có thể giải quyết triệt để khương nghị cùng xí thiên giới thật từ nay về sau các nhà liền đều an bình khổng tước sơn đại trưởng lão quang mang thần điện âu dương thanh liên tự mình về lại đây bái phòng hoàng tộc quái gở nhất có vai trò thấp nhất trong các hoàng tộc thương huyền khổng tước yêu tộc khổng tước yêu tộc cực ít can thiệp chuyện bên ngoài ngay cả phạm vi hoạt động đều cực hạn tại hơn năm ngàn dặm khổng tước sơn mạch đồng thời có ý thức lãnh địa cực mạnh nghiêm cấm bất cứ từ yêu thú hoặc là nhân tộc nào ở bên ngoài tới gần đây đã là tôn quý cùng cao ngạo của bọn chúng cũng có vài phần rất bất đắc dĩ bởi vì khổng tước là hậu duệ của phượng hoàng xác thực mà nói hẳn là hậu duệ của thiên hoàng địa vị cùng tiềm lực thật sự đều muốn đuổi kịp một ít phượng hoàng đã từng có thời điểm khổng tước kiêu ngạo cường thế uy lẫm tây bắc bộ còn từng khiêu khích vạn đạo thần giáo thậm chí tự do ra vào trung vực cho đến ngàn năm trước khương nghị sông ngang xuất thế rời khỏi xích thiên thần triều lấy tên chu tước chinh chiến thương huyền số lượng lớn linh cầm yêu tộc cùng nhân tộc có được thú văn linh cầm liên tiếp hưởng ứng có thể là trực tiếp tìm nương tựa, có thể là bị Khương Nghị tự mình mời chào. Trong này bao gồm cả khổng tước yêu tộc. Tại tiền kỳ Khương Nghị chinh chiến, khổng tước yêu tộc xác thực đã ra lực, nhưng theo vài con Phượng Hoàng quy thuận, cùng có được cường tộc Linh Văn Phượng Hoàng vào ở, Khương Nghị đã bắt đầu dốc sức đến đỡ Phượng Hoàng, đánh ra khẩu hiệu muốn tái tạo Phượng Hoàng thần tộc. Sơ thành quy mô Phượng Hoàng mưu toan lãnh đạo khổng tước, kích thích khổng tước yêu tộc cao ngạo mâu thuẫn mãnh liệt. Cuối cùng trước một ngày khi vạn thế thần triều chính thức kiến triều, khổng tước yêu tộc hẳn là hoàn toàn đứng ở hàng tầng cao nhất lại tuyên bố toàn tộc rời khỏi trở lại tây bắc cũng chính bởi vì khổng tước yêu tộc rời khỏi tại thời kỳ đặc thù để bọn chúng có thể may mắn thoát khỏi sau chiến dịch tại đăng thiên kiều đưa mắt nhìn khắp cửu châu thập tam hải bây giờ khổng tước yêu tộc cũng là chu tức di tộc may mắn còn sống sót duy nhất khổng tước yêu tộc rất rõ ràng tình huống đặc biệt của mình từ đó về sau bọn chúng đã bắt đầu chuyển biến thái độ xử thế phong bế bản thân tại khổng tước sơn mạch không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì ở bên ngoài nữa lúc khương nghị trùng sinh tại thiên khải lần nữa nhắc lên chiến tranh khổng tước yêu tộc cũng duy trì an tĩnh rất rõ ràng giống như cuộc chiến báo thù của khương nghị không có bất cứ liên quan nào với chúng nó cả bọn chúng càng không nguyện ý lần nữa liên lụy đến trong chiến tranh như thế này khổng tước vương hân hạnh đại trưởng lão quang mang thần điện âu dương thanh liên đi đến đại minh sơn là nơi sâu nhất trong khổng tước sơn mạch gặp được khổng tước thánh vương đang chờ đợi ở nơi đó khổng tước thánh vương huyễn hóa thành nam tử tuấn mỹ oai hùng uy nghiêm tràn ngập khí tức cường hãn cường quang năm màu tỏa sáng phía sau hiện ra hỗn độn rực kinh khủng ở trên cao nhìn xuống nhìn âu dương thanh liên các khổng tước khác cũng hóa thành hình người phân tán ở hai bên cung điện đôi mắt sắc bén lưu quang như điện lạnh lùng nhìn âu dương thanh liên đang đi tới âu dương thanh liên thoáng thở phào trong lòng cố ý huyễn hóa hình người để đón đợi nàng cũng coi là cho nàng mặt mũi Nói rõ Khổng Tước yêu tộc thấy rõ tình thế trước mắt, cố ý muốn làm ra lựa chọn. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là lễ phép mà thôi. Dù sao Khổng Tước yêu tộc không chỉ là kế thừa huyết mạch của Thiên Hoàng, mà thậm chí còn cao ngạo hơn. Cao ngạo, tôn quý chảy xuôi ở trong máu. Cũng chính bởi vì như thế này, bọn hắn đã từng tuyệt đối không khuất nhục trước Phượng Hoàng yêu tộc, thậm chí cam nguyện từ bỏ địa vị hiển hách ở Vạn Thế Thần Triều, chủ động rời khỏi. Đại trưởng lão, lần này đến là có ý gì? khổng tước yêu vương anh tuấn lạnh nhạt cao ngạo càng tôn quý y phục hoa lệ giống như là lông đuôi khổng tước biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh lóa mắt mà kinh diễm đôi cánh hỗn độn ở phía sau đã là tiêu chí của thánh vương càng là biểu tượng của huyết mạch trí cao mặc dù khổng tước yêu tộc ở ẩn nhưng cục diện thương huyền đã huyên náo oanh động các ngươi hẳn là đều biết cũng biết mình gặp phải là cái gì hôm nay ta không chỉ là đại biểu quang mang thần điện mà đến cũng là đại biểu cho tất cả hoàng đạo thương huyền mà đến chỉ muốn hỏi Khổng Tước yêu tộc một cái thái độ. Âu Dương Thanh liên cường ngạnh, nhưng thái độ lại hiền lành. Dù sao Khổng Tước yêu tộc cũng không giống với hoàng tộc khác, nơi này càng giống như là một trận đàm phán hơn, mà không phải đơn giản là mệnh lệnh. Thái độ của chúng ta đã thể hiện rõ ràng tại ngàn năm trước. Đó là cục diện ngàn năm trước, so với bây giờ khác nhau rất lớn. Các hoàng đạo thương huyền ủy thác ta, xin mời Khổng Tước yêu tộc tỏ thái độ một lần nữa. Ta hiểu rõ lịch sử năm đó tha thứ ta nói thẳng, ta không thấy được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tư thái năm đó của phần thiên thần hoàng là hợp tung liên hoành, là dẫn dắt thương huyền. Mà bây giờ là đổ sát, là chấn áp, là khống chế thương huyền. Nhất là bây giờ, xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, dẫn phát hai bên rằng co trực diện, quyết chiến hết sức căng thẳng. Bất cứ hoàng tộc nào cũng đều đứng trước lựa chọn là đi theo xí thiên giới đổ sát hoàng tộc thương huyền, hay là cùng các hoàng tộc hoàng đạo thương huyền, cùng nhau vây bắt mối uy hiếp chiến tranh xí thiên giới này các ngươi muốn vây bắt xí thiên giới lúc nào khổng tước vương dần dần nhăn mày lại ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn thẳng âu dương thanh liên tất cả khổng tước hình người trong cung điện đều nghe được lời nói bóng gió ánh mắt lập tức thay đổi khí thế cũng thay đổi ánh sáng rực rỡ rõ ràng lại hừng hực giống như sóng biển dâng cao bao phủ cung điện mang cho âu dương thanh liên áp bách to lớn trong tầm mắt của âu dương thanh liên các tôn khổng tước quý hoa lệ giống như đều biến thành ác thú hung tàn khí tức âu dương thanh liên không khoái bị thánh uy cuồn cuộn đập vào mặt ép tới đau đớn khó đè nén nhưng thân là đại trưởng lão thần điện dạng đội hình gì lại chưa thấy qua dạng khí thế gì không có bị qua cho nên ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thật sự cũng không có bị hù dọa cũng có thể đứng ổn được chịu được kỳ hạn một năm sắp tới lúc nào khương nghị cũng có thể phản kích chúng ta không thể nào tiếp tục chờ đợi thêm nhất định phải chủ động xuất kích chúng ta muốn bảo trụ danh uy các hoàng đạo thương huyền chúng ta càng không thể để Khương Nghị lại tùy ý tra đạp Thương Huyền Đại Lục. Khương Nghị không phải muốn chiến tranh sao? chúng ta sẽ dâng lên chiến tranh. người đã nghĩ đến việc xí thiên giới sẽ hủy đi Thiên Trụ Sơn. nếu như con đường không gian bị cắt đứt, các ngươi sẽ triệt để mất đi liên hệ với Thiên Khải Chiến Trường. Hoàng Thành ở phía trên thì phải làm sao? các ngươi sau này còn thu hoạch tài nguyên Thiên Khải thế nào? sau khi Khương Nghị nhận được tin tức, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. đừng quên phía sau khương nghị còn có tu la tu la còn đang chinh chiến tại côn lôn khổng tước yêu vương nghiêm khắc chất vấn uy lực thánh vương nồng đậm mà cường thế đôi cánh hỗn độn ở phía sau chậm rãi đung đưa nhắc lên uy lực diệt thế kinh khủng âu dương thanh liên chống đỡ áp bách cười nhạt nói đầu tiên chúng ta có thứ để thay thế thiên trụ sơn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa thương huyền tổ địa cùng thiên khải chiến trường thứ hai chúng ta trăm phần trăm xác định khương nghị đang ở xí thiên giới chiến tộc quan trọng toàn bộ đều đang ở xí thiên giới. Thứ ba, lần này chúng ta muốn hiệu triệu hoàng tộc hoàng đạo toàn thương huyền, liên hợp vây bắt. Với đội hình tam đại thần linh, 13 vị thánh hoàng, tuyệt đối có thể triệt để xóa bọn hắn đi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cách chạy thoát. Các khổng tước ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, cao mày, trầm mặc thật lâu. Vây bắt toàn diện. Tam đại thần linh, 13 đại thánh hoàng. Âu Dương Thanh liên tiếp tục nói, ta biết các ngươi không nguyện ý là kẻ địch cùng khương nghị, càng hy vọng có thể không đếm xỉa đến nhưng ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết đó là chuyện không thể nào các hoàng đạo thương huyền cho phép khổng tước sơn các ngươi còn sống đến bây giờ đã là ban ân lớn lao các ngươi hẳn là nên đội ơn bây giờ chính là thời điểm các ngươi báo ân ta cho các ngươi hai lựa chọn đầu tiên đi theo các hoàng đạo thương huyền vây bắt xí thiên giới xét thấy tình huống của các ngươi đặc biệt các ngươi có thể không cần đối chiến cùng khương nghị và phượng hoàng yêu tộc chỉ phụ trách thiên hồ hướng ra thứ hai không đếm xỉa đến, không tham dự sự kiện lần này. Nhưng, việc này qua đi, các Hoàng đạo Thương Huyền Liên danh khổng tước sơn xóa tên khỏi hoàng tộc, còn các ngươi sẽ bị coi là dị loại. Đến lúc đó, sợ rằng các ngươi sẽ lọt vào truy sát, may mắn có thể chạy ra khỏi Thương Huyền. Nhưng thật đáng tiếc, thao thiết yêu tộc cần mở rộng bộ lạc một lần nữa, rất có thể sẽ xem các ngươi như con mồi. Sau khi nói xong, Âu Dương Thanh Liên lại tiếp tục nói, không phải ta đang uy hiếp các ngươi, ta chỉ là người truyền lời là đại biểu cho thái độ của tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền. Tha thứ ta nói thẳng, cho đến bây giờ khương nghị còn không có liên hệ cùng tất cả hoàng tộc, liền mang ý nghĩa hắn không muốn lấy dẫn dắt bất kỳ bên nào trong các ngươi, mà là muốn chấn áp, đổ sát toàn bộ. Nhất là khổng tước yêu tộc các ngươi, đến bây giờ đều không có liên hệ. Nói rõ đám phượng hoàng kia không nguyện ý lại hợp tác cùng các ngươi, khương nghị càng có thể đẩy ra canh cánh trong lòng trong kiếp trước đối với các ngươi. Khổng tước vương không có trực tiếp đáp lại, mà an bài nói trước tiên ngươi cứ ở lại nơi này cho chúng ta thời gian mấy ngày cân nhắc không được nơi này là khổng tước sơn tốt nhất ngươi nên làm theo lời ta bảo rất xin lỗi ta là đại biểu cho các hoàng đạo thương huyền đến đây cũng nhắc đến một ít bố trí của chúng ta cho nên không thể không cẩn thận mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì từ hôm nay trở đi ta đều sẽ buổi bạn toàn bộ hành trình với ngươi cho đến khi chiến tranh kết thúc truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé Ta mang tới hơn 100 đệ tử, cũng sẽ tiến vào chiếm giữ nơi đây, giám sát toàn diện Khổng Tước Sơn. Nếu như ta và các đệ tử của ta trong quá trình giám sát nhận phải bất cứ sự hãm hại gì, hoặc là phát hiện chuyện không tầm thường gì, Quang Mang Thần Điện sẽ tự mình hàng phạt sau chiến tranh. Nói đến đây, thái độ của Âu Dương Thanh Liên đột nhiên nghiêm túc lên, trong ánh mắt cũng lộ ra sự nghiêm khắc. Khổng Tước Vương trầm mặc xuống, suy nghĩ, yên lặng lựa chọn. Trong cung điện, các Khổng Tước cũng đều mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua khổng tước vương đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Xác thực mà nói, bọn chúng đang nhìn khổng tước vương, đồng thời cũng đang nhìn không gian ba động rất nhỏ ở phía sau hắn, bởi vì nơi đó có một người ngoài đang ẩn nấp, là người không nên xuất hiện, đại trưởng lão cửu thiên thần giáo, Đông Hoàng Yến. Kỳ thật giữa khổng tước yêu tộc cùng cửu thiên thần giáo, vẫn luôn bí mật duy trì liên hệ, chỉ là mặt ngoài chưa bao giờ công khai qua. Thời gian liên hệ cụ thể, phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 2.000 năm trước, sau khi khổng tước đầu tiên thoát khỏi vĩnh hằng thánh sơn tìm khổng tước sơn nương tựa sau đó biết thân phận thật sự của cửu thiên thần giáo từ đó về sau giữa hai bên sẽ bắt đầu tiếp xúc bí mật nhưng khổng tước yêu tộc cao ngạo tôn quý khinh thường kết minh càng không nguyện ý kết minh cùng trí tôn hoàng đạo cường hãn bá đạo để tránh bị ngoại giới coi như là phụ thuộc cửu thiên thần giáo tôn trọng khổng tước yêu tộc cũng không hy vọng thân mật quá độ bị khổng tước yêu tộc tìm tòi nghiên cứu bí mật tài nguyên bọn hắn bồi dưỡng thánh hoàng cùng thần linh cho nên mối quan hệ trong hai ngàn năm qua của hai bên chỉ là căn cứ vào một thái độ thân mật, tại thời điểm cần lẫn nhau, bí mật cung cấp chút trợ giúp, tại thời điểm sinh tử tồn vong, tận hết khả năng giúp đỡ. Ví dụ như lúc trước tại thời kỳ đặc thù lại nhạy cảm, lực lượng để khổng tước yêu tộc rời khỏi vạn thế thần triều, chính là đến từ cửu thiên thần giáo. Ví dụ như sau khi vạn thế diệt quốc, khổng tước sơn có thể bảo toàn, cũng là bắt nguồn từ cửu thiên thần giáo kiên trì. Nguyên nhân đông hoàng yến ở chỗ này cũng không phải là muốn kết minh, mà là có ba vấn đề. Một là sưu tập dược liệu luyện đan, nơi này mặc dù phong bế, nhưng dự trữ rất nhiều bảo bối. Hai là thuận tiện tạo dựng tế đàn không gian, sâu chuỗi khổng tước sơn cùng cửu thiên thần giáo. Tại thời kỳ đặc thù thương huyền thật sự bộc phát chiến tranh, mà khổng tước yêu tộc đứng trước nguy hiểm sinh tử, có thể bí mật chuyển rời một bộ phận đời mới đến cửu thiên thần giáo. Nguyên nhân thứ ba, bọn hắn muốn nhìn xem trí tôn hoàng đạo, có thể bí mật liên hệ lục đại hoàng tộc độc lập hay không phải dùng phương thức gì, có giao dịch gì. Đông Hoàng Yến ẩn nấp ở trong hư không, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Liên ở phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà lại chờ trí tôn hoàng đạo tới liên hệ thật, càng không nghĩ tới chính là bọn hắn muốn vây bắt xí thiên giới. Tam đại thần tôn. Chẳng lẽ thần tôn không cần chấn thủ thiên khải chiến trường sao? Toàn bộ xuống tới, bọn hắn không sợ hoàng thành lọt vào tập kích. Hơn 10 thánh hoàng ở đâu ra? Chẳng lẽ thánh hoàng của quang mang thần điện, xích thiên thần triều cùng chu thiên thần điện cũng muốn rút về toàn bộ? nếu như xí thiên giới gặp phải năng lượng như thế vây bắt, không cần xí thiên giới cưỡng ép va chạm, chỉ là ba động chiến đấu đã liền có thể hủy đi mấy ngàn dặm dãy núi. Tại thiên trụ sơn, con đường kết nối giữa hạ giới cùng thiên khải càng sẽ bị cắt đứt triệt để. Bọn hắn lại còn tràn đầy tự tin nói đã tìm được thức thay thế thiên trụ sơn. Bọn hắn lại làm như thế nào để xác định Khương Nghị đang ở xí thiên giới? Mà, hành động liên hợp quan trọng như vậy, vì sao không có liên hệ cửu thiên thần giáo bọn hắn trước? Đại trưởng lão Đông Hoàng Yến hô hấp dần dần gấp rút, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu đều đã liên hệ đến khổng tước yêu tộc, nói rõ kiến hùng hoàng triều và tất cả hoàng tộc khẳng định là đều nhận phải hiếp bách, cũng mang ý nghĩa tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo thương huyền sắp khởi sướng vây bắt toàn diện, xí thiên giới bị hủy diện đang ở ngay trước mắt. Đông Hoàng Yến biết một ngày này khẳng định sẽ đến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là bây giờ, càng không có nghĩ tới sẽ là quy mô như vậy. Chỉ sợ khương nghị, thiên hậu, thậm chí là thần tôn cũng sẽ không nghĩ đến đông hoàng yến nhìn chằm chằm khổng tước yêu vương ở trước mặt mình cảm thấy may mắn khi đã ở lại nơi này tạo dựng tế đàn không gian khổng tước yêu tộc sẽ làm quyết định gì mặc dù trên huyết mạch khổng tước yêu tộc thuộc về thiên hoàng nhưng xí thiên giới nhìn giống như không có bất kỳ phần thắng nào thật lâu khi mà khổng tước yêu vương đang muốn tỏ thái độ đông hoàng yến đã lặng yên về phía trước tới gần khẽ nói ở bên tai nó đồng ý với âu dương thanh liên cũng tận lực phối hợp hành động nhưng nể tình hai năm hữu nghị giữa khổng tước yêu tộc cùng cửu thiên thần giáo nhớ tới truyền thừa trên huyết mạch của thiên hoàng nghe ta một câu tuyệt đối không nên hạ sát thủ thật từ từ đợi chiến cuộc thay đổi ta cam đoan sẽ có chuyện phát sinh mà các ngươi không tưởng tượng được khổng tước yêu vương hơi nhíu mày lên lời này có ý gì sở dĩ hắn lo lắng là không nguyện ý trở thành kẻ địch với khương nghị cùng phượng hoàng yêu tộc dù sao trên huyết mạch đó cũng là tiên tổ mặc kệ có phải bọn hắn sẽ trực tiếp tuyên chiến cùng phượng hoàng yêu tộc hay không chỉ là tham dự vào trong chiến tranh như thế cũng đã chính là chuyện đại nghịch bất đạo khổng tước yêu tộc cao ngạo không thể nào làm chuyện như vậy ngoài ra còn có chút hiếu kỳ hành động liên hợp quan trọng như vậy cử thiên thần giáo hẳn là người trực tiếp chủ đạo ý sao đông hoàng yến không có nói qua chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì đông hoàng yến đột nhiên nói như vậy là đang ám chỉ cái gì sao khổng tước vương ta đang chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi âu dương thanh liên đánh vỡ yên lặng vẻ mặt hay ngữ khí đều trở nên nghiêm khắc lúc này nhất định phải lại ép một tay năm đó chúng ta rời khỏi vạn thế thần triều phần thiên thần hoàng không có làm khó dễ còn đưa lễ vật quý trọng cảm niệm chúng ta đã từng trợ giúp từ trên huyết mạch mà nói chúng ta càng là truyền thừa phượng hoàng các ngươi ép buộc chúng ta tiến công xí thiên giới tại loại thời kỳ này là buộc chúng ta vi phạm tín niệm khinh nhờn huyết mạch lời khổng tước vương nói để sắc mặt âu dương thanh liên trầm xuống nhưng không chờ nàng mở miệng chất vấn, khổng tước vương lại nói, sau khi vạn thế thần triều hủy diệt, các hoàng đạo thương huyền chưa bao giờ gây khó xử qua chúng ta, chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cuộc chiến tai thiên trụ sơn lần này, chúng ta có thể đồng ý đi, cũng có thể cam đoan ra sức, nhưng trí tôn hoàng đạo nhất định phải tôn trọng chúng ta, tuyệt đối không thể bức bách chúng ta trực diện với phượng hoàng yêu tộc. Âu Dương Thanh Liên thở phào, sắc mặt hơi chậm lại, ngươi cứ việc yên tâm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phụ trách vây công thiên hồ hướng ra, xét thấy hướng ra là đã từng là vạn đạo chiến tộc, thực lực cường hãn, chấn nam yêu quốc sẽ phối hợp cùng các ngươi. Mặc dù chúng ta sẽ không bức bách các ngươi, nhưng chiến trường không phải giả vờ giả vịt, cũng mời các ngươi chăm chú đối đãi. Dựa theo thần tôn yêu cầu, nhất định phải bắt lấy thiên hồ thánh vương cùng muội muội của nàng, hướng vãn tỉnh. Tận hết khả năng phải bắt sống. Thần tôn còn nói rõ, chỉ cần có thể bắt sống tỉ muội các nàng, sẽ trọng thưởng. Thiên hồ thánh vương có thực lực cường hãn, danh chấn thiên khải, muốn bắt sống, hy vọng không lớn. Thiên hồ thánh vương mặc dù rất mạnh, nhưng khổng tước vương ngươi không mạnh sao. Huống chi còn có chấn nam yêu quốc. Hai đại đỉnh cấp hoàng tộc liên thủ, nếu như bắt không được dù chỉ là một người của thiên hồ hướng ra, thật không nói được. Chí tôn hoàng đạo bọn hắn cũng không trông cậy vào lục đại hoàng tộc liều mạng thật, cho nên mới an bài hai hoàng tộc mạnh nhất vây bắt thiên hồ hướng ra, tứ đại hoàng tộc phân biệt vây bắt kiều ra, thánh quốc, chiến quốc, cùng các luyện đan sư hướng ra chỉ có thiên hồ thánh vương cần được xem xét, xác thực rất mạnh, nhưng hẳn là không chịu nổi khổng tước vương cùng số lượng lớn yêu thú thánh linh vây bắt. Ngoài ra, những thế gia như kiều gia kia hoàn toàn không đáng để lo ngại, tứ đại hoàng tộc có thể đảm nhiệm hoàn toàn, gần như không cần chiến đấu bao nhiêu, trực tiếp chính là vồ lấy. Yêu cầu duy nhất chính là, bắt sống. Chỉ cần bắt sống tỉ muội bị hướng ra, bắt sống con cái kiều gia, bắt sống con cái của vương phủ hầu phủ chiến quốc và thánh quốc. Còn có khống chế các luyện đan sư, liền có thể uy hiếp bọn người khương nghị trên chiến trường, quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, cũng có thể để chuyện phát sinh ngoài ý muốn sau này, đến xích thiên thần triều hành hình, kích thích khương nghị chủ động xuất hiện. Khổng tước thánh vương trầm mặc một lát, lúc nào xuất phát. Trước khi trời tối liền đi, phía trên niết bàn cảnh cửu trọng thiên, điều động toàn bộ. Âu Dương Thanh Liên âm thầm phấn chấn trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành. Khổng tước yêu tộc còn mạnh hơn so với tượng của nàng. Ngồi trong điện khổng tước lại có 5 vị thánh linh cảnh, 7 vị cảnh giới bán thánh. Xem ra mặc dù bọn chúng điệu thấp ẩn nấp, nhưng không có buông lỏng qua tu luyện, cũng có thể là xét thấy nguy cơ thế cục trước mắt, bọn chúng đều điều động toàn bộ tài nguyên phong tồn đi ra, nuôi dưỡng mới bán thánh cùng thánh linh. Nếu như trấn Nam yêu quốc nơi đó lại bồi dưỡng được thánh vương giống như mong muốn, vậy thì đây chính là hai đại siêu cấp chiến thú liên hợp, nhất định có thể bắt lấy Thiên Hồ Thánh Vương, còn có vị muội muội xinh đẹp kia của nàng. Đến lúc đó coi như Khương Nghị chạy thật, nhưng chỉ cần nắm được hai hồ ly này ở trong tay, đảm bảo Khương Nghị sẽ mất lý trí, không quan tâm gì mà đi nghĩ cách cứu viện. Chúng ta chấp nhận để các ngươi giám sát, nhưng người các ngươi lưu lại phải tôn trọng quy củ của khổng tước yêu tộc chúng ta. Một ít tổ địa, một ít trọng địa, tuyệt đối không thể tùy ý loạn đụng. Ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Âu Dương Thanh Liên gật đầu cam đoan. Đông Hoàng Yến lặng yên rời khỏi đại điện, đi thẳng đến tế đàn không gian bọn hắn đang tạo dựng. Tế đàn ở vào cấm khu tổ địa, trước đó đã liền có, cũng là do cửu thiên thần giáo trợ giúp tạo dựng. Tuy nhiên không phải nối thẳng với thần giáo, mà là địa khu an toàn nào đó ở phía ngoài. Lần này lại tạo dựng một lần nữa, là trên cơ sở vốn có kết nối thẳng tới tầng thứ ba của thần giáo. Trước mắt đã xây thành chỉ là còn chưa hoàn thiện đạo ngấn không gian. Đông Hoàng Yến phân phó các trưởng lão nơi này chú ý che giấu tế đàn, lập tức rời khỏi, lại về thẳng đến cửu thiên thần giáo. Sau khi thuyết phục thành công chấn nam yêu quốc, khổng tước yêu tộc, kiếm hùng hoàng triều của bắc bộ, băng lam hợp trung quốc của tây bắc bộ. Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều của Đông Bộ đều lần lượt bị thuyết phục, sau khi khẩn cấp tập kết toàn bộ cao tầng thì liền lao tới Thiên Trụ Sơn. Phủ Tăng Thần Cung của Bắc Bộ tiếp tục bị cô lập, thậm chí Chí Tôn Hoàng Đạo còn điều động cường giả không gian bí mật giám sát Đông Bộ. Ngày 22 tháng 8, Tân Thánh Hoàng của Thái Cổ Thần Miếu, Hạo Ngọc Thành đang đồng hành cùng Thánh Linh Không Gian, dùng tốc độ nhanh nhất đến Tây Nam Bộ. Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc nhận được tin tức cũng liên tiếp khởi hành, do lão tổ thánh hoàng tự mình dẫn đầu liên thủ lao tới trung vực chỉ là ba bên hoàng đạo đều mang theo mật lệnh đặc thù của đế tộc mật lệnh an bài để bọn hắn cực kỳ khó chịu thậm chí là kháng cự mà sau khi ba bên gặp nhau đều trầm mặc cũng biểu hiện ra bọn hắn đều không thật sự có chủ ý quyết định rốt cuộc phải chăng là nên chấp hành dù sao nói cho cùng bọn hắn cũng đều là con dân thương huyền nếu quả như thật muốn dẫn dắt đế tộc xâm lấn thương huyền Bọn hắn cũng không biết phải đối mặt với dân chúng trong lãnh địa của mình như thế nào, phải đối mặt với các tiên tổ như thế nào. Mặc dù bọn hắn nguyện ý thỏa hiệp tại các vấn đề khác, lại phân rõ trái phải rõ ràng. Nhưng, chuyện đã bị buộc đến phân thượng này, bọn hắn thật sự rất mê mang. Cửu Lê ma tộc cùng Thiên Cực giới đột nhiên xuất động, lập tức kinh đến trưởng lão không võ của Cửu Thiên Thần giáo, ẩn núp trong hư không giám sát bí mật bọn hắn, sau đó càng nhanh chóng lao tới Cửu Thiên Thần giáo hơn. Ngày đầu tiên của tháng 9, lão tổ thánh hoàng thứ hai của xích thiên chu nguyên bá đã đến cửu thiên hoàng thành các ngươi muốn làm gì trong lòng đông hoàng càn chấn động mãnh liệt nhưng thể hiện chỉ là có chút lạnh vây bắt xí thiên giới chu nguyên bá nhìn các cường giả thần giáo đứng xung quanh trong cung điện không biết có phải là ảo giác hay không phản ứng của đám người này tựa như có chút cổ quái xí thiên giới đã va vào tế đàn không gian bất kỳ dị động gì cũng đều có thể dẫn phát dung chuyển hủy diệt mặc dù thần giáo chúng ta đang khẩn cấp chữa trị tế đàn nhưng tuyệt đối không gánh được trùng kích như thế đông hoàng hoa thanh ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở đám người giữ vững ổn định chúng ta đã không cần tế đàn không gian chỉ cần bắt sống khương nghị khống chế thông thiên tháp liền có thể tái tạo đường lên trời các ngươi muốn thông thiên tháp hẳn là phải bắt được khương nghị trước sau đó lại vây bắt xí thiên giới trực tiếp tập kích xí thiên giới như thế này không chỉ có sớm hủy đi con đường còn sẽ chọc giận khương nghị khương nghị đang ở xí thiên giới khương nghị sẽ không ở nơi đó không khương nghị khẳng định sẽ ở đó làm thế nào các ngươi biết khương nghị chính là lợi dụng tâm lý như thế này của chúng ta cho nên hắn sẽ thoải mái ở trong xí thiên giới bế quan tu luyện chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thuận tiện đùa bỡn những nữ tử kia của hắn cho nên đây là các ngươi phỏng đoán chúng ta có tám phần nắm chắc khẳng định khương nghị là ở chỗ này nếu như khương nghị không ở đó chỉ cần hủy xí thiên giới bắt sống tất cả người ở bên trong tự nhiên có thể ép khương nghị tự chui đầu vào lưới đông hoàng hoa thanh trao đổi ánh mắt với đám người tất cả đều nhìn về giáo tôn đông hoàng càn gần đây bọn hắn cũng đang thảo luận xích thiên thần triều muốn khai thác loại hành động nào để đối kháng cùng xí thiên giới nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là trực tiếp hủy diệt đông hoàng càn bề ngoài thô cuồng vẻ mặt lạnh lùng trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng như lôi đình các ngươi muốn xuất động bao nhiêu người ba vị thần tôn giáng lâm toàn bộ tất cả thánh hoàng cũng đều đi theo hoàng thành tại thiên khải chỉ để lại một vị thánh vương ba vị thánh linh trấn thủ các niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên còn lại toàn bộ giáng lâm thương huyền đại lục thời gian cụ thể sau năm ngày chiến tranh sẽ chính thức khai hỏa ở cùng ngày cũng chính là ngày mùng sáu tháng chín cân nhắc đến khả năng vây bắt xí thiên giới xuất hiện các loại tình huống đặc biệt chúng ta muốn mời người mang theo tất cả võ giả không gian niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tham dự tác chiến năm ngày gấp gáp như thế gấp gáp sao phía dưới đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Người đến bây giờ mới cho chúng ta biết, chúng ta là dựa theo vị trí phân tán mà tiến hành thông báo, bảo đảm muốn tại ngày mùng 3 tháng 9 đều đến được toàn bộ, không có người nào đến sớm quá nhiều, cũng không có ai có thể chỉ hoãn quá lâu. Sau đó tiến hành điều chỉnh cùng an bài trong hai ngày, ngày mùng 6 tháng 9 theo người của Sích Thiên Thần Tôn Giáng Lâm, chính thức khởi xướng vây bắt. Mục đích chúng ta làm như vậy, đương nhiên là bảo đảm hành động đầy đủ bí ẩn, không có người nào có thể sớm để lộ bí mật các ngươi thì sao, thời gian chuẩn bị trong hai ngày, trên đường một ngày, một ngày đến xích thiên hoàng thành tiếp nhận an bài, một ngày đến di tích thiên môn, thời gian rất dư giả. Ai là người chủ đạo? Xích thiên thần triều, đại quang mang thần điện, chu thiên thần điện, chủ động tiếp nhận giám sát lẫn nhau. Cửu thiên thần giáo không thuộc về trí tôn hoàng đạo rồi. Thời điểm trước đó tìm chúng ta tu sửa con đường cũng không phải nói như vậy. Chúng ta chỉ thừa nhận thân phận trí tôn hoàng đạo của các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giúp đỡ tu sửa tế đàn không gian nhưng bây giờ chúng ta không cần tế đàn không gian các ngươi còn muốn địa vị liền cần phối hợp chúng ta vây bắt xí thiên giới thể hiện lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đông hoàng càn hiện ra mấy phần dữ tợn thừa nhận thân phận trí tôn hoàng đạo liền phải tôn trọng cùng tán thành biểu hiện bây giờ của các ngươi trong mắt của ta là không hề tôn trọng chu nguyên bá nói ngươi là thánh hoàng lại còn là giáo tôn của cử thiên thần giáo ngươi hẳn là hiểu tôn trọng cùng tán thành không phải do người khác bố thí mà là chính mình tranh thủ nếu các ngươi đã toàn bộ điều động không thiếu cử thiên thần giáo chúng ta chúng ta liền ở lại nơi này xin đợi hồi âm đông hoàng càn vừa nói ra lời này khuôn mặt của bọn người lan độ lan quỳ đông hoàng hoa thanh có chút động làm sao lại từ chối rồi không phải là nên giả vờ phối hợp sau đó tùy thời hành động sao chu nguyên bá cảnh cáo nói đây là liên hợp hành động của tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền Chẳng lẽ cửu thiên thần giáo thật không muốn đếm xỉa đến? Chẳng lẽ cửu thiên thần giáo không thuộc về các hoàng đạo thương huyền rồi? Mặc dù cửu thiên thần tôn chết rồi, nhưng cửu thiên thần giáo vẫn là hoàng đạo thương huyền, càng là trí tôn hoàng đạo. Có một số việc, các ngươi không thể xem chúng ta là người bên ngoài. Có một số việc, các ngươi càng là nên toàn lực ứng phó. Ta thay các ngươi chấn thủ hoàng thành thiên khải. Thiên khải hoàng thành không cần chấn thủ, chúng ta lưu lại thánh vương cùng thần cốt, cũng chỉ là ứng phó cực tình huống đặc biệt mà thôi nếu như chiến tranh nổi lên ngoài ý muốn, các ngươi không thể kịp thời khống chế Khương Nghị, liên hệ giữa hạ giới cùng Thiên Khải sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó Hoàng đạo Thiên Khải khẳng định sẽ dục dịch. Ba thánh vương tuyệt đối ép không được. Đông Hoàng càn đe dọa nhìn Chu Nguyên Bá, chờ đợi đáp án của hắn. Xích Thiên Thần Tôn hẳn phải biết, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nếu như Khương Nghị đào thoát, đừng nói tầm năm 3 tháng, năm 3 năm đều có thể bắt không được, đến lúc đó Thiên Khải chiến trường chấn động, Hoàng Thành Thương Huyền nhất định lọt vào xâm lấn trừ phi là bọn hắn trực tiếp từ bỏ nơi này. Nhưng, mỗi tòa hoàng thành đều là cơ nghiệp mà trí tôn hoàng đạo, đời đời kiếp kiếp liều chết bảo vệ, bên trong cung điện, các loại pháp trận đều thẩm thấu tâm huyết của liệt tổ liệt tông. Tất cả hoàng thành khống chế lãnh địa các nơi càng là bảo địa với tài nguyên phong phú, liên quan đến trưởng thành phát triển hậu thế của bọn hắn. Đó cũng không phải một tòa thành mà thôi. Chúng ta chắc chắn 90%, hoàng đạo thiên khải sẽ không thừa dịp loạn tiến công để lại ba vị thánh vương chỉ là vì đền bù một phần ngoài ý muốn này là đế tộc đồng ý với các ngươi rồi tha thứ ta nói thẳng hoàng đạo thiên khải ngấp nghé lãnh địa hoàng thành thương huyền đã rất lâu đến lúc đó chỉ dựa vào thái độ của đế tộc thật đúng là ép không được chỉ cần đế tộc công khai cam đoan lại liên hợp ra tiếng liền có thể đè ép được có phải các ngươi đã làm giao dịch gì cùng đế tộc rồi hay không ánh mắt đông hoàng càn dần dần lăng lệ nếu như cắt đứt liên hệ không chỉ có hoàng đạo dục dịch, ngay cả đế tộc đều sẽ thừa dịp loạn tập kích, dù sao các lãnh địa ở thiên khải mà trí tôn hoàng đạo thương huyền, khống chế đều là bảo địa ở trung bộ chiến trường thiên khải, bất luận là vị trí, tài nguyên, hay là ý nghĩa, đều cực kỳ đặc thù. Chuyện này không cần các ngươi phí tâm. Nếu như ngươi có thể đồng ý chinh chiến ở hạ giới, phối hợp với đông hoàng tội chấn áp ma vật chiến tranh là địa ma thụ kia, các võ giả không gian khác có thể phối hợp cùng tất cả thánh hoàng, chấn áp tất cả phượng hoàng của xí thiên giới. Sau đó, xích thiên thần chiều cùng đại quang mang thần điện, hứa hẹn trợ giúp các ngươi bồi dưỡng thánh hoàng hoàn toàn mới, còn có thi hài của địa ma thụ, cũng giao phó cho các ngươi. Kể từ đó, cửu thiên thần giáo có được ba vị thánh hoàng, còn có di cốt thần tôn, sau này không còn ai lại dám coi thường các ngươi, bất luận thiên khải hay là thương huyền đều sẽ cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Chu Nguyên Bá trực tiếp nói rõ ngọn ngành, chắn miệng đông hoàng càn. Lần hành động này là tam đại trí tôn hoàng đạo bọn hắn chủ đạo, tất cả những thế lực đều là phối hợp, đây cũng không chỉ là bảo đảm tính bí ẩn của hành động, càng là tuyên cáo địa vị của bọn hắn. Đông Hoàng Càn trầm mặc không nói, khi thì nhíu mày, khi thì nắm chặt nắm đấm, giống như đang nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng hắn tự định giá không phải là đề nghị của Trung Nguyên Bá, mà là chàng nguy cơ đột nhiên xuất hiện này, hắn phải làm thế nào để ứng phó đây? Chu Nguyên Bá không cho Đông Hoàng Càn thời gian tự định giá, hắn nói thẳng, nếu như các ngươi đồng ý, Chu Nguyên Bá ta sẽ hành trình làm bạn toàn bộ, thời khắc tất yếu sẽ còn ra tay hiệp trợ không nên hiểu lầm ở giữa tất cả hoàng đạo bao gồm cả hoàng tộc đều có giám sát lẫn nhau bảo đảm hành động tuyệt đối không được xảy ra sai lầm đông hoàng càn hơi chút trầm tư thần tôn còn đang ở thiên khải chu nguyên bá trả lời thần tôn còn ở nơi này ta thánh hoàng chu ngạo hoàng thậm chí các vị thánh vương toàn bộ đều ở đây vì sao bọn hắn còn không có trở về đông hoàng càn cần xác định bọn hắn thật vẫn còn ở đó nếu như không ở đó hắn không để ý mà thừa cơ quét ngang thiên khải nếu như vẫn còn, cũng chỉ có thể đi hiểm. Hoàng đạo thiên khải đang dục dịch, đế tộc còn không có công nhiên ra tiếng, chúng ta còn cần lưu thủ chấn nhiếp. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, rất có thể xí thiên giới đang bí mật giám sát con đường không gian. Nếu như thần tôn đột nhiên xuất lĩnh thánh hoàng thánh vương giáng lâm, thần uy cường thịnh chắc chắn sẽ khiến xí thiên giới cảnh giác. Cho nên thần tôn chỉ có thể giáng lâm vào cùng ngày bộc phát chiến tranh với các ngươi. Nếu như ta rời khỏi, các ngươi có thể bảo đảm cửu thiên hoàng thành chúng ta an toàn trăm phần trăm cam đoan. Ta vừa mới nói qua, kỳ thật chúng ta đều không nhất định phải để Thánh Vương lưu thủ, nhưng thiên khải lại mây gió dung chuyển, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, để phòng chuyện chẳng may. Nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi ứng phó cho chính mình còn khó, còn có thể chiếu cố chúng ta. Ta nói, đây là chuyện gần như không thể nào xảy ra được. Là cơ hồ, không phải tuyệt đối. Nếu không phải vậy, vậy thì tại sao các ngươi lại để Thánh Vương lưu thủ? Ta không tin tưởng các ngươi với cái thái độ này của các ngươi, ta thật sự rất không tin tưởng các ngươi. ngươi muốn thế nào? như vậy đi, cửu thiên hoàng thành ta chuyển đến xích thiên hoàng thành các ngươi nơi đó, các ngươi thay chúng ta nhìn, nếu thật sự xảy ra bất chắc, thay chúng ta bảo vệ tốt. nhưng người phía trên này của chúng ta phải rút về toàn bộ. không đợi chu nguyên bá mở miệng, đông hoàng càn đột nhiên cất tiếng lớn lên. nhưng nếu như sau khi chúng ta trở về, phát hiện có ai đụng phải pháp trận của chúng ta, lật đồ ở bên trong ra. Cửu Thiên Thần giáo chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Sích Thiên thần triều các ngươi." Chu Nguyên Bá vừa muốn lo lắng, kết quả bị một tiếng hét kia của Đông Hoàng Càn kích thích cho, "Chúng ta là thần triều, là thần triều truyền thừa vài vạn năm, chúng ta không thể nào làm chuyện vô lễ như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chuẩn bị. Nhưng ngươi có thể giám sát chúng ta, nhưng không được quá phận. Nếu như trong lúc chiến tranh ở hạ giới, chúng ta phát hiện bất cứ vấn đề nào thì sẽ lập tức rút lui. Ngươi cứ việc yên tâm, sau khi trải qua trận này, hoàng tộc hoàng đạo thương huyền khẳng định điều tổn hao nguyên khí rất chúng ta cần cử thiên thần giáo trấn nhiếp ngoại vực cùng thiên khải không chỉ có sẽ giữ vững địa vị của các ngươi sẽ còn toàn lực trợ giúp các ngươi đến đỡ thánh hoàng mới cũng hy vọng các ngươi có thể biết đội ơn đến lúc đó tăng cường hợp tác cùng chúng ta không cần ngươi nói nhảm ta sống hơn ngàn năm còn không biết nên làm như thế nào khi nào các ngươi thông báo đông hoàng toại hôm nay liền thông báo chúng ta cần tất cả không võ nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên của cửu thiên thần giáo, đều điều đến thiên trụ sơn. Chu Nguyên Bá rất rõ ràng tầm quan trọng của không võ, bọn hắn không chỉ có thể phong tỏa hư không, phòng ngừa bọn người khương nghị thừa dịp loạn chạy trốn, đúng là phụ trợ tuyệt hảo. Nhất bản cảnh ngũ trọng thiên liền có thể phối hợp với cửu trọng thiên khác chiến đấu, cao giai nhất bàn còn có thể phối hợp với bán thánh, thậm chí là thánh linh. Được. Đông Hoàng Càn đi ra khỏi đại điện, ngưng âm thành tuyến, xuyên qua không gian ba động, Rõ ràng truyền đến trong lỗ tai Lan Độ và tất cả mọi người, khẳng định là Sích Thiên Thần Triều và bọn hắn đã làm giao dịch đặc thù cùng đế tộc. Chuyện phát triển vượt qua mong muốn của chúng ta, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể thuận thế mà làm. Các vị, chuẩn bị phó chiến, nói lời tạm biệt với nhau đi, nếu như hành động không thuận, chỉ sợ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Trái tim bọn người Lan Độ cũng hơi rút lại. Tại thời điểm kết minh bọn hắn đã biết sẽ có ngày bại lộ, nhưng thật không nghĩ tới sẽ là bây giờ, còn vội vàng như vậy bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng khẳng định xí thiên giới càng không chuẩn bị sẵn sàng nhưng thế sự không thể luôn như bọn hắn mong muốn giáo tôn nói không sai việc đã đến nước này chỉ có thể thuận thế mà làm đội hình ba vị thần linh số lượng lớn thánh hoàng thánh vương tụ tập đây chính là tử cục chuyện bọn hắn có thể làm chỉ có thể là phát huy ưu thế tập kích dùng hết khả năng xé mở vòng vây đưa bọn người khương nghị rời khỏi sau trận chiến này trong bọn họ sẽ có mấy phần còn sống xí thiên giới lại có thể may mắn thoát khỏi được bao nhiêu đông hoàng hoa thanh run rẩy trong lòng khương nghị ơi khương nghị ngươi phải làm tốt chuẩn bị khai chiến cùng thương huyền nhưng ngươi hẳn là không ngờ tới lại có thể đột nhiên như vậy thiên hậu giận đụng thiên trụ sơn mặc dù giữ lại chỗ yếu hại của trí tôn hoàng đạo nhưng cũng là triệt để chọc giận bọn hắn bọn hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi bên trên thiên trụ sơn lúc này điện chủ chu thiên thần điện tần thiên hồng đang tự mình để lộ tin tức hành động cùng đông hoàng toại đang bận rộn thỉnh cầu bọn hắn về thần giáo, triệu tập tất cả võ giả không gian niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thời gian cụ thể, Đông Hoàng Toại cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn, lạnh lùng hỏi. Sau 5 ngày, ngày mùng 6 tháng 9 chính thức khai chiến, giải quyết triệt để xí thiên giới. Các ngươi thật sự xác định Khương Nghị đang ở bên trong. Chúng ta là đoán, nhưng coi như đoán không nhiều, cũng có nắm chắc sẽ hấp dẫn mang theo Khương Nghị. Nếu ba bên trí tôn hoàng đạo các ngươi đã chủ đạo trận hành động này, Cửu Thiên Thần giáo chúng ta làm người ngoài, kế hoạch cụ thể, xem ra cũng là không cả nói với ta. Các ngươi chỉ cần phối hợp thật tốt, sau đó cam đoan bồi dưỡng cho các ngươi vị thánh hoàng thứ ba. Lúc Tần Thiên Hồng nói lời này, tim đều đang nhảy đùng đùng. Mặc dù ban sơ là hắn đề nghị trợ giúp Cửu Thiên Thần giáo bồi dưỡng thánh hoàng, nhưng sau khi thật sự giao tài nguyên chân tàng cho thần giáo, cuối cùng cũng bồi dưỡng Đông Hoàng tội thành thánh hoàng, trong lòng vẫn rất ảo não uất ức. Truy cập haleyi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phải biết, Chu Thiên Thần Điện bọn hắn chỉ có hai vị thánh hoàng, đều không có cam lòng dùng những tài nguyên chân tàng kia bồi dưỡng người mới. Cửu Thiên Hoàng thành nơi đó, các ngươi hẳn là nên phái người đi thông báo. Ta đây về thần giáo, triệu tập toàn bộ tất cả không võ nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tới đây, thuận tiện mời ra vũ khí không gian chân tàng. Đúng rồi, lúc nào bọn hắn xuống tới? Ngày mùng 6 tháng 9 cùng ngày bọn hắn giáng lâm chính là tín hiệu chiến tranh. Xác định là ngày mùng 6 tháng 9. Đương nhiên xác định, hết thảy đều là trong kế hoạch. Nếu như thuận lợi, cùng ngày liền có thể bắt lấy Khương Nghị, tiếp quản thông thiên tháp tái tạo trụ trời. Nếu như không thuận lợi, trong vòng 3 tháng chúng ta cũng có thể kích thích Khương Nghị, đến xích thiên hoàng thành chịu chết, sau đó tiếp quản thông thiên tháp, mau chóng quay về thiên khải chiến trường. Tần Thiên Hồng giới thiệu rất nghiêm túc. Cuối cùng bọn hắn vẫn không yên lòng về đế tộc, cho nên bọn người xích thiên thần tôn nhất định phải đột nhiên rời khỏi, sau đó trở về trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục tọa chấn. Ta đã hiểu. Đông Hoàng Toại chào hỏi tất cả võ giả không gian tụ tập lại, đi thẳng đến thần giáo. Coi như rõ lý lẽ. Tần Thiên Hồng nhìn bóng lưng Đông Hoàng Toại rời khỏi, hài lòng gật đầu. Vốn cho, rằng Đông Hoàng Toại sẽ tức giận răn dạy bọn hắn không có tôn trọng cửu thiên thần giáo, không nghĩ tới hắn lại rất phối hợp. Nếu cửu thiên thần giáo có thể toàn lực phối hợp, lại có võ giả không gian phụ trợ tất cả hoàng tộc hoàng đạo hẳn là có thể ứng phó ở thiên trụ sơn sụp đổ cùng xí thiên giới hủy diệt nhất lên chiều dâng không gian càng có thể bảo đảm hành động vây bắt thuận lợi hơn thoải mái hơn tần thiên hồng ngước nhìn xí thiên giới treo ở không trung ánh mắt dần dần lăng lệ khương nghị ơi khương nghị nhìn xem ngươi còn chạy trốn được đến nơi đâu chúng ta đánh cược tôn nghiêm cùng danh giới cuối mà điên cuồng nhất định có thể đưa ngươi vào chỗ chết xí thiên giới sau khi đan hoàng trở về hắn chỉ dùng 3 tháng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể mới. Thông linh quả triệt để hóa thành linh hồn hoàn toàn mới, huyết hà cốt xuyên biến thành thân thể phù hợp hoàn mỹ. Linh văn ổn định tại thánh hoàng thiên phẩm, cảnh giới thẳng tới đỉnh thánh vương. Quan trọng nhất chính là, cử hoàng luyện thiên đỉnh lại nhận chủ một lần nữa, thông qua tử vi thần viêm của hắn và thiên hoàng yêu hỏa của kiểu vô hối, phong ấn đỉnh lô đã mở ra đến tầng thứ 6, đã có được uy lực kiếp trước. Sau đó, thông qua 30 ngày giảng giải đan thuật, thuật luyện đan để giao bên trong xí thiên giới dần dần tiến hành chỉ điểm hoàn thiện. Để các luyện đan sư cao ngạo tâm phục khẩu phục, cũng đều thu hoạch được không ít. Hắn tự mình luyện chế viên đầu tiên đan dược, chính là Thái Thanh Ngọc Dịch đan luyện chế cho Cửu Thiên Thần Tôn. Sau đó, đan hoàng còn tự mình khảo hạch sàng lọc, chọn lựa, khâm định 7 người trở thành đan đồng của hắn. Theo thứ tự là giới chủ, thường lăng, cùng truyền nhân thiên tài của ngũ đại gia. Địa vị của 7 người trong xí thiên giới đã nhanh chóng tăng lên tới vị trí cực cao. Đan đồng của Đan Hoàng, tương lai hẳn là đệ tử thân truyền, danh chấn thiên hạ. Cho dù không thể trở thành đệ tử, cũng nhất định có thể trưởng thành đến cấp bậc Đan Thánh, lại bằng vào bối cảnh của Đan Hoàng, sẽ không có người dám mạo phạm. Những người khác thì tiếp tục bế quan thêm 6 tháng, cũng liên tiếp truyền đến tin vui. Đầu tiên là Địa Ma Thụ chân chính bước lên Thánh Hoàng cảnh, không cần lại hấp thu năng lượng toàn thân để cưỡng ép thôi thăng. Ý vị này có nghĩa, là sức chiến đấu của Địa Ma Thụ đã cường đại đến mức chưa từng có không chỉ có quần chiến vô địch đánh đâu thắng đó nếu như gặp phải tình huống cực đoan nó còn có thể cướp đoạt năng lượng toàn thân tăng vọt thực lực sau đó chính là kiều vô hối thao thiết huyết hồn đan không hổ là bảo vật có thể cưỡng ép thúc thăng huyết mạch thánh hoàng chỉ dùng hai tháng huyết mạch thiên hoàng của kiều vô hối đã triệt để thôi phát đi ra sau khi dùng thêm trái tim thánh hoàng thao thiết linh văn và cảnh giới đã song song đột phá bước lên cảnh giới thánh hoàng chuyện này khiến tri kiều hinh kích động đến rơi lệ dù sao ban đầu là do nàng cưỡng ép phong ấn huyết mạch cùng linh văn của kiều vô hối áp chế dòng dã ngàn năm mặc dù tình huống lúc ấy đặc thù là vì bảo vệ tính mệnh của hắn nhưng bây giờ theo tình huống thay đổi nếu như kiều vô hối thật sự dừng bước tại thánh vương lòng nàng khó mà có thể bình an rốt cuộc kiều vô hối cũng đã làm được trước tất cả phượng hoàng bước lên thánh hoàng cảnh cũng không chịu nổi huyết mạch thiên hoàng danh hào thân tử của khương nghị kiều vô hối đột phá khiến cho xí thiên giới rất phấn chấn cảnh giới thánh hoàng, lại phối hợp với thiên mệnh chiến giới áp chế, chỉ sợ có thể độc chiến hai vị thánh hoàng, thậm chí có thể ngạnh kháng thần linh bạo kích. Ngay sau đó chính là khương Quỷ. Nương theo đế cốt kích phát, cùng huyết mạch minh hoàng phù hợp hoàn mỹ, lão cốt yên lặng hơn trăm năm trong đoạn lạc thiên quốc rốt cuộc cũng đã thực hiện cuối cùng nghịch biến. Sau khi kiều vô hối bước lên thánh hoàng hơn 20 ngày, hắn cũng bằng vào huyết hồn đan và trái tim thánh hoàng thao thiết chính thức đột phá, bước lên cảnh giới thánh hoàng sau khi bọn hắn đột phá, lập tức nhận lệnh Khương Nghị tiến về luân hồi bí cảnh, được hai vị luân hồi huyết sư dẫn đầu, xông vào U Minh, tiếp ứng bọn người bạch tai. Cuối cùng là Ngu Thái Bình. Hắn đột phá đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Ngay cả Khương Nghị đều coi là Ngu Thái Bình đều phải duy trì tại Thánh Vương, đỉnh phong mấy năm, thậm chí có thể là chừng 10 năm, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thể nghịch thế đột phá, bước vào cảnh giới Thánh Hoàng để cho người ta phấn chấn. Đây không chỉ là nhận viên huyết hồn đan cảnh giới Thánh Vương kia kích phát huyết mạch, càng là nhờ vào trọng khí duy nhất mà hỗn độn chiến, tộc truyền thừa xuống từ hoang cổ đến nay, hỗn độn trọng trùy. Trước khi dạ an nhiên rời khỏi, nàng đã tự mình thỉnh nguyện hỗn độn cự long, hỗ trợ tỉnh lại năng lượng của hỗn độn trọng trùy. Sau khi hỗn độn cự long đồng ý, nó đã dùng dòng dã thời gian 100 ngày, dùng hỗn độn nguyên lực tầm bổ hỗn độn trọng trùy, cuối cùng đã giao phó cho Ngu Thái Bình. Ngu Thái Bình đã đội lên thánh vương đỉnh phong, thông qua huyết hồn đan kích phát mãnh liệt, cùng trọng khí hoang cổ phối hợp, nhất cử đột phá hàng rào may mắn càng là kỳ tích một trận vừa mới đột phá này đã để hỗn độn chiến tộc đều muốn rơi lệ thánh hoàng hỗn độn chiến tộc đã trên vạn năm không có sinh ra thánh hoàng trước lúc này bọn hắn thậm chí còn đứng trước quẫn cảnh ngay cả thánh vương đều khó mà bồi dưỡng được bốn vị thánh hoàng liên tiếp được sinh ra để tất cả mọi người trong xí thiên giới rõ ràng nhận thức được chỗ thần kỳ của lấy chiến dưỡng chiến nếu như đây là phát triển trưởng thành bình thường xí thiên giới muốn bồi dưỡng thánh hoàng là khó khăn đến cỡ nào, chớ nói chi là bốn vị. Nhưng bằng vào tài nguyên rộng lượng, bọn hắn đã liên tiếp tạo nên kỳ tích. Chỉ là Khương Qua đạt được huyết hồn đan thánh vương cảnh, không thể tiến thêm một bước. Dù sao hắn cũng chỉ là dung hợp đế huyết, mà không phải là đế cốt hoàn chỉnh giống như Khương Quỳ. Huống chi Khương Quỳ còn có thể chất đặc thù, càng phù hợp với đế cốt. Ngoài ra, cảnh giới thánh vương không ngừng truyền đến tin vui, Khương Diễm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bằng vào huyết đan cùng số lượng lớn linh hồn trồng chất, dẫn đầu bước vào cảnh giới thánh vương mà luyện chế ra đông đảo siêu cấp chiến hồn cơ hồ là như bạch tai đây là hai loại võ đạo cực đoan cũng nhất định sẽ cực kỳ cường hãn đám người còn nói đùa nếu như bạch tai phối hợp với khương diễm thậm chí có thể độc chiến tân tấn thánh hoàng đại vương đạt được di cốt thao thiết thánh hoàng nương theo huyết khí mênh mông cùng huyết mạch huyền vũ sớm đã kích phát thành công ổn định đến cảnh giới thánh vương sau đó là hướng vãn tình hiệu quả của thái âm rực xác thực rất mạnh thành công kích phát tiềm lực của thái âm đồ đằng nhưng bởi vì nàng là phân thân thứ 9 của hướng vãn đồng trưởng thành cực kỳ khó khăn cho nên khương nghị đã đưa cho nàng trái tim bị phế bỏ của kia hạo huyền minh mặc dù đã bị liệp thần thương xuyên qua nhưng là sinh mệnh nguyên từ thân thể âm dương thân vẫn có được ảo diệu cùng năng lượng cực kỳ đặc biệt cuối cùng hướng vãn tình đã bước lên cảnh giới thánh vương đáng nhắc tới chính là bộ phân thân thứ 8 của thiên hồ thánh vương cũng đang kéo dài tài nguyên bồi dưỡng bước lên cảnh giới thánh linh ý vị này có nghĩa là rốt cuộc thiên hồ thánh vương cũng đã hoàn thành được cửu thánh chi thể trong truyền thuyết. Chỉ là, nàng không thể sáng tạo kỳ tích, thức tỉnh đuôi thứ người. Tuy nhiên có thể hoàn thành cửu thánh chi thể hiếm thấy trong lịch sử hướng ra, nàng đã rất thỏa mãn. Ngoài y muốn nhất chính là triệu thời Việt, hắn lại không thể tưởng tượng nổi, đã thức tỉnh linh văn thánh vương, còn bằng vò tài nguyên, bước vào cảnh giới thánh vương. Mặc dù tiềm lực của hắn rất đủ, nhưng sát ý của sát lục huyết hoàng quá thịnh, bất luận là thức tỉnh hay là đột phá, đều là mang theo nguy hiểm mà triệu thời việt cùng khương uyên đều là sát lục huyết hoàng nếu như đơn độc bồi dưỡng một người rất dễ dàng gây nên hiểu lầm khác nhưng tài nguyên bồi dưỡng hai người lại không đủ cho nên khương nghị cũng không có trọng điểm bồi dưỡng hắn mà là hứa hẹn muốn sau khi thu hoạch được thần cốt mới lại đồng thời bồi dưỡng hai người bọn họ nhưng triệu thời việt lại tự mình đột phá khương nghị cũng không có suy nghĩ nhiều mà là mừng thay cho hắn dù sao cũng là thánh vương chủ trương sát phạt huyết hoàng vui mừng nhất thuộc về tân chủ đại la sơn Kim Hống. Vị ban sơ kia đã chiến tử tại luân hồi bí cảnh. Trải qua các loại tài nguyên liên tục trồng chất, nhất là tắm rửa khí tức hỗn độn tại xí thiên giới đến mấy năm, vị đại la tân chủ nhận thiên hậu trọng điểm chiếu cố này, rốt cuộc cũng bằng vào hai viên thánh cảnh huyết hồn đan kích phát tổ mạch, bước lên cảnh giới thánh vương. Mặc dù đến chậm mấy năm, nhưng Trung Quy vẫn đã đột phá, cũng trợ tăng địa vị của đại la sơn. Đến tận đây, thánh vương trong xí thiên giới đã đạt tới 13 vị, Khương Nghị, Đan Hoàng, Khương Qua, Hồng Hoang Thiên Long, Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai, Khương Diễm, Huyền Quy, Thái Dương Kim Ô, Thái Âm Thiên Hồ, Ngu Chính Uyên, Triệu Thời Việt, Kim Hống. Bốn vị Thánh Hoàng, 13 vị Thánh Vương, đội hình như vậy, còn có phòng ngự đặc biệt của xí thiên giới, cùng số lượng luyện đan sư đông đảo, bọn hắn tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh trí tôn hoàng đạo. Về phần tân tấn Thánh Linh, cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, muốn tiến tới cảnh giới Thánh Linh, cũng phải cần thức tỉnh hoặc sâu huyết mạch là thăng hoa linh văn mà đó lại là thuộc về nghịch thiên cải mệnh ví dụ như thiên lôi điểu phải vào lôi bằng kim kiêu phải vào cửu vĩ kim kiêu huống chi người trong xí thiên giới nên kích phát đều đã kích phát chậm chạp đến bây giờ không có kích phát ra tới thuộc về vấn đề tư chất xác thực lại rất khó kích phát còn có nguyên nhân quan trọng hơn là lần này tài nguyên quan trọng phổ biến đều nghiêng đến cao tầng là muốn bồi dưỡng chiến lược đỉnh phong cho nên đưa mắt nhìn khắp xí thiên giới thánh linh tân tấn chỉ có thiên hậu, cự côn, đông hoàng như ảnh, ngu chính uyên thúc phụ ngu thiên kỳ. Cự côn đột phá rất thuận lợi, bởi vì bên trong thương hải đồ trọn vẹn năm khối di cốt côn bằng. Nhưng cự côn thăng hoa rất khó khăn chắc trở. Dù sao côn bằng cũng là yêu thú bá chủ hải vực bên trong 12 yêu tổ, đã từng là cường giả khiêu khích huyền vũ, huyết mạch càng cường hãn như vậy, càng khó mà thức tỉnh. Cho nên năm khối di cốt côn bằng, mặc dù thành công kích phát tiềm lực huyết mạch của cự côn, để nó bước vào thánh linh cảnh, nhưng không có thật sự hóa thân thành côn bằng. Sau đó lại ký kết khế ước cùng thiên hậu, kích phát chiều sâu, cho đến khi thiên hậu đột phá đến thánh linh cảnh, uy lực và năng lượng của ngự thiên linh văn đã tăng hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng để cho huyết mạch cự côn được thăng hoa cực hạn, biến thành côn bằng. Tương đương năm khối di cốt côn bằng, khế ước kích phát, ngự thiên thăng hoa kích phát hai độ, dòng dã tam trọng cơ duyên mới tạo nên huyết mạch côn bằng đã biến mất, trong thời gian vô tận. Mặc dù gian nan, nhưng cự côn thành công để hỏa ký lân nhìn thấy hy vọng thiên hậu thông qua khế ước với hỏa ký lân thánh linh cảnh cự côn thánh linh cảnh liên tiếp hấp thu khí tức thú nguyên của hai thánh linh này cảnh giới đã thuận lợi đột phá chính thức bước lên thánh linh cảnh đột phá đến thánh linh cảnh rốt cuộc cũng kích phát uy lực cường đại trong ngự thiên linh văn của thiên hậu khi phản hồi cho cự côn dẫn phát biến đổi trung cực đồng thời cũng trở về quỹ cho kim hống đằng xà kim xí sí thiên bằng xích lân thôn thiên mãng luân hồi huyết sư cùng hỏa kỳ lân bọn chúng đã kích phát tổ mạch, huyết mạch lại lần nữa thăng hoa. Kim hống, thiên bằng, xích lân thôn thiên mãng, luân hồi huyết sư đều là cảnh giới bán thánh, đằng xa vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh, đến tận đây, số lượng thánh linh cảnh đã đạt tới kinh người 20 vị. Thiên hậu, kiều hinh, khương bá, khương uyên, chu bất dĩ, an minh hề, côn bằng. Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Bánh Nướng, một con Kim Hống, ba con Luân Hồi Huyết Sư, hai con Địa Long, Hướng Tư Minh, Tam Thánh của Xí Thiên Giới, Ngu Ngàn Kỳ tạm thời không tính đông hoàng như ảnh cùng dạ an nhiên và những người khác. Mặc dù tân tấn thánh linh cảnh rất ít, nhưng cao giai nhất bàn cảnh cùng cảnh giới bán thánh lại càng ngày càng nhiều. Ví dụ như Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Lý Dần, Khương Bân mà Khương Nghị mong đợi nhất rốt cuộc cũng bước lên vấn đề bán thánh, tiềm lực chiến tranh đã bắt đầu kích phát. Nhất là Hàn Ngạo, lại có khuynh hướng bước lên thánh linh. Đây là bởi vì hỗn thiên linh bảo, bị long hồn của tử kim cự long triệt để tỉnh lại. Lại thông qua máu tươi cự long tẩm bổ, chuôi long đao này giống như là thật sự sống lại kích thích mãnh liệt để hàn ngạo vừa mới bước lên bán thánh cảnh không đến hai tháng tăng bọt thực lực tới gần thánh linh cảnh còn có chính là tịch nhan huyết đan đến từ hình phù đồ cùng chiến thương kích thích để linh văn của nàng dẫn đầu đạt tới thánh vương thiên phẩm cảnh giới tùy theo tăng lên tới bán thánh khoảng cách bước lên cảnh giới thánh linh chỉ là vấn đề thời gian khương nghị nhìn thấy đám người trưởng thành bắt đầu chờ mong tình huống ra an nhiên nơi đó không biết cái gọi là dung hợp là dạng tràng cảnh gì Thần thụ sẽ mang đến cho Dạ An Nhiên dạng biến đổi gì? Đây chính là thần linh chân chính, nói là có thể tới gần đế cảnh đều không quá đáng. Cũng không biết bọn người Tiêu Phượng Ngô có thể thông qua thần nguyên tự nhiên, được trưởng thành gì, hiệu quả kích phát của thần nguyên, tuyệt đối có thể so với cơ duyên như Thái Võ Nhân Hoàng. Kể từ đó, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Chu Thanh Thọ, Lý Dần, Hàn Ngạo, Khương Bân, những huynh đệ tốt này, rốt cuộc cũng có thể lần nữa kề vai chiến đấu với hắn cũng sẽ nở rộ tại thiên khải. Trong tất cả những người đột phá, người được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là Khương Nghị. Khương Nghị cơ hồ là đã luyện hoàn chỉnh lão tổ thánh hoàng thao thiết yêu tộc kia. Trừ trái tim tươi sống giao cho Khương Quỷ ra, xem như vũ khí đặc thù mà sử dụng. Dù sao cũng là siêu cấp yêu thú thánh hoàng đỉnh phong, thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có uy lực bộc phát trí mạng. Khương Nghị trải qua hơn 4 tháng tích lũy, cảnh giới liền đạt đến thánh vương đỉnh phong. Chỉ là bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chạm đến cảnh giới hàng rào tại thời điểm tháng thứ năm luân hồi huyết sư đã trở về cũng may mắn là có kiều vô hối và khương quỳ tiếp dẫn bằng không rất có thể bọn hắn đã bị quỷ chủ vây bắt bọn hắn trở về không chỉ có mang đến tin tức tu la vẫn an toàn cũng mang về đầu lâu kiếp trước mà khương nghị khát vọng đã lâu nhưng theo kiều vô hối khương quỳ nhất là ngu thái bình đột phá xí thiên giới đã có đầy đủ sức chiến đấu khương nghị lại còn muốn vững vàng Trở bằng vào tài nguyên chiến tranh phía sau bước lên Thánh Hoàng, lại bằng vào đầu lâu Thăng Hoa Thần Văn, bước lên Thần Linh Cảnh. Sau đó đều bỏ toàn bộ tinh lực vào bên trên Thông Thiên Tháp. Sau khi lĩnh hội cùng khống chế không gian tử nhân tại tầng thứ 5, hắn đã lần lượt mở ra không gian phục yêu tại tầng thứ 6 cùng không gian cấm ma, tại tầng thứ 7. Hoàn cảnh nơi này cùng không gian tử nhân không kém bao nhiêu, đều là biển xương mênh mông bát ngát, âm trầm thấu xương, cho cốt tung bay. Cũng đều có bảo khí trấn áp, là một thanh huyết đao chém yêu và một tấm thạch bia cấm ma khác biệt duy nhất chính là hài cốt tại tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy phổ biến đều vô cùng khổng lồ có chút xương cốt đều có mét dài hơn ngàn giống như là cây cầu bằng xương tái nhợt hoành giá bên trong biển xương mênh mông sau khi khương nghị mở ra tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy hắn thuận tiện nghĩ đến một chủ ý thanh lý toàn bộ hài cốt trong không gian tầng ba đi ra giao cho bạch tai luyện hóa mặc dù thời gian phong tồn đã quá lâu đều khô cạn đến phong hóa nhìn không còn tác dụng gì nữa, nhưng tù phạm có tư cách chấn áp đến bên trong, khẳng định khi còn sống đều là cường giả không tầm thường. Đối với bọn người khương nghị mà nói, đúng là không có tác dụng gì, nhưng đối với bạch tai sử dụng năng lượng hài cốt mà nói, có lẽ còn có thể đạt được thứ gì đó từ bên trong. Dù là không có công hiệu quá cường đại, nhưng có thể tăng lên thực lực cũng là không tệ, dù sao cũng tốt hơn ở lại bên trong lãng phí. Bạch tai cũng không có từ chối, hắn mang theo ba tầng biển xương mênh mông, trở lại trong mảnh núi rừng xa xôi hắn ở kia bắt đầu bế quan chiều sâu một tình cảnh bao la hùng vĩ này để vô số người nhìn mà lắc đầu thở dài thật là được hậu ái mà từ một phó cung chủ của tổ chức sát thủ dưới mặt đất nho nhỏ tại phương bắc nhảy lên trở thành cận vệ được thần hoàng tín nhiệm từ niết bàn cảnh tiếp tục biến đổi thức tỉnh huyết mạch dị biến chiến khu đạt tới các bậc cảnh giới thánh vương của một hoàng chủ cái người sinh ra để nghịch thiên này trong thiên hạ còn có thể tìm ra kẻ thứ hai sao ngay cả Khương Diễm đều rung động, cũng may hắn đã tiến vào cảnh giới Thánh Vương, còn ngưng luyện ra số lượng lớn siêu cấp chiến hồn, nếu không thật muốn bị so không bằng với Bạch Tai. Đương nhiên, vẫn rất vui mừng, dù sao bọn hắn đều là từ bên trong ác nhân cốc đi ra tới, có thể có trưởng thành được như vậy, thật sự là trước đó có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn người Bách Lý Mạc yêu hâm mộ càng kiêu ngạo hơn, mặc dù rất nhiều người đều nói Khương Nghị không công bằng, nhưng điều kiện tiên quyết lại là Bạch Tai rất quyết tâm. Nếu như cho người một lần tài nguyên, Ngươi không được, sau khi thất vọng liền sẽ không cho nữa, một mực cho bạch tai. Nói rõ mỗi lần bạch tai đều có thể đạt tới mục tiêu dự trù của Khương Nghị, còn có thể mang đến vui mừng. Bạch tai một mực cho Khương Nghị, Khương Nghị mới có thể một mực cho hắn hậu ái. Sau khi Khương Nghị khống chế tầng thứ bảy, hắn cũng không có tiếp tục xông vào không gian tầng thứ tám. Một là rõ ràng cảm giác thực lực còn chưa đủ, hai là thời gian không đủ. Đến tận đây, xí thiên giới và chạm thiên trụ sơn đã 10 tháng khoảng cách thiên hậu ước định cùng trí tôn hoàng đạo một năm kỳ hạn, còn lại hai tháng. Dựa theo dự đoán trước đó, hai bên không thể nào vẫn luôn bình an vô sự, cái gọi là ước định càng yếu ớt đến mức đâm một cái là rách. Cho nên bọn người khương nghị muốn phát huy ưu thế dễ làm trước, chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Kế hoạch chính là khương nghị mang theo bốn đại thánh hoàng là kiều vô hối, khương quỳ, địa ma thụ, ngu thái bình, cùng thiên hồ thánh vương và các thánh vương khác. Dưới sự bí mật hiệp trợ của cửu thiên thần giáo, rời khỏi xí thiên giới, Bôn tập hoàng đạo nào đó. Mục tiêu chính là xích thiên thần triều. Kỳ thật đề nghị ban đầu của thiên hậu là cửu lê thần cung, nhưng nếu khương nghị đã phát hiện cửu hoàng hắc ma bia, hiệu quả và tác dụng của liệp thần thương đã giảm xuống đi rất nhiều, còn sẽ rất nguy hiểm. Mà thiên cực giới ẩn nấp trong hư không, phù tang thần cung tạm thời bị hoài nghi, cho nên mục tiêu chủ yếu chỉ có thể chuyển rời đến trí tôn hoàng đạo. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không có lực lượng khiêu chiến trí tôn hoàng đạo, nhưng xích thiên thần hoàng tọa chấn thiên khải, lão tổ thánh hoàng giống như đều đã đi nơi nào đó quan sát kỹ thì hẳn là đang ứng phó nguy hiểm tại thiên khải cho nên phòng ngự của xích thiên thần triều rõ ràng đã hạ xuống tới cực điểm nếu như bọn hắn xuất kích toàn diện thật khả năng trọng thương xích thiên hoàng thành mục đích chủ yếu hơn là bọn hắn có thể thông qua chiến tranh nơi đó kích thích quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn gấp rút tiếp viện dù chỉ là một kẻ đi qua xí thiên giới cũng có thể thừa dịp loạn tránh thoát khỏi thiên trụ sơn đi thẳng đến hư không Mục tiêu dĩ nhiên không phải ẩn nấp, mà là thượng cổ thần đình. Thiên hậu muốn tới nơi đó hiệp trợ cùng già An Nhiên, để thần thụ thế giới vào Xí Thiên giới ở, tăng cường uy lực của Xí Thiên giới, đến lúc đó nhất định không sợ Quang Mang Thần Tôn trùng kích, thậm chí có thể tăng tốc hất ra, hoàn toàn biến mất. Nếu như thần thụ thế giới còn có vui mừng không nghĩ tới, nói không chừng còn có thể trọng thương Quang Mang Thần Tôn. Đây chính là kế hoạch thoát thân của bọn người Khương Nghị, không chỉ muốn thoát thân, còn muốn đại chiến Xích Thiên Hoàng Thành huyên náo oanh oanh liệt liệt để trí tôn hoàng đạo lần nữa hổ thẹn không chỉ muốn thoát thân càng phải cường thịnh xí thiên giới thậm chí phản kích quang mang thần tôn triệt để chấn nhiếp các hoàng đạo thương huyền sau đó vừa vặn thừa cơ liên hệ khổng tước sơn chấn nam yêu quốc và các hoàng tộc bức bách bọn hắn vào xí thiên giới ở kế hoạch này vừa được công bố cũng đã nhận được đám người kiều vô hối toàn lực ủng hộ nhất là khi ngu thái bình được đột phá bọn hắn đều không kịp chờ đợi vây bắt xích thiên hoàng thành thử nghĩ khi bốn vị thánh hoàng tính cả khương nghị tương đương với năm vị thánh hoàng số lượng lớn thánh vương thánh linh đột nhiên giáng lâm mang đến sợ hãi cho xích thiên hoàng thành cùng rung động cho khắp thiên hạ phải là mạnh mẽ đến trình độ nào nhưng theo thời gian tới gần khương nghị ngược lại lại bắt đầu bất an thiên hậu càng tấp nập tình đến khương nghị bởi vì bên ngoài quá an tĩnh bọn hắn ở chỗ này lập mưu phản kích theo lý mà nói trí tôn hoàng đạo hẳn là cũng đang thảo luận sách lược dù sao lần này thiên trụ sơn huyên náo trí tôn hoàng đạo quá lúng túng không chỉ để bọn hắn hổ thẹn trước mặt khắp thiên hạ càng giữ lại mạng của bọn hắn ngay cửa thậm chí để các hoàng tộc thương huyền đều thấy được nhược điểm của trí tôn hoàng đạo trí tôn hoàng đạo khẳng định sẽ nghĩ cách tìm mặt mũi về cho nên khương nghị nhắc nhở cửu thiên thần giáo mật thiết chú ý động thái của trí tôn hoàng đạo nhưng trí tôn hoàng đạo từ đầu đến cuối đều không có triệu tập tất cả hoàng đạo thảo luận trong vòng nửa năm càng không có bố trí điều động quy mô lớn thậm chí đều không có để ý tới phủ tang thần cung. Khương Nghị bất an, thiên hậu bất an, đàn hoàng cũng bất an. Chẳng lẽ trí tôn hoàng đạo thật sự không còn cách nào khác? Nếu như muốn phản kích, sớm chuẩn bị mưu đồ là chuyện nhất định phải làm. Xét thấy xí thiên giới rằng có cùng thiên trụ sơn, trí tôn hoàng đạo khẳng định là muốn hợp tác cùng cửu thiên thần giáo. Dù sao bây giờ cửu thiên thần giáo đã có được hai vị thánh hoàng, lại còn là thánh hoàng không gian, tác dụng được phát huy có thể so với thần linh. Kết quả, lại không có. Cửu Thiên Thần giáo ngoại trừ ra sức chữa trị pháp trận ra, thì từ đầu đến cuối đều không có ai đi tìm bọn hắn nói chuyện hợp tác. Chẳng lẽ đã phát hiện bí mật của Cửu Thiên Thần giáo? Đây cũng là chuyện không thể nào, nếu không tuyệt đối sẽ không điều động vật phẩm thần cấp trợ giúp Đông Hoàng tọa tiến đến Thánh Hoàng. Nếu như phía ngoài bình tĩnh, để Khương Nghị chỉ là bất an, Bát Hoang Tuyệt Diễm tiếp tục mạnh lên, lại làm cho Khương Nghị bắt đầu cảnh giác. Bát Hoang Tuyệt Diễm không giống Phần Thiên Diệt Thế Viêm, hỗn độn nguyên hòa cửu thiên huyền hỏa, tử vi thần viêm được tiên thiên thai ngén như thế, mà là sinh ra ngoài ý muốn trong quá trình diễn biến thế giới. Tương truyền hậu kỳ hồng hoang, sau khi nhân tộc, ma tộc, yêu tộc và linh tộc đang phát triển đến cực hạn, sau khi thế giới bạo phát sinh ra chiến tranh với quy mô lớn nhất, dân chúng lâm nạn, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, đế quân bại vong, thậm chí đã dẫn phát cửu u thâm không rối loạn, âm dương nghịch loạn, cánh cửa quỷ giới xuyên suốt thế giới sinh linh. Liên tại thời kỳ nhật nguyệt đồng thiên sinh tử hỗn loạn vạn vẹo kia bát hoang tuyệt diễm đã ra đời trong sự tuyệt vọng của dân chúng nó tương thông cùng tâm niệm dân chúng tai nạn chiến tranh càng là thịnh vượng thực lực của nó càng là cường đại dân chúng tức giận tuyệt vọng càng mạnh thực lực của nó càng khủng bố hơn nó không phải thần linh mà hệ thống thế giới tạo nên mà là tử thần do chúng sinh tự mình tạo nên từ xưa đến nay nó từng vô số lần biến mất lại từng vô số lần bị tỉnh lại Cơ hồ mỗi một trận chiến tranh lưu danh lịch sử đều có bóng dáng của nó. Kiếp trước Khương Nghị dùng chiến tranh quét sạch ba đại lục mà tỉnh lại nó, cùng việc sử dụng phần thiên chiến vực để khống chế nó, kiếp này thì theo sự xuất hiện của hắn, thương huyền vì đó dung chuyển, thủy triều chiến tranh bắt đầu mãnh liệt, nó lại dần dần khôi phục, bắt đầu mạnh lên. Nhưng gần đây, nhất là sau khi vào tháng 8, Bát Hoang Tuyệt Diễm đã vô cùng táo bạo, năng lượng tiếp tục tăng vọt, đều muốn vượt trên phần thiên diệt thế viêm của Khương Nghị mặc dù thương huyền chính nhắc lên ngọn sóng di dân chiến tranh gây nên khủng hoảng nhưng dù sao cũng còn chưa mở chiến chúng sinh càng không có tuyệt vọng chẳng lẽ là thế giới mới nơi đó đã xảy ra chuyện rồi nhưng trong này còn không đến mức để khắp thiên hạ khủng hoảng khương nghị có một sự hoài nghi đây cùng loại với một loại báo hiệu chiến tranh nào đó lại còn là nguy cơ cực lớn thậm chí là báo hiệu dẫn phát tai nạn sớm kích thích bát hoang tuyệt diễm khương nghị theo thói quen tìm tới đan hoàng phân tích thảo luận tình huống của bát hoang tuyệt diễm nhưng nghĩ tới nghĩ lui, xem như Thương Huyền muốn toàn diện khai chiến cùng bọn hắn, đều không đến mức còn không có phát sinh kích thích đến bát hoang tuyệt diễm. Bởi vì đây đã không thể nào đơn giản xem như là mạnh lên được, mà còn là tăng mạnh. Đan Hoàng âm thầm phỏng đoán có phải là trận nguy cơ chư thần tận thế kia hay không? Nhưng trận nguy cơ này còn không có chính thức hiển hiện, cũng không nên đột nhiên lại mãnh liệt kích thích đến bát hoang tuyệt diễm như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Ta tạm thời suy tính, hẳn là có trận oanh động cực độ sẽ còn để hàng tỷ dân chúng lâm nạn vào chiến tranh, muốn tại gần đây hoặc là tương lai trong vài năm bộc phát, đồng thời tại tháng 8 đã chính thức bắt đầu chuẩn bị và bố trí, cho nên đã kích thích Bát Hoàng Tuyệt Diễm. Ta không phải hiểu rất rõ đối với Bát Hoàng Tuyệt Diễm, năm đó là ngươi tỉnh lại nó, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Đan Hoàng thực sự nghĩ không ra giải thích nào tốt hơn. Thời điểm ta tỉnh lại Bát Hoàng Tuyệt Diễm, thuộc về đại hậu kỳ của ta. Lúc đó thiên khải náo động, nguy cơ trùng trùng. Nó bị chiến tranh ảnh hưởng rất táo bạo, ta chinh chiến bốn chỗ, cũng không có tinh lực chăm chú nghiên cứu. Khương Nghị lắc đầu, thứ này không phải thông qua linh văn sinh ra, không giống với diệt thế phần thiên viêm, mà còn cực điên cuồng táo bạo, còn thường xuyên không bị khống chế, thực sự không tốt để nghiên cứu. Nhà đầu thiên hậu kia đâu, là thái độ gì? Mặc dù cửu thiên thần giáo nơi đó còn không có phát tới tin tức gì, nhưng nếu đã dự cảm đến bất an, liền cần ra tay sớm. Ngài thì sao? Ta cũng là thái độ này mặc kệ bát hoang tuyệt diễm nhắc nhở nguy cơ là gần đây hay là tương lai, trí tôn hoàng đạo an tĩnh khác thường đều cần cảnh giác. Trước khi đến, ta đã sắp xếp người thông báo bọn người kiều vô hối. Để bảo đảm xí thiên giới an toàn, vẫn là nên để địa ma thụ ở lại nơi này. Kiều vô hối, Khương Quỳ, Ngu Thái Bình, ba vị vị thánh hoàng đã đầy đủ. Khương Diễm và tất cả phượng hoàng, còn có bạch tai, đại tạc đại vương cùng tạc điểu. Đội hình như vậy hẳn là đủ để uy hiếp được xích thiên thần triều nếu như mưu đồ thỏa đáng hẳn là có thể trọng thương nơi đó một khi bọn người chu thiên thần tôn bị chiến đấu hấp mang theo xí thiên giới thừa cơ rời khỏi mau chóng hội hợp cùng thần thụ thế giới khương nghị rất hài lòng với mưu đồ trước đó của bọn hắn nhưng quỷ dị ở phía ngoài cùng sự táo bạo của bát hoang tuyệt diễm lại làm cho hắn không thể không cảnh giác đan hoàng trấn an nói cũng không cần quá khẩn trương xí thiên giới rằng có cùng thiên trụ sơn chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động trừ phi trí tôn hoàng đạo nguyện ý từ bỏ hoàng thành thiên khải cùng ngươi đánh đến sống chết nhưng chuyện hẳn là còn chưa tới một bước kia khương nghị khẽ cho mày từ bỏ thiên khải hoàng thành đây cũng là một chủ ý tuyệt diệu nếu như phía trên hoàn toàn mặc kệ trí tôn hoàng đạo cũng không cần phải lo lắng thiên trụ sơn trực tiếp có thể triệu tập toàn bộ năng lượng tới xét nát xí thiên giới nhưng trí tôn hoàng đạo có quyết đoán này sao không thể nào không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ hoàng thành mà mình khổ tâm xây dựng trên vạn năm qua, càng không có khả năng từ bỏ tiêu chí thương huyền thiên trụ sơn như thế này. Mà, nếu quả thật muốn hành động với quy mô lớn như thế, khẳng định là phải liên hệ đông hoàng càn. Khương Nghị lại nghĩ lại, có thể bọn hắn đã bí mật làm giao dịch cùng đế tộc hay không? Càng không có khả năng. Việc này Khương Nghị và Thiên Hậu đã thảo luận qua từ thật lâu trước đó, ý kiến rất thống nhất. Giữa đế tộc và trí tôn hoàng đạo không tin tưởng lẫn nhau, nếu như là thời kỳ bình thường, giữa nhau có thể giữ vững ăn ý, nhưng tình huống bây giờ lại phức tạp tình cảnh của trí tôn hoàng đạo có nguy cơ lại xấu hổ đế tộc khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội áp chế bọn hắn cái gọi là giao dịch khẳng định nương theo một ít điều kiện khuất nhục vấn đề này có lẽ là trí tôn hoàng đạo có điểm mấu chốt nếu không thương huyền đại lục không thể nào kiên trì đến bây giờ khoan hãy đi ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật đan hoàng gọi khương nghị đang muốn rời khỏi lại đưa lên một cái hộp gấm lễ vật gì khương nghị kỳ quái nhận lấy hai viên đan dược đặc biệt Đan Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nho nhã tuấn lãng. Ngài không cần lại phí tâm vì ta, ta đã là thánh vương đỉnh phong, có thể chiếu cố tốt cho mình. Trong lòng Khương Nghị chảy xuôi dòng nước ấm, Đan Hoàng thật sự đối đãi với hắn như hài tử. Chuyện khác, không cần ta quản, chính cảnh giới của ngươi rất cao, thực lực tổng hợp của xí thiên giới cũng đã tăng lên, thiên hậu còn có thể cùng ngươi chủ tính toàn cục, bọn người kiều vô hối đều rất không chịu thua kém, bây giờ ta chỉ mong ngươi có thể có hài tử. Đan Hoàng thâm trường nói gương mặt khương nghị có chút run rẩy tay vừa mới cầm lấy đan dược đã cứng ngay trong hộp gấm đây đây là thuốc an thai lão nhân gia ông ta thật luyện ra rồi đan hoàng nói đan dược này có thể để cao tỷ lệ thụ thai trước khi bắt đầu một người một viên hiệu quả tốt nhất chừng nào thì ngươi rời khỏi khương nghị lúng túng nói ngay hôm nay đi để bọn hắn tự mình chuẩn bị ngươi dành thời gian làm chuyện nên làm đi a à, niệm nhi nàng đang bề bộn, an nhiên không ở đây, tịch nhan đang bế quan. Hình nhi đang nhắc nhở chú ý hạng mục cho vô hối xuất trinh, vãn tình rất lâu đã không gặp mặt. Vậy thì thật sự là tốt rồi, thường lăng có rảnh đấy. Ai? Sư phụ, ngài làm chút chính sự đi. Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn khoát tay rời khỏi. Làm sao còn đột nhiên nghiêm chỉnh lại, bên trong đại hoang đều sở khóc người cô nương người ta, nếu ngươi không chịu trách nhiệm. Đó là tình huống đặc biệt trong thời kỳ đặc thù. Ngươi thật không có cảm giác. Ta, đừng giả bộ, tình thường lăng nói chuyện, nhà đầu kia có tình cảm đối với ngươi, ngươi có cảm giác đối với nàng, đan dược là liều thuốc, nước chảy thành sông. Sư phụ à, bây giờ ta thật không có cái tâm tư kia. Không tâm tư cũng phải có tâm tư, không được phụ tấm lòng thành của ta, nhanh lên, thời điểm ngươi qua đây, ta đã an bài thường lăng đến dược đường phía sau núi, nơi đó không có người khác. Sư phụ, Khương Nghị run rẩy khóe mắt, lúng túng đến nhếch miệng. Đừng nói nữa, mau đi đi. Đan Hoàng phất phất tay, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hài tử của khương nghị và thường lăng thật sự là bởi vì bên trong xí thiên giới không có bất kỳ một luyện đan sư nào để hắn thấy vừa mắt giới chủ mặc dù không tệ nhưng ánh mắt nữ tử này nhìn hắn giống như có chút quái dị đúng lúc này đột nhiên trong núi rừng phía ngoài truyền đến tiếng reo hò phiêu miểu cũng rất nhanh đã gây nên dây chuyền phản ứng thanh âm càng ngày càng nhiều càng ngày càng loạn khương nghị cùng đan hoàng kỳ quái nhìn về phía bên ngoài mơ hồ nghe được vài tiếng la lên xong rồi nhanh đi nhanh đi nhìn xong rồi cái gì được rồi khương nghị cùng đan hoàng đi đến ngoài điện nhìn về phía rừng rậm phương xa nơi đó có mê vụ nồng đậm bao phủ lấy mênh mông rừng rậm bên trong có ánh trăng lưu chuyển quang ảnh trùng điệp từng cái đôi cáo to lớn đong đưa ở bên trong khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng như ẩn như hiện ở trong sương mù thiên hồ thánh vương hay là vãn tình khương nghị chợt nhìn không có phát hiện vấn đề tưởng rằng chỉ là tu luyện bình thường nhưng khi càng ngày càng nhiều người kinh động vọt tới đỉnh núi, phấn chấn hô to nghị luận, sắc mặt hắn đã hơi đổi. chăm chú tiếp cận đuôi cáo đông đưa trong sương mù. một hai ba bảy tám chín mười mười đuôi, thiên hồ thánh vương thức tỉnh đuôi thứ 10 rồi. khương nghị và đan hoàng đều rất là chấn kinh. trước đó, sau khi hoàn thành cửu thánh chi thể, nàng cũng không tiếp tục xuất hiện kỳ tích, bọn hắn cho là không có hy vọng, không nghĩ tới thời gian qua đi hai tháng, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. đây là đang xảy ra chuyện gì? đi qua nhìn một chút. Khương Nghị và Đan Hoàng nhanh chóng chạy tới, bọn người kiều vô hối cũng liên tiếp bay lên không, thẳng đến mảnh rừng rậm bị mê vụ bao phủ kia. Rừng rậm bị tộc nhân hướng ra cản lại, nhắc nhở đám người liên tiếp chạy đến không nên tới gần quấy dày, ngữ khí nghiêm túc, lại đều không thể che hết cuồng hỉ tràn đầy trên mặt. Có thể nuôi dưỡng đến cửu thánh chi thể đã kỳ tích, không nghĩ tới thiên hồ thánh vương của bọn hắn lại lần nữa tạo nên kỳ tích. Đuôi thứ người, đây là phản tổ. Từ hoang cổ đến nay, thiên hồ yêu tộc sinh ra 10 đuôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lại còn là linh văn của nhân tộc. Tộc trưởng các ngươi đạt được cơ duyên mới rồi. Khương Nghị cũng vui mừng, ý vị này có nghĩa là linh văn của hướng vãn đồng đã phát sinh thăng hoa, đến thánh hoàng thiên phẩm. Chỉ cần bồi dưỡng đuôi thứ 10 tân sinh đến thánh linh, xí thiên giới sẽ có được vị thánh hoàng thứ năm. Mặc dù độ khó để bồi dưỡng cái đuôi thứ 10 này không thua gì thánh vương, nhưng cuối cùng vẫn không phải bồi dưỡng thánh vương thật sự, không cần kích phát huyết mạch linh văn, cho nên chỉ cần tài nguyên trồng chất đúng chỗ, vẫn có hy vọng hướng tư minh thể hiện có chút mất tự nhiên, trần chờ một lát, mới nói, là vãn tình trưởng lão tại 10 ngày trước đã đưa ra một đề nghị, muốn dung hợp cùng tộc trưởng. Chín bộ phân thân quay về một thể, kích phát huyết mạch chiều sâu. Lúc đầu tộc trưởng rất kháng cự, sợ ảnh hưởng đến linh hồn của vãn tình trưởng lão, nhưng vãn tình trưởng lão rất kiên trì, nói nàng không chỉ là phân thân thứ 9, mà còn là thánh vương, càng là người mang thái âm đồ đằng, sau khi dung hợp hẳn là sẽ có hiệu quả mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cuối cùng các nàng đã quyết định thử thương thiên mở mắt xong rồi các nàng thành công hướng tư minh nói liền bắt đầu kích động so với tộc trưởng phản tổ thức tỉnh mười đuôi hướng vãn tình khả năng nhận ảnh hưởng không đáng nhắc tới chuyện này có nghĩa là lựa chọn ban đầu của bọn hắn không sai cho dù là gặp mặt cùng lão hồ vương cũng có thể thẳng tắp cái eo nói một câu chúng ta trải qua tốt hơn rồi nụ cười của khương nghị dần dần biến mất một lần nữa dung hợp trước đó thiên hồ thánh vương đã đồng ý với hắn sẽ không lại dung hợp cùng vãn tình sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của vãn thanh dù sao linh hồn của vãn tình cũng là hoàn toàn mới không phải thánh vương bây giờ cưỡng ép dung hợp rất có thể sẽ ảnh hưởng thậm chí thay thế linh hồn của hướng vãn tình đám người phấn chấn khương nghị thì lại khẩn trương mười cái đuôi cáo chậm rãi đung đưa trong sương mù cảnh tượng như ẩn như hiện mang theo vài phần duy mỹ cùng thánh khiết nhưng thánh uy khủng bố phun trào ở bên trong lại làm cho đám cự ngạc liên tiếp chạy đến đều cảm nhận được áp bách. Trọn vẹn sau nửa ngày, mê vụ mãnh liệt, tia sáng tăng vọt, hư ảnh mười đuôi dần dần tiêu tán. Nhanh nhanh nhanh, chúc mừng tộc trưởng. Hướng Tư Minh và đám người kích động liền muốn xông đi đến nhìn. Đều chờ đợi. Khương Nghị hét lớn một tiếng, sau đó hắn xông vào sâu trong mê vụ. Trong một u cốc có đầy cây rừng vờn quanh, ánh sáng lộng lẫy, ngân bạch như nước, có hồ ảnh phiêu đãng, cũng có ánh trăng lưu chuyển trên đồng cỏ tại u cốc hai thân thể như bạch ngọc đang có quắp tại nơi đó da thịt các nàng mềm nhẵn như tơ lụa trắng nõn như mỹ ngọc hiện ra điểm điểm huỳnh quang đẹp để cho người ta lóa mắt tóc đen dài đến eo dối tung phủ lên gương mặt khương nghị chân trước vừa bước lên đến chân sau đã cọ vọt trở về vãn tình hướng tộc trưởng khương nghị vung tay ném vào một bộ y phục che thân thể các nàng lại ta không sao nàng cũng rất tốt một âm thanh thanh lãnh chuyển tới hướng vãn đồng chống thân thể uyển chuyển xinh đẹp lên ngưng kết năng lượng ánh trăng hình thành nhuyễn giáp lại từ trong nhẫn không gian lấy ra y phục sớm đã chuẩn bị tốt mà mặc vào khương nghị tranh thủ thời gian sông tới dùng y phục lúc nãy hắn ném vào tới che kín hướng vãn tình sao nàng lại hôn mê không nên gấp gáp thời điểm nàng dung hợp với ta xuất đã hiện linh hồn trung dung không quá phận cách ra nàng vẫn là nàng ta vẫn là ta ngươi xác định thân thể của ta ta rõ ràng Sao nàng còn không có tỉnh? Rất nhanh sẽ tỉnh thôi." Hướng Vãn Đồng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nghị đang lo lắng ôm muội muội. Ý thức hơi hoảng hốt, dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành vậy mà lại nổi lên mấy phần đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục bộ dáng cao ngạo thanh lãnh. Thời điểm nàng cùng muội muội dung hợp, từ thân thể đến linh hồn đều phát sinh giao hòa độ sâu. Ngoại trừ kích phát huyết mạch lẫn nhau ra, thì những ký ức cùng tình cảm của nhau đều phát sinh dây dưa vi diệu nàng giống như trong mấy ngày này đã rõ ràng những gì vãn tình trải qua trong những năm này bao gồm rất nhiều chuyện riêng tư loại cảm giác này rất phức tạp cũng rất kỳ diệu khương nghị không có chú ý tới hướng vãn đồng có vấn đề gì cũng không nghe ra nàng nói nói bóng gió về linh hồn trung dung hắn ôm hướng vãn tình tra xét rõ ràng tình huống thân thể của nàng thử kích thích thái âm đồ đằng ba động để tỉnh lại hướng vãn tình không bao lâu hướng vãn tình đã tỉnh lại bởi vì linh hồn trung dung nàng cũng giống như đã trải qua tất cả mọi chuyện mà tỷ tỷ trải qua bao gồm cả nhiều loại người nhiều loại chiến đấu cũng bao gồm chân tình tỷ tì tỷ tì chuẩn bị mới thân thể hoàn toàn cho nàng vừa mới tỉnh lại vẻ mặt của nàng hơi có vẻ lãnh diễm dù sao cũng hơi có thần thái của tỷ tỷ cái này khiến khương nghị cao chặt lông mày suýt chút nữa muốn đứng dậy chất vấn cũng may hướng vãn tình rất mau đã tình trở về bản thân nhìn nam tử trước mặt đôi môi đỏ khẽ mở thản nhiên cười mà nói vui mừng không đuôi thứ người đã ra đời Tỷ tỷ sáng tạo ra kỳ tích, có hy vọng bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Nụ cười quen thuộc, cảm giác quen thuộc, để Khương Nghị thoáng thở phào, che kín y phục, nâng đỡ cho nàng, các ngươi quá mạo hiểm. Lúc bắt đầu chúng ta rất cẩn thận, sau khi xác định không có nguy hiểm mới bắt đầu. Hướng Vãn Tình ném y phục cho Khương Nghị, đưa lưng về phía hắn mặc lại y phục đỏ của mình, bóng lưng mê người, khe rãnh chập trùng, để Khương Nghị nhìn mà căng phồng huyết mạch, mùi thơm cơ thể nồng đậm càng làm cho hắn oai hùng bừng bừng phấn chấn suýt chút nữa liền không giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên có tỷ tỷ người ta trông coi, hắn vẫn cố gắng hít vào thở ra, ổn định sao động ở trong lòng. Khương Nghị tranh thủ thời gian đưa lưng về phía hướng vãn tình, nói với hướng vãn đồng, tài nguyên không đội bên trong xí thiên giới, đồ tốt đều đã dùng xong, nhưng đan hoàng nơi đó có rất nhiều dược liệu, nếu như cô có cần, cứ việc đi đến lấy, đan hoàng sẽ phối hợp với người điều trị thể chất của đuôi thứ 10. Ta sẽ không khách khí. Hướng vãn đồng cũng rất chờ mong đuôi thứ 10 trưởng thành mặc dù xác thực bồi dưỡng rất khó nhưng tại nơi lấy chiến dưỡng chiến như xí thiên giới này giống như không phải rất thiếu tài nguyên huống chi còn có vị lão tổ tông đan đạo nàng có lòng tin trong thời gian ngắn nhất sẽ bồi dưỡng đuôi thứ người đứng lên nếu quả thật đến ngày ấy nàng chính là thánh hoàng vị thánh hoàng đầu tiên trong vạn năm qua của hướng gia sau khi chết nàng đều có lực lượng để gặp mặt các vị tổ tiên khi mà khương nghị mang theo hướng vãn tình và hướng vãn đồng rời khỏi mê vụ trong rừng rậm dãy núi đều nhấc lên từng tiếng hoan hô lại một vị thánh hoàng thiên phẩm. Xí thiên giới đã có hy vọng xuất hiện vị thánh hoàng thứ năm. Năm vị thánh hoàng. Nếu như hướng vãn đồng thật sự có thể thành công, vạn thế thần triều đều có thể chân chính kiến quốc. Mặc dù quá trình trưởng thành sẽ rất dài rằng dặc nhưng cảm giác khi tỉnh được đuôi thứ 10, không chỉ có mang ý nghĩa thăng hoa linh văn, cũng kích phát ra huyết mạch phản tổ. Bây giờ khẳng định là thiên hồ thánh vương đã mạnh hơn, nói là khinh thường quần hùng thánh vương thật đúng là không sai biệt lắm ngay cả đại tặc đều kích động muốn cùng đọ sức một phen vị thập vĩ thiên hồ này địa vị của hướng gia lại cao hơn rồi trực giác giới chủ nhìn thấy dung mạo và mị lực của hướng vãn tình cùng hướng vãn đồng đã đủ để bắt được khương nghị bây giờ lại là thánh vương cùng thánh hoàng địa vị đã thật sự rất ổn đều chuẩn bị xong chưa khương nghị chào hỏi bọn người kiều vô hối tụ tới đã sớm chuẩn bị xong có thể xuất phát bất cứ lúc nào bọn người khương quỳ khương bá đáp lại cao vút tăng vọt chiến ý đó là xích thiên thần triều là trí tôn hoàng đạo có tiềm lực chiến tranh lớn nhất thương huyền. Nói là hoàng đạo mạnh nhất đều không đủ, nếu như có thể công phá nơi đó, nhất định có thể tìm kiếm số lượng lớn tài nguyên, nhất là thần cốt. Thấy người khác đã thành thánh vương thánh hoàng, bọn người khương bá ngoại trừ hâm mộ, thì chính là chờ đợi chiến tranh mới. Chờ người của cửu thiên thần giáo, chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng lần này địa ma thụ đều sẽ ở lại, thiên hồ thánh vương, ngu chính uyên, kim hống các ngươi cũng ở lại. Vì sao? Gần đây đám người quang mang thần điện cử động rất khác thường, để phòng vạn nhất. Xí thiên giới đều đụng vào thiên trụ sơn, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Dù có như thế nào đi nữa cũng không nên trực tiếp khai chiến ở chỗ này được. Để phòng vạn nhất, chỉ dựa vào các ngươi, có thể công phá xích thiên hoàng thành sao? Các cao tầng của xích thiên thần triều cũng đều đang ở thiên khải chiến trường. Đây là thời điểm phòng ngự của hoàng thành yếu nhất, chỉ cần chúng ta ứng phó toàn lực, có lẽ còn là sẽ có hy vọng. Ngu chính uyên cảm thấy thật đáng tiếc mà thở dài, từ sau khi Khương Nghị đề nghị, hắn liền ma quyền sát trưởng chuẩn bị chinh chiến xích thiên thần triều. Đó không chỉ là vinh quang kiêu ngạo, càng có thể cướp đoạt tài nguyên rộng lượng từ trong hoàng thành, ví dụ như thần cốt, sau đó bồi dưỡng hỗn độn chiến tộc có thêm càng nhiều thánh linh. Kết quả, bị tước đoạt rồi, vẫn còn tốt khi lão tổ của bọn hắn có thể tham chiến, hẳn là có thể được khen thưởng. Đội ngũ Bách Lý Mạc Yêu cùng Kiều Anh Tung và các bán thánh, cũng đang ma quyền sát trưởng chuẩn bị cưỡng ép chen vào trong chiến tranh, cũng không có cách nào xì hơi. Thiên hậu nhắc nhở, không nên tùy tiện tiến công, sau khi đến đó cần kiểm tra địa tầng và hư không trước, phải bảo đảm không có mai phục. Nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quả quyết rút lui, tuyệt đối không nên ham chiến. Khương Nghị gật đầu nói, thay đổi sách lược ban sơ, lần này chủ yếu lấy hấp dẫn lực chú ý của Chu Thiên Thần Tôn, cùng Quang Mang Thần Tôn làm chủ. Đông Hoàng Như ảnh là Thánh Vương Thiên Phẩm Linh Văn, đối với không gian ba động hẳn là rất mẫn cảm, nhắc nhở nàng lưu ý hư không. Thiên hậu nhắc nhở để đám người gật đầu, lại làm cho Khương Nghị ngây ngẩn cả người. Ai? Khương Nghị rút rút khóe miệng, thanh âm đều nhỏ mấy phần. Đông Hoàng như ảnh, còn có muội muội nàng Đông Hoàng như yên. Cái gì như ảnh? Cái gì như yên? Làm sao ta? Nghe không hiểu. Khương Nghị lúng túng đến mức mặt đỏ dần. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn không có khai thật sao. Kìm nén đến đủ lâu, đều đã trở về nửa năm, còn để hai cô nương nũng nịu ở trong thông thiên tháp sao? Người mà cửu thiên chọn làm thông gia với chàng, chàng quên các nàng rồi. Là, nàng, không có bọn họ, chỉ một người. Khương Nghị nhìn trái phải một cái, là ai lắm mồm. Đám người toàn bộ đều hất ánh mắt ra, không dám đối mặt với Khương Nghị. Thay ta hỏi thăm các nàng, thiên hậu cũng không có nói nhiều, nàng cưỡi thiên bằng đi đến cấm khu của xí thiên giới. Nàng muốn trao hỏi hỗn độn cự long, sớm làm tốt chuẩn bị rời khỏi nơi này ai nói khương nghị vừa muốn mở miệng đám người ồn ào tản ra đi sạch sẽ khương nghị lắc đầu cười khổ vài tiếng lại phóng tỉ muội đông hoàng như ảnh ra nơi này đều biết các cô làm quen hoàn cảnh một chút đi đều biết rồi không ai hoan nghênh sao đông hoàng như yên trông mong tứ phương làm sao lại đều chạy đi hết thế không có ở lại chào hỏi sao tình huống rất phức tạp sau này lại giới thiệu cho các cô biết khi khương nghị đang nói chuyện Kiều Hinh đột nhiên xông trở lại, ngạc nhiên đánh giá hai tỷ muội trước mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hì hì, ta liền biết chàng sẽ vụng trộm thả các cô ấy đi ra. Khương Nghị cười khổ giới thiệu, đây là Kiều Hinh, thê tử của ta. Được rồi, không có việc của chàng. Kiều Hinh giống như Phượng Hoàng đang vui sướng, nhảy đến trước mặt đông hoàng như ảnh, tùy ý đánh giá dáng người uyển chuyển của nàng. Trách không được bọn hắn đều nói cô là nữ tử xinh đẹp nhất cửu thiên thần giáo. Thật sự là tiện nghi cho chàng ấy rồi. Đông Hoàng Như Ảnh chợt đỏ mặt, xấu hổ cười nói, người tốt, ta là Đông Hoàng Như Ảnh, đây là muội muội ta, Đông Hoàng Như Yên. Đi thôi, ta mang người đi dạo khắp nơi, nhìn những tỉ muội kia của ta một chút." Kiều Hinh Hoạt bắt nháy mắt mấy cái với Khương Nghị, nhiệt tình lôi kéo hai tỷ muội rời khỏi. Ngày thứ hai, mê vụ trên bầu trời tại xí thiên giới cuồn cuộn kịch liệt, xuất hiện con đường vòng xoáy. Đây là người của Cửu Thiên Thần giáo đến. Dựa theo ước định, cách mỗi 15 ngày đều sẽ bí mật tới thông báo tình huống bên ngoài, nhưng hôm nay rõ ràng không phải thời gian ước định trước thời hạn tới tận 2 ngày khương nghị bọn người kiều vô hối sau khi nhìn thấy vòng xoáy thì đều nhao nhao khởi hành kỳ quái chạy tới mê vụ cuồn cuộn mãnh liệt thủy triều hỗn độn ầm ầm dậy sóng giáo chủ đông hoàng toại lo lắng vọt vào sau khi nhìn xung quanh hắn liền đi thẳng đến chỗ khương nghị Rốt cuộc trí tôn hoàng đạo cũng muốn ra tay rồi khương nghị thấy là đông hoàng toại mà sắc mặt u ám trái tim hắn từ từ nhảy lên xảy ra chuyện rồi cử thiên thần giáo bị bài trừ ra khỏi trí tôn vòng tròn. Đông Hoàng Toại thoáng định thần, suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Sau khi hắn rời khỏi thiên trụ sơn, cũng không cùng các trưởng lão khác cùng nhau leo lên tế đàn trở về cửu thiên thần giáo, mà là cố ý vòng vào hư không, đi thẳng đến xí thiên giới. Nói, Khương Nghị khẽ nhíu mày, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Bọn người thiên hậu đều liên tiếp chạy tới, nhao nhao biến sắc, khẩn trương nhìn Đông Hoàng Toại. Chí Tôn Hoàng đạo muốn ra tay, nhưng bọn hắn không liên hệ cùng chúng ta. Hành động lần này hoàn toàn do Sích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện chủ đạo, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta và các hoàng đạo cùng tất cả hoàng tộc khác, toàn bộ chỉ là phụ trợ phối hợp. Trước khi tiến hành hành động, tất cả mọi thứ đều được nghiêm khắc giữ bí mật, căn cứ khoảng cách xa gần, an bài thời gian thông báo, bảo đảm tại ngày mùng 3 tháng 9 đều tụ tập toàn bộ ở bên ngoài Thiên Trụ Sơn, vào ngày mùng 6 tháng 9 cũng chính là sau 3 ngày tập kết, toàn diện phát động tập kích. Lần này, hoàng tộc hoàng đạo thương huyền đã liên động cực lớn, mục tiêu chính là triệt để hủy đi xí thiên giới. Bọn hắn vô cùng khẳng định các ngươi đều ở trong xí thiên giới, cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng phó các loại ngoài ý muốn. Càng không thể tin được hơn chính là, bọn hắn rất có lòng tin cam đoan đế tộc Tám Phương sẽ giữ vững khắc chế ở, trong lúc này, cũng sẽ ước thúc tất cả hoàng đạo thiên khải. Cho dù là phía dưới có nổi lên ngoài ý muốn, khiến thiên khải cùng thương huyền liên đoạn trong thời gian dài cũng có thể yên tâm hoàng thành tại thiên khải sẽ bình yên mà không có việc gì vẻ mặt của đông hoàng toại cực kỳ nghiêm trọng một hơi đều nói xong toàn bộ sắc mặt của khương nghị và thiên hậu thì càng ngày càng âm trầm lo lắng trước đó quả nhiên là có nguyên nhân Chí tôn hoàng đạo lại có thể xác định bọn hắn đều ở xí thiên giới đây là suy đoán hay là có nội ứng không có tám phần nắm chắc trở lên sao có thể hiệu triệu toàn bộ hoàng tộc hoàng đạo thương huyền liên hợp hành động bọn hắn lại tiếp nhận nguy hiểm nếu thiên trụ sơn bị hủy diệt như thế nào chẳng lẽ đã làm giao dịch cùng đế tộc dạng giao dịch gì lại có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn yên tâm về hoàng thành tại thiên khải bảo đảm đế tộc cùng tất cả hoàng đạo thiên khải đều án binh bất động đây cũng không phải chuyện mà chỉ dùng mấy câu đều có thể giải quyết bọn người kiều vô hối cũng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng hô hấp đều rồn dập lên toàn thể thương huyền liên động đại quyết chiến chuyện này so với bọn hắn mong muốn trước đó đều lại xảy ra quá nhanh thiên giới và chạm thiên trụ sơn, rõ ràng là bọn hắn đang bóp chặt trí tôn hoàng đạo, vậy mà thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển. Nhưng những nghi vấn kia đều không quan trọng, nếu trí tôn hoàng đạo muốn chủ đạo thương huyền khởi sướng vây bắt toàn diện, khẳng định là đã giải quyết các vấn đề nguy cơ, mà sắp bộc phát. Khương Nghị vội hỏi, hoàng tộc nào? Là những hoàng đạo kia? Tần Thiên Hồng không có để lộ tình huống rất chi tiết, nhưng nếu dám danh xưng thương huyền liên hợp hành động, những hoàng tộc kia hẳn là toàn bộ đều được thỉnh mời, mà nói là mời, nhưng bên trong khẳng định có uy hiếp. Đoán chừng, kiếm hùng Hoàng Triều, khổng tước Sơn, băng lam hợp Trung Quốc, chấn nam yêu quốc, thanh bình Hoàng Triều, thiên quang Hoàng Triều, lục đại hoàng tộc hẳn là cũng sẽ chịu hàng. Về phần hoàng đạo, tạm thời không rõ ràng, nhưng chúng ta tại thiên cực giới, cửu lê ma tộc, phù tang thần cung, sinh mệnh thần điện gần đó, đều ăn bài trưởng lão không võ, mật thiết giám sát. Nếu như nơi đó có hành động, bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ thần giáo, nhưng, cao tầng không võ của chúng ta đều tại thiên trụ sơn nơi này, bọn hắn cao nhất là nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên, mục tiêu chỉ là giám sát dị động, nếu như trong lúc bất chợt toàn diện xuất kích, tốc độ của bọn họ chưa hẳn có thể nhanh hơn quá nhiều, dù sao, thái cổ thần miếu cũng có thánh linh không võ. Thiên khải chiến trường thì sao? Lúc nào sẽ xuống tới? Thiên hậu cao mày, trước đó nàng còn vô cùng xác định trí tôn hoàng đạo, không thể nào vây bắt xí thiên giới ở chỗ này, không nghĩ tới Trí Tôn Hoàng đạo lại hung hăng cho nàng một bạt tai thật mạnh như thế. Tần Thiên Hồng cho ta tin tức chính xác, chính là vào ngày 6, bọn hắn xuyên qua con đường giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn mạch, đó chính là chiến tranh tín hiệu. Phía trên có bao nhiêu cường giả? Sích Thiên Thần Tôn, ba vị thánh hoàng của Sích Thiên Thần triều, năm vị thánh vương, bảy phần lực lượng tầng cao nhất của thần triều cơ hồ đều ở nơi đó. Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện cùng các cường giả trước đó sẽ thay nhau xuống cương nghị nhắm mắt lại nếu như thương huyền hành động toàn diện số lượng thánh linh thánh vương thánh hoàng khẳng định sẽ cực kỳ khủng bố đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là hai vị chân thần quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn kia thiên hậu quả quyết nói lập tức phá hủy thiên trụ sơn cắt đứt liên hệ giữa thiên khải cùng thương huyền ngăn đám người xích thiên thần tôn ở thiên khải chiến trường xí thiên giới di chuyển về hướng tây liên hệ cửu thiên thần tôn mang lên toàn bộ cường giả thần giáo mau chóng tụ hợp cùng chúng ta ngạnh kháng chu thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn chặn đánh. Chỉ cần có thể kiên trì đến Tây Bộ, chúng ta liền có thể cùng thần thụ thế giới gặp nhau. Không được. Tuyệt đối không thể được. Đông Hoàng Toại lập tức hô to, nghiêm túc nói, việc đã đến nước này, thần giáo chúng ta khẳng định sẽ bị bại lộ. Nếu như cắt đứt liên hệ, cửu thiên hoàng thành phải làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn có thể ẩn vào hư không, nhưng dưới sự tức giận, xích thiên thần tôn vô cùng có khả năng sẽ thiên khải tiếp tục lùng bắt. Nếu như hoàng đạo khác lại liên lụy vào, bọn hắn đều có thể phát hiện tung tích hoàng thành bất cứ lúc nào đến lúc đó khương nghị hơi suy nghĩ hắn mở mắt ra nói nếu các ngươi ở dưới này đã nhận được tin tức thiên khải cửu thiên hoàng thành cũng sẽ nhận được tin tức vào hôm nay ta hiểu rõ đông hoàng càn hắn hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp sớm di chuyển chỉ cần đông hoàng toại có thể thành công trở lại thiên trụ sơn xí thiên giới lập tức nối liền bọn hắn di chuyển về hướng tây đông hoàng toại giáo chủ ngươi lập tức trở về thần giáo có thể mang lên cái gì thì đều mang lên toàn bộ, đến Trung Tây Bộ, lại mời thần tôn mau chóng đến nơi đây cứu viện. Bạch Tai nói thẳng, nếu như không về được thì sao? Không phải thuộc hạ cố ý muốn vứt bỏ ai, nhưng nếu trí tôn hoàng đạo đã làm bố trí tinh diệu, khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố đông hoàng càn bên trong cửu thiên hoàng thành. Nếu như trước ngày 6 hắn vẫn chưa có trở về, tất cả hoàng đạo hoàng tộc thương huyền đều muốn tụ tập tới đây, đến lúc đó, chúng ta ai cũng đi không được. Chúng ta không thể nào bởi vì hắn mà để toàn thể xí thiên giới chôn cùng. Bạch tai biết mình không nên phản bác như vậy, nhưng hắn lo lắng chính là Khương Nghị. Nếu trí tôn hoàng đạo đã phán định Khương Nghị sẽ ở xí thiên giới, một khi sẽ rách phòng ngự của xí thiên giới, khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố Khương Nghị. Coi như Khương Nghị mạnh hơn, cũng gánh không được thần linh tấn công, huống chi lại còn là hai vị thần linh hơn ngàn tuổi. Bọn người kiều vô hối cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Bọn hắn cũng lo lắng, mặc dù trí tôn hoàng đạo không có nói trước thương lượng cùng cửu thiên thần giáo, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn sớm nhận được tin tức, chuyện này cũng đã cho bọn hắn tranh thủ thời gian quý giá thoát khỏi. Nếu như bây giờ liền đi, nhất định có thể lo quang mang thần điện cùng chu thiên thần điện, ở vòng ngoài trở tay không kịp. Nếu như kéo dài thêm, tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo liền sẽ liên tiếp đến đây, hình thành vây kín. Mà trí tôn hoàng đạo có thể hành động toàn diện, khẳng định là sẽ mang toàn bộ bảo vật cất dưới đáy hòm tới. Coi như xích thiên thần triều không xuống, nếu như vây bắt toàn diện cũng có thể xé mở xí thiên giới. Đông Hoàng Toại chăm chú nhìn Khương Nghị, mặc dù tình huống rất nguy hiểm, nhưng nếu như bây giờ triệt để phá hủy thiên trụ sơn, bọn người Đông Hoàng Toại liền cử tử vô sinh. Khương Nghị không có nhiều do dự, hắn quả quyết nói, chúng ta là minh hữu, hẳn là nên chờ. Nhưng tình huống khẩn cấp, hy vọng Đông Hoàng Toại giáo chủ có thể hiểu được, chúng ta đợi đến. Ngày 4, không được, đợi đến sáng sớm ngày 5. Chúng ta đợi. Thiên hậu cũng tỏ thái độ, ngữ khí kiên quyết. Nếu Đông Hoàng Toại đã đến báo cáo với bọn hắn trước tiên, bọn hắn cũng không thể ném cửu thiên hoàng thành ở thiên khải mà chạy ngay đầu tiên, nếu không tất nhiên rét lạnh lòng người, thậm chí cửu thiên thần giáo nơi đó sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như tình huống không có thay đổi đặc biệt, giáo tôn sẽ bảo đảm trước ngày năm đó, tận hết khả năng chạy tới nơi này. Đông Hoàng Toại đã được hai nhân vật chủ yếu là Khương Nghị cùng thiên hậu cam đoan, hắn quay người muốn rời khỏi. Đan Hoàng lại gọi hắn lại, đưa lên một cái hộp gấm, đây là xích dương thiên nguyên đan, trước mắt chỉ luyện thành hai viên. Trong lòng đông hoàng toại chìm xuống, đây là thứ muốn mệnh đó sao? Nhưng nếu thật sự đi đến một bước kia, chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhận lấy hộp gấm, nhanh chóng rời khỏi, lao tới cửu thiên thần giáo. Sau khi hắn đi, bầu không khí xung quanh núi cao đã bị đè nén xuống. Hưng phấn trước đó đã không còn sót lại chút gì. Đây không thể nghi ngờ là nguy cơ nghiêm trọng nhất mà khương nghị gặp phải từ khi quật khởi đến nay. Thương thiên vẫn chiếu cố chúng ta để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị khương nghị sâu hít một hơi hắn nhanh chóng quay ngược suy nghĩ trở lại nói sích thiên thần tôn quang mang thần tôn hai vị thần linh hẳn là đều ở bên ngoài bốn vị thánh hoàng hẳn là cũng đều ở đó đoán chừng thánh vương có chín người trở lên thiên cực giới cửu lê thần cung hai vị thánh hoàng tám vị ở hai bên thánh vương thao thiết yêu tộc thái cổ thần miếu hẳn là cũng sẽ đến dự định xấu nhất bọn hắn đều bồi dưỡng được thánh hoàng như thế này thì lại là hai vị thánh hoàng năm vị thánh vương trở lên. Phù tang thần cung còn không có bài trừ hiểm nghi, hẳn là sẽ không tới. Nếu sinh mệnh thần điện đã sớm trung lập, trí tôn hoàng đạo sẽ không lại liên hệ bọn hắn. Lục đại hoàng tộc như Trấn Nam yêu quốc kia, dự đoán tổng cộng có ba vị thánh vương. Như vậy có tính được, chính là hai vị thần linh, 8 vị thánh hoàng, 25 vị thánh vương, thánh linh ước chừng 40 người, bán thánh cùng niết bàn cửu trọng thiên, tổng số từ trăm người trở lên. Lời nói chịu nặng của Khương Nghị, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Đây không thể nghi ngờ là cục diện áp đảo gấp hai lần trở lên. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là hai vị thần linh kia. Nếu như xé nát xí thiên giới, bọn hắn sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, đến lúc đó thậm chí không cần những thánh hoàng thánh vương kia ra tay, chỉ là trùm sáng của quang mang thần tôn cũng đã có thể oanh sát toàn bộ bọn hắn. Khương Quỳ, Khương Diễm, An Minh Hề, Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên đều cao mày, thực lực bọn hắn rất mạnh, có thể bộc phát ra thực lực đặc biệt nhưng quang mang thần tôn thậm chí là đám người quang mang thần điện kia đều có uy hiếp trí mạng đối với bọn hắn thu thập toàn bộ vật hữu dụng niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở xuống toàn bộ chuẩn bị vào thông thiên tháp của ta những người khác làm tốt chuẩn bị tử chiến thiên hậu an bài bố trí tọa trấn ta dung hợp đầu lâu kiếp trước xông vào thánh hoàng cảnh khương nghị an bài sau đó nhanh chóng rời khỏi phải vào thánh hoàng rồi kiều hinh và đám người nhìn khương nghị rời khỏi trong lòng đã thoáng có lực lượng khương nghị không thể nghi ngờ là rất cường hãn ở thánh vương đã có thể nghênh chiến thánh hoàng bước lên cảnh giới thánh hoàng phối hợp với liệt thần thương hẳn là có thể ngạnh kháng thần uy bọn hán không hy vọng xa vời khương nghị có thể chém giết thần linh thật chỉ hy vọng khương nghị có thể còn sống dù sao một khi chiến tranh bộc phát thần linh khẳng định sẽ chiếu cố khương nghị đầu tiên nếu như khương nghị chết bất đắc kỳ tử hoặc là bị bắt sống toàn bộ chiến cuộc liền muốn loạn khương nghị còn sống khương nghị chiến đấu mới có thể mang đến cho tất cả mọi người của xí thiên giới tinh thần cùng lực lượng. Thiên hậu hơi nhíu mày lại, vừa mới tiến cảnh giới thánh vương một năm, liền muốn xông vào cảnh giới thánh hoàng. Cái này rõ ràng quá gấp. Nếu như để lại tai họa ngầm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới phía sau thần linh. Bởi vì đột phá cảnh giới thánh hoàng đến thần linh thật quá khó khăn, không chỉ là cần cơ duyên, càng không chỉ là bằng vào huyết mạch mà ảnh hưởng từ các mặt lại điều quá lớn. Tựa như cửu lê thần cung, thái cổ thần miếu kia, thời gian trong vạn năm, chỉ là tạo qua một vị. Ví dụ như những thế lực như quang mang thần điện kia, người vị thánh hoàng cũng khó khăn ra được một thần. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn thật sự không lo được những thứ kia. Cũng may Khương Nghị Dung hợp chính là đầu lâu của hắn kiếp trước, là tay bán đế. Thiên hậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu sai khiến nhiệm vụ. Lần tham chiến này, tất cả đều là nhất bàn cảnh cửu trọng thiên đi lên. Tương đương với thánh chiến, năng lượng chiến tranh ba động chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ chia ra mấy người chủ yếu vòng chiến. Thánh hoàng ở trong sân nhà, thánh vương ở bên ngoài, tiếp đó sẽ là thánh linh, sau đó là bán thánh cùng miết bàn cảnh. Mặc dù là các vị chiến đấu, nhưng nếu như chiến trường của bán thánh cùng miết bàn sụp đổ, bọn hắn thêm ra tới bán thánh liền có thể trực tiếp tham dự chiến trường thánh linh, sinh ra quấy nhiễu, mang đến uy hiếp chí mạng. Nếu như chiến trường thánh linh sụp đổ, thánh linh sẽ trực tiếp uy hiếp được chiến trường thánh vương. Cho nên, mỗi chỗ chiến trường đều phải toàn lực ứng phó, nhất là bán thánh cùng miết bàn cảnh cửu trọng thiên các ngươi gặp phải số lượng nhiều nhất cơ hồ là gấp ba ngàn vạn lần phải cố gắng chống đỡ tốt nhất vừa mới bắt đầu liền hiện ra thực lực tuyệt sát tránh cho quá nhiều bán thánh quấy nhiễu chiến trường thánh linh thiên hậu đưa ánh mắt cường điệu quét về phía bọn người hàn ngạo chu thanh thọ đây là thời điểm các ngươi nên phát huy thực lực đừng ném người phối hợp với ta hàn ngạo đụng đụng chu thanh thọ xem thường ai đây chu thanh thọ âm thầm hít một hơi hắn rất khẩn trương thật sự rất khẩn trương nhưng hắn còn không đến mức làm đào binh chúng ta phụ trách chủ công, ngươi dùng tinh thần phối hợp. Khương Bân và Lý Dân đồng thời nhắc nhở Chu Thanh Thọ. Lão tử còn có hài cốt thánh vương đây. Chu Thanh Thọ bôi ra vẻ giữ tợn hiếm thấy, bảo cốt bên trong trạch thiên các kia còn đang ở chỗ hắn. Chiến trường thánh linh không cần chém giết, chủ yếu là liên hợp và ứng biến. Cũng không thể làm cho chiến trường bán thánh ảnh hưởng đến các ngươi, cũng không thể để các ngươi gấp rút tiếp viện chiến trường thánh vương ở trước mặt thánh linh. Chờ sau khi cửu thiên thần giáo đến, mỗi vị thánh linh đều phải tìm tới không võ cao dài nhất bản cảnh, tạo thành liên minh lâm thời. Quan trọng nhất chính là chiến trường thánh hoàng, kiểu vô hối mang lên thiên mệnh chiến giới cùng hồng mông môn, phối hợp với đông hoàng càn, khương quỷ mang lên trái tim thao thiết thánh hoàng kia, chú ý phối hợp cùng đông hoàng toại. Các người nhất định phải phát huy ưu thế đến cực hạn, trong thời gian ngắn nhất ổn định chiến trường Thánh Hoàng, cho tất cả mọi người lực lượng. Huyễn Điểu và Vãn Tỉnh, chú ý phối hợp, nếu như tình huống nguy cấp, các ngươi phải cân nhắc lấy âm dương đồ đằng nghênh chiến thánh hoàng. Bạch Tai và Khương Diễm, hai người các ngươi phối hợp với nhau, chủ chiến thánh vương, thời khắc tất yếu gấp rút tiếp viện thánh hoàng. Khương Uyên, mặc dù ngươi là thánh linh, nhưng cần phối hợp cùng triệu thời viện, chủ chiến chiến trường thánh vương. Thiên hậu nhanh chóng quay ngược suy nghĩ trở lại, sai khiến mấy vị quan trọng ở các vòng chiến. Bọn người kiều vô hối dần dần lĩnh mệnh, mặc dù cảm xúc cao vút, nhưng sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều tự tin mình rất mạnh, nhưng dù sao cũng đều là tân tấn thánh vương và thánh hoàng, phải làm như thế nào để nghênh chiến những lão bối thánh hoàng kia. Huống chi, bọn hắn có vũ khí đặc biệt, có võ pháp nhanh nhẹn dũng mãnh, chẳng lẽ đối phương không có sao? Nội tình hoàng đạo trong vạn năm qua thật sự không phải thứ mà bọn hắn có thể so được. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 9, Cửu Thiên Hoàng Thành rời khỏi lãnh địa đóng giữ mấy ngàn năm, lao tới Xích Thiên Hoàng Thành. Hoàng Thành kéo dài hơn 50 dặm giống như một tòa pháo đài di động, không gian ba động mãnh liệt giống như thủy triều, kích thích số lượng lớn tai mắt đang mật thiết chú ý các hoàng đạo thương huyền. Gần như là đồng thời, một bộ phận cường giả của Chu Thiên Thần Điện, quang mang thần điện tại Hoàng Thành Thiên Khải, cũng nhanh chóng lao tới Sích Thiên Hoàng Thành. Trước khi đi, bất luận là người rời khỏi, hay là người lưu thủ, đều nhắc nhở lẫn nhau phải cẩn thận. Rời khỏi là muốn vây bắt xí thiên giới, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể xảy ra, cũng nhất định sẽ có cường giả phải chết, mà người ở lại càng là phải đề phòng, nếu như không thể bắt được Khương Nghị, Hoàng Thành phải cô thủ mấy tháng tại Thiên Khải chiến trường, mà lúc nào cũng có thể có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đông Hoàng giáo tôn, hành động lần này mang ý nghĩa trọng đại, còn xin tận lực phối hợp. Các ngươi chỉ cần vây giết địa ma thụ, sau đó chúng ta cam đoan sẽ trợ giúp các ngươi bồi dưỡng Thánh Hoàng mới. Chu Nguyên bá lại nhắc nhở lần nữa, thật có chút lo lắng cái lão gia Hỏa Táo bạo này, sau khi nhìn thấy thần tôn sẽ làm ra cái hành động mạo phạm gì đó. Nếu các ngươi đã có thể xác định Khương Nghị đang ở Xí Thiên giới, vậy có thể xác định được nơi đó có mấy thánh hoàng không đông hoàng càn thản nhiên nói xí thiên giới vây bắt thao thiết yêu tộc thu hoạch được số lượng lớn huyết hồn đan trong đó bao gồm hai viên thánh hoàng cảnh huyết hồn đan là bảo vật tuyệt hảo kích phát huyết mạch nếu như xí thiên giới lợi dụng thỏa đáng chỉ sợ có thể thúc thăng bước phát triển được một thánh hoàng mới lại tính cả địa ma thụ nơi đó hẳn là có hai vị thánh hoàng cân nhắc đến xí thiên giới luôn có thể nổi lên ngoài ý muốn coi như có tính thêm thì chính là ba vị mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta lại có ưu thế gấp mấy lần, hoàn toàn có thể đè ép được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Nguyên Bá liếc mắt nhìn Đông Hoàng Càn, lúc ấy xí thiên giới có thể thành công vây bắt thao thiết yêu tộc, không thể bỏ qua công lao của cửu thiên thần giáo. Nếu như không có cửu thiên được cho là cưỡng ép nhúng tay, thao thiết yêu tộc điên cuồng phản kích cùng tự bạo hoàn toàn có thể phế bỏ xí thiên, giới. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn cũng không cần phải khẩn trương cấp bách giống như bây giờ, cũng không cần ký kết khuất nhục hiệp nghị như vậy cùng đế tộc. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Nguyên Bá lại không khỏi tuôn ra cảm giác phẫn uất. Phong cách của Cửu Thiên Thần giáo trầm ổn như trước, sau khi Cửu Thiên Thần tôn chết cũng không còn sót lại chút gì, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng ngày càng phóng đãng tùy ý. Những điều này có liên quan rất lớn cùng Đông Hoàng Càn này dẫn đầu. Dạng tướng gì, dạng binh gì? Chờ việc này qua đi, cho dù muốn bồi dưỡng Thánh Hoàng cho thần giáo thật, cũng phải gõ đông hoàng càn một cái không có tính cả khương nghị đông hoàng càn thản nhiên nói ha ha không cần chỉ cần có thể bổ ra xí thiên giới ba vị thần tôn sẽ liên thủ chấn áp bất kể hắn là cảnh giới gì chắc chắn đều vẫn phải chết ba vị thần linh thu thập một thánh vương khương nghị không phải thánh vương bình thường hắn có liệp thần thương cũng có thể mang theo những vũ khí khác để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm ba vị thần tôn sẽ đích thân truy nã sau khi bắt được thì xử lý như thế nào khống chế thông thiên tháp tái tạo thiên trụ sơn sau đó mang khương nghị đến thiên khải chiến trường đưa đến đăng thiên kiều cũng chính là nơi hắn chiến tử kiếp trước công khai tách rời đốt cháy linh hồn triệt để tuyệt hy vọng luân hồi của hắn còn có người đề nghị đều kéo bọn người thiên hậu tới nơi đó ở ngay trước mặt thiên hậu triệt để gạt bỏ khương nghị để lịch sử tái diễn để thiên hậu biết bất luận là nàng làm ra cố gắng gì cũng đều không thay đổi được kết cục cuối cùng đông hoàng càn trầm mặc một lát nói ta muốn hỏi ngươi một vấn đề mời ngươi tôn trọng thần tôn của chúng ta không đương nhiên hắn không chỉ là thần linh không gian càng tâm hệ thương huyền từ khi cử thiên thần giáo sáng tạo đến nay bất luận là thao thiết yêu tộc của bắc bộ hay là man hoang chiến tộc của đông bắc đều an phận hơn rất nhiều cục diện thế chân và của tứ thần cũng chân chính bảo vệ địa vị trung vực thương huyền càng hình thành uy hiếp mới tại thiên khải trong lúc xí thiên giới ẩn nấp ở hư không cũng là cửu thiên thần tôn tận hết sức lực lùng bắt, cuối cùng còn hao hết thọ nguyên. Ai? Chu Nguyên bá tiếc nuối lắc đầu, lời nói này ngược lại là thật lòng, cửu thiên thần tôn xác thực nên được xưng tụng là thần linh cao quý. Nếu như hắn không chết, chỉ sợ xí thiên giới đã sớm bị nhốt rồi, cách cục thương huyền bọn hắn càng sẽ không hỗn loạn đến trình độ như vậy. Nếu ngươi đã tôn trọng thần tôn của chúng ta, ta muốn xin ngươi đến trước linh vị thần tôn của chúng ta thề. Thề. Đúng, thề. Thề sau khi vây bắt xí thiên giới, đại quang mang thần điện đừng lại tìm chúng ta gây phiền phức, thề sau khi giết được Khương Nghị, phải bảo đảm bồi dưỡng cho chúng ta được thánh hoàng mới, mà phải là trong vòng 5 năm. Cái này đều có thể không cần thiết, trước đó ta đều nói rồi. Cục diện thương huyền đã trở nên rất yếu đuối. Sau khi vây bắt xí thiên giới, trí tôn hoàng đạo chúng ta muốn ổn định cục diện, tiếp tục uy hiếp hoàng đạo thiên khải, nhất định phải có một cửu thiên thần giáo đủ cường đại. Ta không tin. Ta muốn ngươi đến trước mặt thần tôn cam đoan. Ánh mắt đông hoàng càn trở nên lăng lệ, trực diện với con mắt của chu phục sinh được thôi nếu ngươi đã kiên trì ta sẽ đi đến trước linh vị thần tôn các ngươi làm cam đoan nhưng ta có một điều kiện đợi đến xích thiên hoàng thành ngươi nhất định phải cất kỹ quy củ cho ta không được vô lễ không được mạo phạm tại chiến trường xí thiên giới ngươi càng phải toàn lực phối hợp cùng đông hoàng toại triệt để chấn áp ma quái địa ma thụ kia chúng ta đều đến trước linh vị thần tôn thề như vậy rất tốt đông hoàng càn mang theo trung nguyên bá đi tới trước một tòa điện đá đen ở sâu trong hoàng cung chu nguyên bá không có suy nghĩ nhiều hắn hơi chỉnh lý vạt áo động thân ngẩng đầu cất bước muốn đi đến chậm đã nơi này là nơi quan trọng nhất tại cửu thiên hoàng thành bên trong là linh vị của thần tôn chúng ta ngăn chặn linh văn để nhẫn không gian ở bên ngoài không có cần thiết như vậy chứ nơi này là hoàng thành của các ngươi ta còn có thể làm cái gì hừ bùi quang diệu khinh nhờn quan tài đá của thần tôn ta các ngươi chủ đạo chiến tranh còn bài trừ chúng ta ở bên ngoài ta không tin các ngươi chu nguyên bá rất bất đắc dĩ nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của đám người đông hoàng càn trong cuộc chiến này hắn chỉ có thể nhịn để nhẫn không gian ở bên cạnh là được sẽ không ai trộm đông hoàng càn chỉ chỉ bệ đá ở bên cạnh chu nguyên bá lấy nhẫn không gian xuống phóng tới trên bệ đá cũng ngăn chặn linh văn lần nữa chỉnh lý tốt vạt áo đi tới phía trước thạch điện Đông Hoàng Càn đưa hai tay đè cửa đá lại, linh văn trên trán phát sáng, kích phát ra năng lượng không gian minh mông, giải trừ phong ấn trong thạch điện, chậm rãi đẩy cửa đá ra. Thạch điện đen kịt, hiện ra hơi lạnh âm trầm, giống như là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy như. Chu Nguyên Bá khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn đưa tay ra hiệu, mời dẫn đường. Đông Hoàng Càn phất tay với hướng phía thạch điện, vết tích một đầu không gian kéo dài đến trong thạch điện chu nguyên bá đang muốn cất bước bỗng nhiên hắn lại cảnh giác có một loại bất an không hiểu thấu giáo tôn thần tôn một tiếng hô to lo lắng đột nhiên truyền đến từ phía sau xảy ra chuyện gì chu nguyên bá theo bản năng quay đầu nhìn sang nhưng ngay thời khắc này ngực hắn tê dần ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu lay động mãnh liệt đông hoàng càn ra tay tay phải hành động xuyên qua ngực chu phục sinh nắm chặt trái tim đang bành trướng nhảy lên kia đẩy thẳng ra đến sau lưng cùng lúc đó tay trái cưng trục bóp lấy cổ chu nguyên bá không gian như đao sống sờ sờ xé rách xuống dưới huyết tinh tàn bạo quá đột nhiên tại thời điểm chu nguyên bá hoàn toàn buông lỏng đông hoàng càn đã kéo đầu của hắn xuống móc trái tim của hắn ra rầm rầm xiềng xích hoành kích trong thạch điện quấn chặt lấy thân thể tàn phế của chu phục sinh bỗng nhiên lôi vào trong oanh rầm 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 trong thạch điện quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc như là cửa đá liên tiếp phong tỏa không gian bên trong triệt để bị phong cấm đây không phải thạch điện tế điện linh vị mà là không gian lao ngục thần tôn tự mình tế luyện thành bên trong khắc đầy phù chú không gian bằng thần huyết thân thể tàn phế của trung nguyên bá bị quấn quanh bị giam cầm linh hồn đều giống như lâm vào trong vực sâu hắn hoảng hốt một lát thậm chí có chút không biết là chân thực hay là ảo giác đông hoàng càn người điên rồi sao coi như người không chấp nhận giao dịch cũng không cần chấn áp ta Ngươi muốn dùng ta làm giao dịch cùng xích thiên thần triều sao? Si tâm vọng tưởng, ta là Chu Nguyên Bá, ta là lão tổ thánh hoàng thần triều, ta bị bắt sống, thần tôn chắc chắn sẽ nổi giận. Chờ đến khi bắt sống khương nghị thanh trừ xí thiên giới, kế tiếp tuyệt đối sẽ phải thu thập các ngươi. Chu Nguyên Bá đã kịp phản ứng, hắn giận đến tím mặt, linh hồn phát ra tiếng gào thét hùng hậu, điên cuồng muốn điều động năng lượng, phóng thích cửu thiên huyền hòa chữa trị thân thể tàn phế. Nhưng năng lượng không gian chấn áp quá mạnh đừng nói là phóng thích huyền hỏa, mà ngay cả cơ thể cũng đều không động được. Vũ khí cường hãn hắn mang theo người thì lại ở trong nhẫn không gian. Chủ quan. Thật sự quá chủ quan. Ai có thể nghĩ tới đường đường là giáo tôn thần giáo, vậy mà lại làm ra chuyện đánh lén bị ổi như thế. Lại còn lấy tế điện thần tôn bọn hắn ngụy trang, tính toán hắn. Quá không biết xấu hổ. Mẫu thân nó, ngươi là thánh hoàng, ngươi là giáo tôn của trí tôn hoàng đạo. Đông hoàng càn đưa tay trái bắt lấy cổ của Trung Nguyên bá, Tay phải thì khống chế trái tim của Chu Nguyên Bá, không gian mãnh liệt xen lẫn thành lỗ đen quỷ bí, phong ấn toàn bộ bọn nó. Lan Độ đứng ở cách đó không xa, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chu Nguyên Bá là lão tổ Thánh Hoàng, lại còn là Cửu Thiên Huyền Hỏa kinh khủng, nếu như không thể áp chế trước tiên, một khi nổi giận phản kích, cả tòa Cửu Thiên Hoàng Thành đều muốn bị phá hủy. Mặc dù giáo tông bọn hắn dùng thủ đoạn ám muội, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Đông Hoàng Càn đều cất kỹ trái tim và đầu, quay người tiếp tục ra cố thạch điện, chấn áp Trung Nguyên Bá ở bên trong, đồng thời truyền lời, tiếp tục lừa gạt nói, đừng vùng vẫy, nếu không ta sẽ tứ chi của ngươi. Bây giờ ta chỉ mang ngươi đi đàm phán cùng thần tôn, hỏi một chút thái độ đối đãi của hắn đối với cửu thiên thần giáo, bảo đảm việc khác sau này cho đầy đủ tôn trọng. Nếu như giải quyết thuận lợi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, cũng sẽ trả lại trái tim và đầu của ngươi. Ngươi ngu xuẩn. Hồ đồ, coi như cần đàm phán, cũng không có nói như ngươi thế được. Đây là cách ngươi xử lý chuyện sao? Cửu thiên thần tôn là sư phụ ngươi, ngươi không có học được nửa điểm khôn khéo sao? Vốn là cửu thiên thần giáo cao quý, lại muốn bị ngươi tai họa thành ổ thổ phỉ. Chu Nguyên Bá dãy dụa gầm thét, nhưng không tiếp tục bạo động quá phận. Hắn thấy, lão tạc đông hoàng càn, hẳn chỉ đang tức giận trí tôn hoàng đạo không có tôn trọng bọn hắn, không cùng bọn hắn cùng nhau chủ đạo hành động, đợi đến hoàng thành nơi đó, tất nhiên sẽ thả hắn ra nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới một khi hắn tiến đến cuối cùng cũng sẽ không ra được hắn càng sẽ không nghĩ đến cử thiên thần giáo sớm đã kết minh cùng xí thiên giới sau khi xác định chu nguyên bá không còn chống cự đông hoàng càn đã quả quyết ra lệnh lập tức thu dọn đồ đạc thứ có thể mang thì đều mang toàn bộ lên cho ta một giờ sau bỏ thành lĩnh mệnh tại các nơi trong hoàng thành toàn thể cường giả cao tầng quát lớn các đệ tử và trưởng lão không rõ tình huống cũng đều thuận thế tiếp nhận chỉ lệnh khi Chu Thiên Thần Điện cùng các cường giả quang mang, thần điện còn đang lao tới sích Thiên Hoàng Thành, Cửu Thiên Hoàng Thành tại bầu trời đã ẩm vang rơi xuống, nện vào bên trong hải triều mênh mông, Đông Hoàng Càn và các cường giả không võ nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, liên thủ xé mở không gian, thẳng đến di tích Thiên Môn Trung Ương. Võ giả không gian dưới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, cường giả như ý linh văn niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở xuống, toàn bộ bị phong cấm bên trong thánh khí không gian. Ngày mùng 4 tháng 9, các cường giả hai tòa hoàng thành chu thiên cùng quang mang vượt qua mấy vạn dặm lần lượt đến xích thiên hoàng thành xích thiên thần tôn đã bắt đầu khẩn trương cùng đề phòng bây giờ hoàng đạo thiên khải khẳng định đều đang mật thiết giám sát trí tôn hoàng đạo thương huyền bọn hắn đột nhiên hành động như thế khẳng định sẽ gây nên chú ý mặc dù làm giao dịch cùng đế tộc nhưng vẫn rất không yên lòng hắn bắt đầu cầu nguyện hành động tiếp theo đều sẽ tiến hành thuận lợi nếu như khương nghị thật sự đang ở xí thiên giới nếu quả thật có thể giải quyết triệt để xí thiên giới Bọn hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất tái tạo Thiên Trụ Sơn, bằng vào Thông Thiên Tháp kết nối Thiên Khải cùng Thương Huyền, nói cách khác, sau 10 ngày nửa tháng, bọn hắn liền có thể một lần nữa trở về. Như thế này coi như Hoàng đạo Thiên Khải muốn làm thứ gì, coi như đế tộc muốn mua đồ cái gì, cũng đều không có cơ hội. Bọn hắn còn có thể lập tức liên hệ đế tộc, để bọn hắn bí mật xử lý sạch phần giao dịch khuất nhục kia. Như vậy thì lập tức có thể giải quyết triệt để khương nghị, lại có thể thu hoạch được trụ trời hoàn chỉnh còn có thể tránh cho bị đế tộc tính toán, một công ba việc. Nhưng, trở lại trở, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được đám người đông hoàng càn này. Theo lý thuyết, người của cửu thiên hoàng thành hẳn là đuổi tới càng nhanh, xích thiên thần tôn còn chuẩn bị tự mình thương lượng một phen cùng đông hoàng càn, bảo đảm lão già điên kia có thể phối hợp bọn hắn hành động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ giữa trưa lại đến đêm khuya. Bầu không khí náo nhiệt tại xích thiên hoàng thành từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người đều bắt đầu bất an. Còn chưa tới sao, là trên đường xảy ra chuyện gì, hay là cửu thiên hoàng thành từ chối phối hợp. Nhưng ngẫm lại tính cách kia của đông hoàng càn, hẳn là lão phong tử này đang cố ý đùa nghịch, tới vẫn sẽ tới, nhưng về thời gian hẳn là ngày mai, thậm chí là ngày kia. Cho nên, chờ một chút đi. Đảo mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai, vẫn không có đợi được cửu thiên hoàng thành, lại đột nhiên nghe được bạo hưởng đinh tai nhức óc, rất xa xôi, rất phiêu miểu, lại rõ ràng có thể nhìn thấy mênh mông thâm không hư vô nổi lên gợn sóng kịch liệt chẳng lẽ cửu thiên hoàng thành bị tập kích? Xích thiên thần tôn nhao nhao bay lên không, ngắm nhìn phương hướng cửu thiên hoàng thành, nhưng rất nhanh đã liền liên tiếp quay đầu, nhìn đến các phương hướng khác. Là phương hướng di tích thiên môn trung ương sao? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Giống như thật sự là nơi đó, nếu không phải vậy thì ai có thể gây nên oanh động quy mô như thế này? Không đúng. Nơi đó, bọn người chu phục sinh bỗng nhiên biến sắc, đều có loại dự cảm bất tường. Giờ khắc này, Di tích thiên môn trung ương đã bị tứ phương trí tôn hoàng đạo liên hợp chấn thủ, cường quang ngập trời, tuôn ra như gió lốc, thẳng tới hư vô không gian, lại như hải triều chảy ngược, chiến trường lắc lư mênh mông. Phạm vi mười vạn dặm, thậm chí là trong mười mấy vạn dặm, đều thấy được ánh sáng kinh khủng tuyệt thế kia, đều cảm nhận được lắc lư mãnh liệt. Ngay cả hư vô đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, giống như mưa to gió lớn quét sạch dưới hải dương, sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt hơn phân nửa thiên khải trung bộ đều bị kinh động nhao nhao nhìn ra xa nơi này sau mấy tiếng xích thiên thần tôn huy động liệt diễm dẫn đầu kéo đến nơi này cách rất xa liền có thể nhìn thấy không gian đang tàn phá bừa bãi hoác loạn thiên địa vạn vẹo hư vô tình cảnh giống như là thế giới gặp tận thế sông núi cùng không gian vô tận mãnh liệt lung lay chu phục sinh chu ngạo hoàng chu diễm và các cường giả theo sát ở phía sau sắc mặt khó coi tim lại đập loạn xảy ra chuyện gì đây là di tích thiên môn đang sụp đổ sao? Vốn đang tốt mà, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Không phải nói ngày 6 mới tấn công sao? Bây giờ chỉ là vừa mới đến ngày 5 thôi mà. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Xích thiên thần tôn phóng thích thần uy, cưỡng ép tiến đến gần đó di tích. Không gian nổi sóng chiều dâng cao như phong bạo diệt thế muốn xe rách cả hư không, vạn vẹo lên hư vô, các loại cường quang như lôi chiều hỗn độn đang tràn ngập trong đó, năng lượng bạo động để cho người ta sợ hãi khó có thể bình an. Nhưng, thứ để bọn hắn thật sự có phản ứng, thậm chí sợ hãi chính là, tại biên giới khu vực bạo động, có từng viên tinh cầu không gian đang lơ lửng, bên trong rõ ràng là những cái đầu đẫm máu. Toàn bộ đều là đám người chấn thủ của trí tôn, hoàng thành bọn hắn ở di tích thiên môn. Ai giết bọn hắn? Ai dám giết bọn hắn ở chỗ này? Chẳng lẽ là đế tộc sao? Vẻ mặt của sích thiên thần tôn càng ngày càng nghiêm trọng, hô hấp đều trở nên lộn xộn. Cha! Cha ngay cửu thiên hoàng thành đang ở đâu? Đi theo ta! Chu Ngạo Hoàng cơ hồ là gào thét lên, hắn phát động liệt diễm, lao thẳng đến phương hướng Cửu Thiên Hoàng Thành. Di tích Thiên Môn sụp đổ, mang ý nghĩa Thiên Trụ Sơn tại Thương Huyền đã bị hủy triệt để, con đường trên dưới đã bị cắt đứt. Đám người Đông Hoàng Càn kia từ đầu đến cuối không có đến Xích Thiên Hoàng Thành đưa tin, nơi này lại không có Cửu Thiên Thần Giáo chấn thủ, có thể là bọn hắn đã sớm đi xuống. Nhưng lão tổ Chu Nguyên Bá đâu? Hắn phụng mệnh tiến về Cửu Thiên Thần Giáo đàm phán, vì sao còn chưa có trở về? chẳng lẽ là bị hại sao? Xích thiên thần tôn gắt gao nắm chặt nắm đấm, thần uy kinh khủng đang bạo động. Gãy mất. Kết nối giữa thiên khải cùng thương huyền đã triệt để gãy mất. Bọn hắn bị vây ở thiên khải chiến trường. Nhưng, đây còn không phải là chuyện quan trọng nhất. Nếu như cửu thiên hoàng thành nơi đó thật sự không có ai, đông hoàng càn đã sớm đi xuống, vậy thì một khả năng khác đã liền xuất hiện. Nội ứng mà quang mang thần tôn hoài nghi, chẳng lẽ là cửu thiên, thần giáo, Xích thiên thần tôn thì thảo khẽ nói, thanh âm đều mang theo từng tia từng tia rung động. Cửu thiên thần giáo. Là cửu thiên thần giáo. Thật sự là cửu thiên thần giáo sao? Không thể nào. Làm sao cửu thiên thần giáo có thể hợp tác cùng Khương Nghị? Nhưng, nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, giống như đều nói được. Vì sao Khương Nghị có thể không kiêng nể gì cả? Vì sao Khương Nghị luôn có thể sớm biết kế hoạch của bọn hắn? Vì sao cửu thiên thần tôn liên hợp cường giả toàn thương huyền, đều không thể tìm thấy được xí thiên giới ở trong hư không. Những chuyện này chỉ có thần tộc không gian, đứng ở sau lưng Khương Nghị mới có thể giải thích được. Nói như thế, cửu thiên thần tôn, là còn sống hay đã chết? Xích thiên thần tôn gắt cao nhìn chằm chằm không gian bạo động, toàn thân nổi lên từng cơn ớn lạnh. Một loại hồi hộp chưa bao giờ có, kích thích thân thể giả nua của hắn đang nhẹ nhàng run run. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, chiến tranh ở phía dưới, khẳng định đã bạo phát. Trạng vạng tối vào ngày hôm trước, cũng chính là vào ngày 3, Đông Hoàng càn xuyên qua con đường không gian, dáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Lúc đó, ở gần Thiên Trụ Sơn, các cường giả Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện đều đã được tập kết toàn bộ. Tính cả chiến thú bảo vệ của Chu Thiên Thần Điện là Hoàng Kim Bỉ Mông, tổng cộng 2 thần tôn, 4 thánh hoàng, 9 thánh vương, 13 thánh linh, bán thánh cùng Niết Bàn Cửu Trọng Thiên đạt tới hơn 30 người. Đây là điều hạ phòng ngự ở Hoàng Thành Thiên Khải cùng tổ địa xuống đến cực hạn, có thể tới toàn bộ đều tới vì để tránh để cho xí thiên giới cảnh giác, bọn hắn đều dùng hết khả năng rời sang ngoài bộ phận lộ ra kia của xí thiên giới. Thời gian cách vây bắt còn lại 3 ngày, bọn hắn càng là cẩn thận. Thiên cực giới, thái cổ thần miếu, cửu lê ma tộc đều là đến thiên trụ sơn vào hôm nay. Thao thiết yêu tộc dự tính trong hai ngày liền có thể đến. Dựa theo yêu cầu bí mật của đế tộc, sau khi thái cổ thần miếu nhận được chỉ lệnh của trí tôn hoàng đạo, là phải tận lực chỉ hoãn mấy ngày, tốt nhất đuổi tới tại cùng ngày bộc phát chiến tranh như thế này thì có thể giảm bớt áp lực cho xí thiên giới, tạo cơ hội chạy trốn cho Khương Nghị, thuận tiện nhúng tay đại sự thương huyền sau này. Nhưng, bọn hán trung quy vẫn còn dân thương huyền, thực sự không chịu được loại chỉ lệnh này, cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, bọn hán chẳng những không có chỉ hoãn, còn lại đột nhiên tăng tốc sau mấy ngày, muốn tới thiên trụ sơn đúng lúc, còn phải phối hợp với trí tôn hoàng đạo, triệt để tiêu diệt xí thiên giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tâm tư. Chính là sau khi chiến tranh bộc phát, tận lực tránh cho chính diện liều mạng giao phong cùng đám dân sĩ thiên giới kia, chủ yếu giao chiến trường cho trí tôn hoàng đạo. Về phần chấn Nam yêu quốc, khổng tước Sơn và các hoàng tộc khác, chính là dựa theo thời gian ước định nhanh chóng tới gần thiên trụ Sơn, dự tính trong vòng 2 ngày đều sẽ đến nơi toàn bộ. Dưới cục diện khẩn trương lại vi diệu này, Đông Hoàng Càn đã giáng lâm đến thiên trụ Sơn. Mượn nhờ không gian đang bạo động xung quanh tế đàn làm hỗ trợ, che giấu đi khí tức cùng bóng dáng, vòng vào sâu trong hư không hỗn loạn, tiếp xúc với xí thiên giới xí thiên giới đã sớm đang đợi, sau khi phát giác được bọn hắn đang tiếp xúc thì lập tức mở ra, tiếp nhận đi đến. Thiên hậu, lại gặp mặt. Rốt cuộc đông hoàng càn cũng đã thấy được thiên hậu chuyển kiếp, trừ bộ dáng hơi có vẻ non nớt thanh tú ra, cơ hồ không có gì khác tiền thế cả. Tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian diễn luyện phối hợp cùng bọn người kiều vô hối, chuẩn bị khai chiến. Thiên hậu đợi được đông hoàng càn, cũng nhẹ nhàng thở ra, so với mong muốn còn trước thời hạn, vừa vặn có thể lấy ra một hai ngày quen thuộc cùng bọn người kiều vô hối không hy vọng xa vời có bao nhiêu ăn ý, ít nhất phải hiểu rõ một ít phương thức chiến đấu của nhau. Khương Nghị đâu? Cũng không nguyện ý tới đón đợi ta. Chúng ta đây là đến giúp Liều Mạng. Đông Hoàng Cản vẫn ngắm nhìn đám người liên tiếp bay tới xung quanh kia, đôi mày rậm hơi nhíu lại, hắn đã nhận ra khí tức Thánh Hoàng mới. Đó là lão tổ Hỗn Độn chiến tộc. Chí Tôn Hoàng đạo bồi dưỡng một Thánh Hoàng đều khó khăn trùng điệp, vậy mà hắn chỉ mới đến mấy năm ngắn ngủi đã đột phá, xem ra Xí Thiên giới thật sự rất thích hợp với Hỗn Độn chiến tộc đang đột phá cũng sẽ nhanh thôi thiên hậu trả lời đột phá không phải hắn đã là thánh vương rồi sao đông hoàng càn còn tưởng rằng mình nghe lầm sông đến thánh hoàng thánh hoàng nói đùa hắn vừa thánh vương một năm liền muốn sông đến thánh hoàng hắn ăn thiên đan rượu rực gì chờ một chút hắn sẽ không đi thu hồi lại cái đầu kia của hắn đây chứ chính là cái đầu kia bây giờ liền dùng không đợi thánh hoàng sao Bây giờ không cần, chờ không đến Thánh Hoàng. Cái kia. Vậy cũng đúng. Gò má trên khuôn mặt giả nua của Đông Hoàng Càn có chút run run. Tên kia muốn đến Thánh Hoàng rồi. Hắn dùng dòng dã 200 năm mới đăng lâm Thánh Hoàng. Khương Nghị đây mới mấy chục năm. Dù sao cũng là trùng tu, người ta kiếp trước là thần linh lên trời chứng đạo. Lan Độ ở phía sau nhắc nhở, cái này có cái gì tốt để ghen tị, hẳn là nên vui mừng mới phải. Nếu quả thật Khương Nghị có thể đi đến Thánh Hoàng, liền có thể kích phát ra uy lực thật sự của liệp thần thương hình thành phối hợp tuyệt diệu cùng thần tôn bọn hắn khương nghị tiến đến thánh hoàng tương đương với việc đã có được sức tự vệ không đến mức bị thần hoàng tùy tiện diệt sát xí thiên giới đâm cháy thiên trụ sơn có thể cắt đứt liên hệ nhưng vẫn có hai vị thần linh số lượng lớn thánh vương cùng thánh hoàng xí thiên giới có thể chống đỡ được sao vẻ mặt của đông hoàng hoa thanh trở nên nghiêm trọng trận đối kháng toàn diện này tới quá đột nhiên ai cũng không chuẩn bị tốt nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó gánh không được. Nếu như chỉ là một thần linh bạo kích, hẳn là có thể kiên trì một thời gian, nhưng lực phá hoại của Chu Thiên Thần Tôn là số một thương huyền, tốc độ của quang mang thần tôn càng là sánh vai cửu thiên thần tôn, bọn hắn liên hợp bạo kích, xí thiên giới căn bản không bỏ rơi được, cũng gánh không được. Chiến thuật của các ngươi là trước chiến lại lui. Sau khi Khương Nghị đột phá, liên hợp với cửu thiên thần tôn, nghênh chiến hai đại thần linh, không hy vọng xa vời sẽ giết ai, nhưng nhất định phải trọng thương bọn hắn chúng ta phối hợp cùng các ngươi chặn đánh cường giả hoàng tộc hoàng đạo tận lực săn giết một bộ phận đến lúc đó lại co về xí thiên giới chạy đến phía tây chỉ cần hỗn chiến lúc đầu có thể làm bọn hắn bị thương đủ nặng chúng ta có thể kiên trì đủ lâu tại sao muốn đi tây bộ nơi đó có cái gì thần thụ thế giới thượng cổ thần đình đó là thứ đồ chơi gì chờ một lúc lại giải thích ngươi mới từ thiên khải trở về có biết trí tôn hoàng đạo đã làm giao dịch gì cùng đế tộc không ta bắt thánh hoàng thứ hai của xích thiên thần triều, Chu Nguyên Bá. Hỏi qua chưa? Hỏi cũng như không hỏi. Loại giao dịch cực đoan này, hắn là thánh hoàng tuyệt đối không thể nào tiết lộ cùng chúng ta. Nếu như hắn biết mình thật sự là bị bắt, chuyện gì cũng đều làm được ra. Nếu như lại phát nổ, xí thiên giới liền phế đi. Ngươi vẫn là nói cho ta biết một chút, ngươi vừa nói cái gì? Thần thụ, nơi sâu nhất trong xí thiên giới. Liệt diễm mãnh liệt, táo bạo mà hừng hực, bao phủ dãy núi, đốt cháy cả đất trời xung quanh trọn vẹn 800 dặm đã triệt để biến thành hồ dung nham. Ánh sáng màu đỏ như máu chiếu rọi khắp nơi, vạn vẹo lên không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy được hư ảnh chu tước, dương cánh bay cao, quan sát dung nham, bể nghệ trước vạn linh. Mặc dù nó đang cúi đầu, nhưng lại tràn ngập uy thế khủng bố, giống như biển động vô hình, cuồn cuộn không dứt, đánh thẳng vào mấy ngàn dặm minh mông. Âm thanh tiếng gáy to khi thì phiêu miểu khi thì chân thực, càng mang theo túc sát vô tận, để tất cả linh cầm bên trong xí thiên giới đều hồi hộp. Kiều Vô Hối, Kiều Hinh, Khương Quỷ, Khương Qua, Khương Diễm, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, những phượng hoàng này, toàn bộ vườn quanh ở gần đó, chờ đợi Khương Nghị đột phá, cảm nhận được thần uy Chu Tước đang thức tỉnh. Mặc dù bị sát uy cuồn cuộn đập vào mặt, để bọn hắn nhận lấy áp bách cực kỳ đau đớn, từ linh hồn đến huyết mạch đều muốn thần phục, nhưng ai cũng không hề rời khỏi, cũng đều đang kích động, cũng đều đang mong đợi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có chân chính bước lên thánh hoàng cảnh, mới có thể xem như Chu Tước thật sự trở về, huống chi khương nghị đang dung hợp đầu lâu kiếp trước của hắn đầu của chu tước lại còn đánh mắt xuống từ trên đăng thiên kiều nếu như nói lúc ấy đã bắt đầu biến đổi đến đế cảnh như vậy trái tim và đầu lâu cùng các bộ vị quan trọng không thể nghi ngờ là bắt đầu trước nhất nói là đứng đầu bán đế cũng đều không quá đáng chút nào huống chi lại còn bị tu la mang đi phong ấn bảo hộ bây giờ mở ra vẫn y hệt như năm đó đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó khương nghị nói phải dùng đầu của chu tước trùng kích cảnh giới thần linh, bởi vì nó xác thực có phần uy lực này. Đáy hồ nham thạch cuồn cuộn, toàn thân khương nghị sôi trào tinh huyết, sinh cơ thịnh vượng bành trướng. Đầu lâu đang toàn diện dung hợp cùng thân thể mới, kích phát ra tiềm lực của xương cột sống, tư dưỡng huyết nhục hài cốt. Cái đầu lâu này xác thực đã được bảo tồn rất hoàn chỉnh, còn một mực dùng thần huyết tầm bổ. Bây giờ dung hợp đầu lâu, thần huyết nhập thể, khương nghị như là tìm về cảm giác kiếp trước. Nhiều loại ký ức kỹ càng, cũng giống như màn mưa xẹt qua ý thức, để hắn như là đang chân chính dung hợp cùng tiền thế. Càng quan trọng hơn là, sát chiêu phong tồn trong đầu ở kiếp trước những kia, cũng được rót toàn bộ vào ý thức khương nghị. Những sát chiêu này đều là trong mấy lần tử vong ở kiếp trước, được đại niết bản thuật lắng động xuống. Ví dụ như, luân hồi kiếm thuật. Ví dụ như, quang mang thần thuật. Thời điểm làm cho khương nghị phấn chấn nhất, bên trong cái đầu lâu này vậy mà lại còn lắng động bí thuật không thể tưởng tượng được, thiên kiếp. Kiếp trước hắn tại đăng thiên kiều dẫn thiên kiếp mà chết, nhưng thần hồn câu diện, không thể niết bàn theo lý nói không nên lắng động năng lượng thiên kiếp nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là vậy mà lại lưu lại vài tia áo nghĩa mặc dù không phải uy lực thiên kiếp thật sự nhưng đã có thể nhìn trộm sát uy vô thượng kia tất nhiên đây có thể sẽ vì tương lai hắn lên trời chứng đạo cung cấp tham khảo khương nghị không có lập tức nghiên cứu những bí thuật kia bởi vì thời gian cấp bách hắn chỉ muốn thăng hoa linh văn đột phá cảnh giới cũng may dung hợp đầu lâu rất thuận lợi thần huyết tẩm bổ thần cốt giao hòa hắn đã bắt đầu biến đổi. Đầu tiên là Thánh Hoàng Thiên Phẩm Linh Văn, giao hòa trong kiếp trước kiếp này, bước vào thần văn cao ngạo, sau đó liền thăng hoa toàn diện huyết nhụ, cơ thể, xông vào Thánh Hoàng Cảnh. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, lắng động bản thân mới. Đây là bộ bản thân thứ bảy mấu chốt nhất, càng là y và quan trọng để hắn có thể vượt qua trận tai kiếp khó khăn này. Sáng sơ ngày 4 tháng 9, Đông Hoàng Càn đến sau 11 tiếng, người của cửu thiên thần giáo đã giáng lâm xí thiên giới. Khi mà Đông Hoàng Toại đi qua báo cáo trước đó, Đại trưởng lão đã đuổi tới thần giáo sớm nửa ngày. Cửu Thiên Thần Tôn triệu tập tất cả cao tầng tập kết khẩn cấp, chính thức tuyên bố bí mật kết minh giữa bọn hắn cùng Xí Thiên Giới, sau đó đều thu các đệ tử cùng trưởng lão vào chiến thuyền không gian, ẩn vào hư không. Không võ nhất bàn, cảnh ngũ trọng thiên trở lên cùng các linh văn như ý và linh văn khác thì là nhất bàn, cảnh cửu trọng thiên trở lên, đi theo thần tôn dùng tốc độ nhanh nhất đến Xí Thiên Giới. Thần Tôn giáng lâm để bầu không khí bên trong Xí Thiên Giới thoáng phấn chấn nhất là đội hình hai vị không võ thánh hoàng, một vị không võ thánh vương, ba vị như ý thánh vương, cùng 13 vị thánh linh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực cùng nội tình của cửu thiên thần giáo. Mặc dù thần giáo không tiếp tục bồi dưỡng được thần hoàng, nhưng bằng năng lực đặc biệt của võ giả không gian tùy tiện xuyên thấu hư không, bọn hắn vẫn sưu tập đủ nhiều tài nguyên tại các nơi trên thế giới, cùng chiến trường thiên khải, cho nên tại vấn đề bán thánh, thánh linh và thánh vương, thực lực không kém gì những trí tôn hoàng đạo truyền thừa vài vạn năm như đại quang mang thần điện kia. Sau khi thần tôn cùng thiên hậu an bài xuống, hai bên đã tìm kiếm đối tượng phối hợp của riêng phần mình, làm sâu sắc nhận biết, diễn luyện hiệp đồng tác chiến. Dạng sáng ngày mùng 5 tháng 9, Khương Nghị hóa thân thành chu tước, tụ tập liệt diễm đất trời, lấy tư thái thánh hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu hỏa chiếu dọi khắp nơi, phần diệt thiên địa, sát uy tràn ngập đất trời như muốn tràn ngập cả vạn dặm xí thiên, thần nhãn trở lại đầu, tái hiện thần uy chân chính, cường quang bắn tung tóe ở bên trong, có hình ảnh đất trời bị hủy diệt, có hình ảnh chư thần gào thét tuyệt vọng, như là ở cảnh tượng kiếp trước thấy vĩnh viễn ở lại trong cặp mắt kia, mang cho tất cả mọi người áp bách khó mà chống cự được. Kiểu vô hối quỷ lại, mặc dù khoảng cách từ Thánh Hoàng đến Thần Linh vẫn còn có khoảng cách xa xôi, nhưng ở trong lòng bọn họ, Khương Nghị bây giờ đã là tồn tại gần với Thần Linh. Chúc mừng, ngươi có thể đi đến Thánh Hoàng, ta đi cũng an tâm. Cửu Thiên Thần Tôn cũng không nghĩ tới bọn người đại quang mang thần điện có thể đột nhiên bày ra ra một trận vây bắt như thế này đây không phải chiến trường hắn mong muốn, cũng không phải thời gian mà hắn chờ đợi, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không quan trọng thời gian và địa điểm, Khương Nghị có thể đột phá tại thời khắc mấu chốt, chí ít có hắn cũng thể buông xuống một nửa âu lo trong lòng. Ta phục sinh đan hoàng, là hy vọng ngài có thể lại sống thêm mấy năm, có thể nhìn ta trùng kiến vạn thế, đăng lâm thiên khải. Điều mà Khương Nghị không muốn nhìn thấy nhất chính là, cửu thiên thần tôn chịu chết trong chiến tranh, mà là sau khi nhìn thấy hắn thật sự cường đại, yên tâm bình yên ngủ say. Chỉ cần ngươi có thể còn sống vượt qua trận chiến này, ta chết cũng không tiếc." Cửu Thiên Thần Tôn đưa cho Khương Nghị một viên đan dược. "Đây là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, ta vô dụng, cũng không cần. Ngươi dùng đi, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tại chiến trường. Ngài giữ đi, phối hợp với Thuần Dương Thiên Nguyên Đan, hẳn là càng có hiệu quả. Nhận lấy, nó càng thích hợp ngươi. Sau khi ra ra ngoài, liền không về được nữa, Cửu Thiên Thần Giáo giao cho ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài." cũng sẽ không phụ lòng cửu thiên thần giáo. Ta tin tưởng ngươi, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn ngươi. Cửu thiên thần tôn nhìn Khương Nghị, gương mặt già nuông nghiêm túc lộ ra nụ cười thản nhiên khó có được, kiếp trước không có cùng ngươi kề vai chiến đấu, kiếp này ngươi đưa ta đoạn đường cuối cùng này. Ta vô cùng vinh hạnh. Khương Nghị đưa ý thức giao hòa cùng liệp thần thương, sát ý bạo động, khuấy động toàn thân. Cửu thiên thần tôn ngưng âm thành tuyến, nói riêng một câu, điều sau cùng mà ta muốn nhìn thấy, chính là ngươi và như ảnh có thể có hài tử không phải ta đang nói đùa cùng với ngươi, bởi vì ta biết bí mật của lục táng và lục đạo. Nói xong, không đợi Khương Nghị phản ứng, thanh âm uy nghiêm của cửu thiên thần tôn nương theo uy lực không gian, truyền khắp toàn trường, ta phối hợp cùng Khương Nghị, nghênh chiến hai đại thần tôn. Đông Hoàng Càn liên thủ kiều vô hối, Đông Hoàng Toại liên thủ Khương Quỳ, săn giết toàn trường, ứng biến chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những người còn lại, dựa theo kế hoạch đã định, nghênh chiến thương huyền. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập, cục diện thương huyền sẽ chính thức được chỉnh sửa. Vinh quang tổ địa chúng sinh, lại lần nữa huy hoàng khắp thiên hạ. Ta không nhìn thấy ngày đó, nhưng hy vọng các ngươi đều có thể nhìn thấy. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập. Tương lai thương huyền thịnh thế, ổn thỏa như ngày mong muốn. Chúng ta, cung tiễn thần tôn. Bọn người kiều vô hối, khương quỷ xoay người hành lễ với thần tôn, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều kính sợ. Đông hoàng càn và đám người của thần giáo nhao nhao quỷ xuống, trong mắt chứa lệ, bi thống không nỡ rời. Bọn họ cũng đều biết, cửu thiên thần tôn là thật sự chịu chết chiến một trận, đến lúc đó chiến trường hỗn loạn, chỉ sợ bọn hắn không có thời gian cáo biệt, liền ngay bây giờ. Đại lễ cung tiễn, sáng sớm, ánh sáng chiếu phá màn đêm, dọi khắp mọi nơi, bầu không khí bên ngoài thiên trụ sơn trở nên náo nhiệt. Bởi vì một chi đội ngũ cuối cùng của Thanh Bình Hoàng Triều đã chạy tới. Đến tận đây, ngoại trừ đội ngũ xích thiên thần Triều đang tập kết tại thiên khải chiến trường, cùng cửu thiên thần giáo sắp đến ra, thì các hoàng tộc hoàng đạo khác toàn bộ đều đã đến dựa theo thời gian dự định. Số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này đạt đến trình độ khủng bố. 8 vị thánh hoàng, hơn 20 thánh vương, hơn 60 vị thánh linh, để ngay cả những thánh vương kia đều cực kỳ hiếm thấy các cường giả hoàng tộc thấp thỏm lo âu, nhưng tương tự kích tình đều bành trướng. Đội hình như vậy hẳn là gấp 3 4 lần xí thiên giới, chờ xích thiên thần triều, cửu thiên thần giáo lại tới, số lượng càng là khủng bố đừng nói là vây bắt xí thiên giới, đều có thể tùy tiện giày xéo. Có thể tự mình tham dự vào trong cuộc chiến tranh như thế này, cũng coi là đáng để dư vị cả đời. Chỉ là tâm tình khổng tước yêu tộc rất phức tạp, có một lần bọn hắn cơ hồ là thấy được hình ảnh Khương Nghị cùng đám Phượng Hoàng, bị tàn sát thảm liệt, chuyện này khiến bọn chúng kháng cự càng mâu thuẫn, dù sao đó cũng là tổ mạch. Hai là cửu thiên thần giáo lại nhắc nhở bọn hắn phải tùy cơ ứng biến, chẳng lẽ trong này còn có thể có thay đổi gì sao? Chu thiên thần tôn, cùng quang mang thần tôn một bên thét lên ra lệnh bọn hắn khống chế khí tức một bên tự mình an bài chiến thuật bởi vì phạm vi của xí thiên giới cực kỳ khổng lồ sau khi tam đại thần tôn bổ ra xí thiên giới năng lượng sẽ dẫn bạo xí thiên giới hủy diệt thiên trụ tế đàn cho nên phạm vi bị tác động sẽ có đến mấy vạn dặm truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vì để tránh cho bên trong xí thiên giới có người thừa cơ thoát khỏi thao thiết yêu tộc thái cổ thần miếu cửu lê ma tộc, thiên cực giới, còn có cửu thiên thần giáo sắp đến, đều cần phân tán đến các vị trí khác nhau. Tám đại hoàng đạo, tám vị trí. Đương nhiên trọng điểm là các mục tiêu chủ yếu như khương nghị cùng thiên hậu. Mặc kệ trong lúc hỗn loạn ai gặp phải bọn hắn, nhất định phải không tiếc cái giá nào mà cuốn lấy, liên hệ không võ lân cận, đi thông báo thần tôn, tầm quan trọng của hành động lần này không cần ta lại lắm lời. Ba thần tôn chúng ta liên thủ, bổ ra xí thiên giới dễ như trở bàn tay, trọng điểm là năng lượng mà bạo tạc đưa tới nhất định có thể xé rách không gian hoác loạn càn khôn cho nên khó khăn là ở chỗ phải làm như thế nào để khóa chặt mục tiêu trong hỗn loạn thực lực của khương nghị tăng cường rất nhanh nửa năm này hẳn là có thể đến đỉnh thánh vương trong tay lại có liệp thần thương nhất định sẽ uy hiếp thánh hoàng cho nên nếu như gặp phải khương nghị tuyệt đối không được ham chiến dây dưa làm chủ còn lại là do thiên cực giới phụ trách thông báo chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng nhất định có thể một mẻ hốt gọn bọn người Khương Nghị. Nhưng, ta cảnh cáo trước, nếu như sau khi có người nào đó cản trở được Khương Nghị, không thể kịp thời thông báo, để Khương Nghị thoát thân, sau đó trí tôn hoàng đạo chúng ta, sẽ liên thủ diệt tộc các ngươi. Nhưng, lúc quang mang thần tôn, cùng Chu Thiên thần tôn đang hung tợn cảnh cáo tất cả các chủ nhân hoàng đạo, xí thiên giới lộ ra hư không hơn nghìn dặm phạm vi, trong lúc bất chợt lại lay động mãnh liệt. Không gian xung quanh thiên trụ, sơn đã hỗn loạn đến vạn vẹo lập tức vang lên tiếng oanh minh dày đặc trầm mặc hàng tỷ vết nứt như cuồng lôi dã man xé nát đất trời, xuyên suốt hư không. quá đột nhiên, các cường giả phân tán ở bên cạnh quang mang thần tôn bỗng nhiên biến sắc, lập tức nhìn về phương hướng tế đàn không gian, xí thiên giới lắc lư, giống như mặt trời sáng chói, hoành hành trong hư không, nghiền ép thế giới thật, đụng tới con đường không gian đại yếu ớt không chịu nổi. đây là toàn lực bạo kích, đây cũng là sôi trào lên hỗn độn vô tận sông đến, không chút huyền niệm, tế đàn không gian theo đó mà sụp đổ, đá vụn bắn tung trời tinh thạch đều gào thét. Con đường không gian như một cơn lốc lập tức mất khống chế, hóa thành chiều cường không gian, cuồng dã quét ngang đất trời hỗn loạn, đánh thẳng vào hắc ám hư không, càng là bạo kích lấy phế tích sông núi. Đây là di tích thiên trụ sau cùng của Thương Huyền Đại Lục, chấn áp địa tầng, dơ cao tới thương thiên. Đột nhiên sụp đổ đã chấn động đến cửu thiên, đã kinh động đến thập địa. Phạm vi 10 vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm tại thời khắc này đều xuất hiện dung chuyển kịch liệt, như là địa chấn tuyệt thế, để phòng ốc lay động, để kiến trúc sụp đổ, để núi cao vỡ ra, để bụi mù bay lên không trong thời gian rất ngắn, bao phủ trung vực mênh mông, bầu trời tức an tĩnh thì biến thành đại mạc, nhắc lên gợn sóng, quanh quẩn tiếng oanh minh trầm muộn. Thiên trụ sơn đã bị phá hủy triệt để, tế đàn không gian đã chính thức bị cắt đứt. Đây là con đường mà Thương Huyền đau khổ duy trì hơn 3 vạn năm, cũng là tôn nghiêm sau cùng của Thương Huyền tổ địa. Nhưng vào hôm nay, đã tan thành mây khói. Quang mang thần tôn cùng Chu Thiên thần tôn, chống cự lại không gian bạo động giống như biển động cuồn cuộn kéo đến, kinh ngạc nhìn con đường sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Xí thiên giới đột nhiên ra tay. Lại còn là trước khi bọn hắn sắp hành động. Chẳng lẽ, kế hoạch của bọn hắn đã bị khám phá? Hay là lại có người mật báo rồi? Bọn hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Vì sao ra lại xảy ngoài ý muốn? Chẳng lẽ nội ứng không phải phù tang thần cung? Con đường sụp đổ, xích thiên thần tôn còn không có xuống tới, hủy đi thiên trụ sơn, chính là hủy đi con đường sống của các ngươi, để ta xem các ngươi rời khỏi như thế nào. Quang mang thần tôn nhanh chóng hoàn hồn, uy nghiêm hô to, âm thanh chấn động đất trời, run rẩy hư không, giờ khắc này hắn bá khí vô song, không còn là phiêu giật nho nhã. Hắn đưa tay tế lên một thanh thần kiếm, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu phá sơn hà, chiếu thấu thiên địa, thậm chí muốn chiếu thấu cả trăm vạn năm cổ kim, mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma đây là quang mang thần kiếm thần kiếm chấn điện của quang mang thần điện làm bạn với quang mang thần điện trải qua vô số thời gian từng rung động qua lịch sử chém giết qua vô số yêu ma càng từng rơi xuống u minh chiếu pha trăm vạn quỷ vực còn từng lưu vong vũ trụ tan biến thời gian vô tận nó sinh ra từ hoang cổ vài lần chìm nổi vài lần biến mất nhưng chưa bao giờ thật sự vẫn diện cũng chưa từng mở đi ánh sáng quang mang thần tôn cầm quang mang thần kiếm trong tay cường quang vô tận thiên trụ sơn đang hỗn loạn hư không đang bạo động, đều chiếu như là trở nên trong suốt, giờ khác này hắn và thần kiếm như trở thành duy nhất trên thế gian này. Không cần loạn, không có xích thiên thần chiều, chúng ta vẫn có thể vây bắt xí thiên giới. Đợi chúng ta bổ xí thiên giới ra, các ngươi dựa theo kế hoạch đã định lùng bắt khương nghị cùng thiên hậu. Chu thiên thần tôn vạn vẹo xương cốt toàn thân, giống như vỏ kiếm đang nứt ra, thần huyết bay lả tả, thần uy như thủy triều, một thanh thần kiếm màu máu phóng lên tận trời. Huyết quang yêu dị nhuộm dần núi sông, bao phủ hư không để đất trời hỗn loạn vừa mới bị quang mang thần kiếm chiếu giống như ban ngày bây giờ lại biến thành giống như hoàng hôn che trời đây là chu thiên thần kiếm quấy lên huyết quang bành trướng hồi hộp lấy vạn đạo pháp tắc chỉ là phần nhuệ khí cùng bá đạo kia đã có thể để chư thiên thần ma sợ hãi càng có thể làm cho thương thiên thất sắc mặc dù không sinh ra từ hoang cổ giống như quang mang thần kiếm cũng không có danh uy trí cao lưu lại ở lịch sử quá khứ nhưng chu thiên thần kiếm là từ vô tận thâm không phiêu lưu đến 28.000 năm trước mở ra thâm không, bổ về phía thiên khải chiến trường, dẫn phát thần ma thiên khải hỗn chiến, cuối cùng thất lạc nơi biển cả, là do một lão giả đoạt được, cất giấu nơi vực sâu khổ tu 500 năm, lấy cảnh giới thánh hoàng bước vào thương huyền, mở ra chu thiên thần điện. Hiện nay, chu thiên thần kiếm và quang mang thần kiếm, không thể nghi ngờ là tuyệt thế thần kiếm, của thương huyền có thể chấn nhiếp bách tộc thiên khải, có thể chu thiên đạo, có thể đốt đêm tối, có thể chém giết yêu ma. Lực phá hoại là bá tuyệt đương thời, hai vị thần tôn hai thanh thần kiếm để nhật nguyệt tinh thần trong thâm không vô tận đều ảm đạm hẳn đi để trí bảo trấn tộc cửu lê ma đồ của hoàng đạo ngoại vực kém đi mấy lần các cường giả của chu thiên thần điện cùng quang mang thần điện phấn chấn hô to thái cổ thần miếu và các cường giả hoàng đạo thì sợ hãi kiêng kỵ tản ra vây quanh xí thiên giới chuẩn bị lùng bắt quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn tế lên thần kiếm nở rộ thần uy bọn hắn sôi trào thần huyết chiến y vô biên đôi mắt đều bắn ra thần quang như thiểm điện rút lui rút lui rút lui. Lão tổ cửu lê và các cường giả nhanh chóng người lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, hình thành vòng vây. Mặc dù biến cố đột phát để bọn hắn bối rối, nhưng mũi tên đã ở dây, không phát không được, huống chi bọn hắn vẫn còn bí mật mưu đồ như cũ, chiếm cứ uy thế như cũ. Chém. Giờ khắc này, ta chờ quá lâu. Quang mang thần điện ở chỗ này đau khổ trông chờ 10 tháng, mỗi ngày đều hận không thể bổ xí thiên giới ra, rốt cuộc bây giờ cũng đã đợi được cơ hội. Mặc dù không chủ động như hắn mong muốn, nhưng cũng không quan trọng. Quang mang thần kiếm bạo động ánh sáng, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chút xuống tia sáng, lại như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ mịt mờ, chiếu thấu vạn cổ, ánh sáng mãnh liệt, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn đảo loạn đất trời đang bạo loạn. Chu Thiên thần tôn tế lên Chu Thiên thần kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết quỹ tích của bầu trời, như là xuyên qua cổ kim cùng với tiếng vang chấn thiên động địa muốn chém đến xí thiên giới ầm ầm sau khi xí thiên giới va sụp con đường không gian thì đều nhanh chóng rút lui cự vật to lớn với đường kính vạn dặm dùng tốc độ cao nhất di chuyển trụ trời sụp đổ đưa tới hư không nổi sóng chiều trầm trọng hơn mê mụ hỗn độn kịch liệt như biển gầm giống như biển mây cuồn cuộn bên trong như là xuất hiện hình ảnh tuyệt thế khai thiên tích địa có hàng trăm ngàn vạn giang sơn đứng vững có rừng rậm mênh mông chập trùng càng có hoa thơm cỏ lạ chim bay thú chạy chư thiên tinh thần Cổ lão mà đại khí, thần bí mà minh mông, diễn biến bí mật của đất trời lúc bắt đầu được hình thành. Nhưng ngay lúc Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn kích phát thần uy đến cực hạn, muốn phát ra một kích kinh khủng tuyệt thế, bổ xí thiên giới ra, xí thiên giới đang rút lui, đột nhiên mặt ngoài hiện lên vòng xoáy, liệt diễm xích hồng cuồng bạo lại không mất đi vẻ lộng lẫy, như là hàng vạn ngọn núi lửa tề phát, thao thao bất tuyệt phun ra liệt diễm. Cường quang bành trướng, liệt diễm xen lẫn, hóa thành chu tức dương cánh, từng tiếng gáy to bạo loạn thâm không dưới thần quang của Chu Thiên Thần Kiếm cùng quang mang thần kiếm, cưỡng ép chống lên ánh sáng thuộc về mình. Khương Nghị, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chu Thiên Thần Tôn cùng quang mang thần tôn hơi phấn chấn tinh thần. Trước đó mặc dù chỉ khẳng định ngoài miệng, nhưng trong lòng xác thực không có lực lượng, không nghĩ tới Khương Nghị lại đang ở đây thật. Các ngươi tìm ta. Khương Nghị dương hai cánh, đó là phần thiên luyện vực biến thành, liệt diễm cuồn cuộn, như sóng lớn oanh minh. Cánh trái là hỗn độn nguyên hỏa, cánh phải là bát hoang tuyệt diễm, đều thể hiện ra uy lực tuyệt thế, trong tay hắn đang nắm lấy liệp thần thương, khí tức sát phạt mênh mông như là đại biểu ý chí đất trời, vạn vẹo hư không. Mặc dù chỉ là tân tấn thánh hoàng, nhưng sau khi dùng hợp đầu lâu kiếp trước, đã có thể hơi tản ra thần uy. Nhất là thần văn bắn ra từ trên trán, đơn giản đã thần tính. Người rất rõ ràng tình thế, hôm nay chúng ta không đàm phán với ngươi, chỉ cho hai người lựa chọn. Đầu tiên, chúng ta vây bắt xí thiên giới, đổ sát tất cả mọi người ở bên trong, thứ hai người dân liệp thần thương lên dỡ phần thiên luyện vực xuống mang tất cả người sống bên trong xí thiên giới đi ra tiếp nhận đầu hàng chúng ta có thể khi quang mang thần tôn đang nói chuyện ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích nhìn chăm chăm khí thức khương nghị thánh hoàng khí thức này rõ ràng là thánh hoàng không phải đan dược cưỡng ép thúc dục, bởi vì khí thức rất ổn định khương nghị thánh hoàng rồi hắn mới bước lên thánh vương bao lâu từ khi nào đột phá thánh hoàng lại đơn giản như vậy rồi Chu Thiên Thần Tôn cũng phát giác được khí tức của Khương Nghị có sự khác thường. Thánh Hoàng, trách không được Khương Nghị ở lại xí thiên giới thật, thì ra là đang cưỡng ép đột phá cảnh giới. Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu như bọn hắn không thỏa hiệp cùng đế tộc, không có khởi sướng vây bắt, mà thật chờ đợi cái được gọi là ước hẹn một năm, khẳng định Khương Nghị sẽ sớm xuất kích, lấy Thánh Hoàng cảnh thôi động liệp thần thương, uy hiếp tất cả hoàng đạo. Đến lúc đó, bọn hắn lại lâm vào bị động kéo dài. Nghĩ tới đây, ước định giữa bọn hắn cùng đế tộc cũng không có khó tiếp nhận như vậy lấy đừng hòng đi muốn khai chiến xí thiên giới chúng ta phụng bồi tới cùng đến đây khương nghị cầm liệp thần thương trong tay chỉ đến bọn người lão tổ cửu lê đang lui lại ở phía xa khai chiến ở ngay chỗ này các ngươi có đảm lượng rời khỏi cái mai rùa xí thiên giới kia ngươi không phải là ngươi kiếp trước ngươi cuồng cái gì như thế này càng tốt hơn bớt đi phiền phức toàn thể tập kết chuẩn bị đồ sát cửu lê ma tộc Thao thiết, thiên cực giới, thái cổ thần miếu, toàn bộ vung tay hô to. Các cường giả Chu Thiên Thần Điện, quang mang thần điện liên tiếp triệu ra vũ khí, chiến ý như thủy triều, oanh động đến hư không đại địa đang bạo loạn. Trước đó, bọn hắn lo lắng nhất chính là Xí Thiên Giới có thể chống đỡ hai người Chu Thiên Thần tôn, tấn công hay không. Bọn hắn lo lắng nhất chính là sau khi bổ Xí Thiên Giới ra, gây nên bạo tạc thảm liệt, sẽ hình thành hư không loạn lưu càng sâu. Nếu Khương Nghị muốn công khai quyết chiến, vậy thì quá tốt rồi đều đã đi ra. Tất nhiên là ta đã chuẩn bị nghênh chiến. Khương Nghị cao giọng thét lớn, âm thanh mãnh liệt như sấm, rung động đất trời hỗn loạn. Giống, hống hống hống, vòng xoáy hỗn độn lắc lư kịch liệt, cường quang vạn vẹo, quang ảnh trùng điệp, địa ma thụ giống như là ác thú hoang cổ, vung vẩy 800 sợi dây leo trắng kiện, từ bên trong vòng xoáy hỗn độn dãy rụa đi ra. Theo cảnh giới được thăng hoa toàn diện, dây leo so với trước đó càng dài, càng tráng kiện hơn, từ vạn mét đến ba vạn mét không giống nhau mỗi sợi dây leo đều có thể so với cự long, mặt ngoài giống như được bao trùm lân giáp ác long, phía trước chính là những cái miệng cực lớn mà tinh hồng, trong mồm tất cả đều là từng tầng từng tầng răng nanh xoáy sâu vào trong. Địa ma thụ cuồng kích dây leo, ma khí như biển, quy mô đã tăng vọt đến năm 300 dặm, giống như là phiến rừng rậm di động. Khí tức kinh khủng, quy mô khủng bố, tiếng gào thét kinh khủng, mang cho toàn trường áp bách đến tuyệt vọng. Ngay cả Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn đều nhíu mày, không thể không rung động lần nữa, Khương Nghị có thể bồi dưỡng loại quái vật địa ma thụ này đến trình độ như vậy, thật sự là kỳ tích. Chỉ sợ từ hoang cổ đến nay, chỉ sợ tứ đại tộc nhân yêu ma linh sẽ không biết, địa ma thụ còn có thể trưởng thành đến quy mô như vậy, còn có được tiềm lực như thế. Nhưng, quy mô có lớn hơn, có cuồng bạo dã man hơn thì cũng không bù được số lượng lớn thánh hoàng của bọn hắn vây bắt. Nhất là thao thiết thánh hoàng, hẳn là rất nguyện ý cùng gia hỏa cuồng bạo này giải quyết ân oán cá nhân. Không đúng các ngươi nhìn cường giả ở phía trên địa ma thụ lưu ý khí tức của bọn hắn gương mặt lão tổ cửu lê có phản ứng quả quyết tế lên cửu lê ma đồ sẵn sàng trận địa đón quân địch cửu lê ma đồ trải rộng ra như vạn dặm sông núi lấp lóe hào quang cực kỳ kinh người như tuyệt thế luyện lô có thể dung luyện trời đất như đại lục chân thực có thể để dầm dĩ thần binh thiên hạ bên trong chứa đựng ma thần thức tỉnh khống chế cửu lê ma đồ phát ra tiếng ma hống hùng vĩ Hạo Ngọc Thành của Thái Cổ Thần Miếu, Kim Giáp Hư Thiên Trùng của Thiên Cực Giới, các Thánh Hoàng của Thao Thiết Thánh Hoàng, toàn bộ đều tế lên vũ khí, sẵn sàng trận chiến đấu. Mình mông cường quang, uy lực Thánh Hoàng vô tận, giống như vòng xoáy thâm không, liên tiếp thành hình ở bên ngoài mấy trăm dặm. Địa ma thụ vung vẩy tất cả dây leo, hoàn toàn gạt ra vòng xoáy hỗn độn của xí thiên giới, hình thể kinh khủng tản ra mau y tuyệt vọng. Ma hoa to lớn nở rộ, huyết quang chiếu dọi bầu trời, yêu dị mà khủng bố, hắc ám như một con mãnh hổ đong đưa chín con ác thú cự long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ dáng thực sự của nó, đơn giản là đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả thao thiết thánh hoàng trước đó đều kích động muốn khiêu chiến, thì ngay lúc này nó đã cảm nhận được kiêng kỵ mà trước nay chưa từng có. Nhưng, thứ thật sự kích thích đến toàn trường chính là những sợi dây leo đang dơ lên cao kia. Dây leo trắng kiện quay quanh chỉ lên trời, kéo lên từng con mãnh thú, từng bộ chiến khu. Phượng Hoàng kim hống địa long thiên hồ kim kiêu v v yêu thú gào thét thú văn hóa hình càng có hỗn độn chiến tộc kích phát huyết mạch hóa thân thành chiến khu trăm mét diễn biến hai đầu bốn tay bọn hắn thể hiện ra toàn bộ tư thái cùng khí thế mạnh nhất phóng thích ra uy lực cảnh giới mà không hề giữ lại chút nào ở bên trong dây leo hỗn loạn mà cuồng bạo của địa ma thụ ở bên trong hư không đang dung chuyển dưới bối cảnh những vết nứt như sấm chiều đang rít gào thời khắc này những hình ảnh cùng khí thức tràn ngập kia đều khủng bố đến cực hạn thánh hoàng. Bọn hắn thấy được ngoài địa ma thụ ra còn có ba thánh hoàng khác. Bất diệt thiên hoàng, đọa lạc minh hoàng, hỗn độn chiến khu. Thánh vương. Bọn hắn thấy được hơn 10 vị thánh vương ngoài ý liệu. Chỉ mới không đến một năm mà thôi, xí thiên giới đây đều là thế nào? Bọn hắn dự đoán được sẽ xí thiên giới mạnh lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Nhất là số lượng thánh hoàng, vậy mà đạt đến 5 vị, nghe mà rợn cả người. Phải biết bát bộ hoàng đạo, hao hết tài nguyên ngàn năm mới có thể bồi dưỡng được một vị, trí tôn hoàng đạo thì miễn cưỡng có thể bảo chứng được hai vị. Quang mang thần tôn cùng Chu Thiên thần tôn đều không thể chấp nhận được sự thật này, rốt cuộc trong khoảng thời gian này xí thiên giới đã trải qua cái gì? Không chỉ có khương nghị biến đổi đến thánh hoàng, hắn lại còn cưỡng bức tạo ba vị thánh hoàng mới. Dựa theo mong muốn của bọn hắn, hẳn là bảo đảm ngoài địa ma thụ ra, thì chỉ có thể tạo nên một người, mà nhiều nhất là hai người. Chu Thiên thần tôn, Quang mang thần tôn, trước khi khai chiến, có thể giải đáp một nghi vấn của ta hay không? Ai cho các ngươi lực lượng, có thể không nhìn trụ trời sụp đổ? Các ngươi đã làm giao dịch gì cùng với đế tộc rồi? Khương Nghị nắm chặt liệp thần thương, chỉ đến hai vị thần tôn ở phía xa, liệp thần thương run rẩy dữ dội, khuấy động sát uy kinh thế, giống như là thần ma hoang cổ đang dãy ruộng, đang gầm hét giận dữ, đang điên cuồng nóng nảy, nó là đã nhận ra khí tức thần linh, như sói đói gặp được thịt tươi, muốn chủ động bạo kích. Liệp thần thương oanh minh cũng kích phát thần uy của quang mang thần kiếm và chu thiên thần kiếm ánh sáng như mặt trời nở rộ dọi khắp đất trời hỗn loạn kiếm khí như thủy triều vạn vẹo thiên địa pháp tắc đều nghe cho kỹ đây chúng ta có thần xí thiên mạnh nhất là khương nghị chúng ta có thánh hoàng thánh vương thánh linh toàn diện đều mạnh hơn xí thiên giới không sợ giết cho ta chu thiên thần tôn không có trả lời sự chất vấn của khương nghị mà là gào thét với hư không bỏ đi sự lo lắng của các phương chủ động xuất kích đuổi giết khương nghị Chu Thiên Thần Kiếm âm vang tranh minh, sát uy tuyệt luân, uy lực chảm thiên diệt địa được kích phát toàn diện, huyết khí mênh mông, giữa đất trời, trong hư không, tất cả đều là màu máu tinh hồng. Bất luận là cường giả vờn quanh địa ma thụ, hay là các cường giả Chu Thiên Thần Điện ở phía sau, đều run rẩy toàn thân, giống như không tự chủ muốn uốn lượn bái phục. Khương Nghị, chịu chết đi. Tranh lệch giữa Thánh Hoàng cùng Thần Linh, kiếp trước ngươi rõ ràng, kiếp này càng hẳn là đã hiểu. Chu Thiên Thần Kiếm bạo động thần uy, Chu Thiên Thần Kiếm rạch ra trời đất, chặt đứt đại đạo, bên trong vết nứt hư không như là có khí tức hỗn độn, tiêu tán đi ra cái thế giới thật này, khủng bố, tuyệt luân. Khương Nghị ngẩng đầu lên trời hét lớn, tóc dài bay loạn, hai con người kiếp trước cộng minh cùng đầu lâu tiền thế, bộc phát ra thần uy, bảy bản thân yên lặng trong huyết hải của hắn như là bảy tôn chu tước, toàn diện thức tỉnh, như là bảy vị thánh hoàng giao hòa với nhau, giờ khắc này, khí thế tuôn ra được tăng vọt hài cốt đôm đốp giòn vang, huyết dịch sôi trào bạo động, cảnh giới lại lần nữa từ tân tấn thánh hoàng ngang nhiên bước đến đỉnh phong, cơ hồ muốn chạm đến thần uy. Oanh! Liệp thần thương cảm nhận được chiến ý vô tận trong khương nghị, cảm nhận được thần uy chu tước quen thuộc, tại thời khắc này, nó đã thức tỉnh toàn diện, như là một côn ác thú đang quay cuồng, như thần ma hét lớn đầy giận dữ, khí thức sắt lục kinh khủng như biển gầm ngàn tỷ lớp, trùng kích mênh mông hư không, bao phủ vạn dặm núi sông như là trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều bị kéo vào u minh địa ngục thậm chí tạo thành huyễn cảnh bị vô tình săn giết thần hồn câu diệt khủng bố ở trong ý thức của tất cả mọi người liệp thần thương bộc phát trong chốc lát toàn trường bất luận là thánh linh thánh vương hay là thánh hoàng thậm chí là chu thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn đều giống như thấy được hình ảnh cái chết của mình trận chiến đầu tiên của liệp thần chu thiên thần tôn xin ngươi chịu chết khương nghị hét lớn như sấm run rẩy cửu thiên rung động thập địa hắn mãnh liệt xoay chuyển chiến khu chu tước, đánh ra liệp thần thương, giết tới chu thiên thần tôn. Răng rắc, hư không đang vặn vẹo, rách dưới đã sụp đổ ngay tại chỗ, một con đường hai ba trăm dặm được thành hình trong nháy mắt, trực tiếp kéo dài đến mi tâm chu thiên thần tôn ở xa xa, liệp thần thương không nhìn không gian giam cầm, thời gian hạn chế tổn hại, cơ hồ trong chớp mắt đã liền muốn đến. Giết, chu thiên thần tôn không sợ hãi, thần uy cuồn cuộn. Hoác loạn thâm không, thần huyết phun trào, gắt gao nắm chặt Chu Thiên thần kiếm, ngang nhiên nghênh kích với liệp thần thương. Hắn ngược lại muốn xem xem, liệp thần thương có thể chống lại chu thiên thần kiếm của hắn hay không. Cùng lúc đó, quang mang thần tôn cũng hành động, toàn thân như đang hóa thành hàng tỷ trùm sáng, dùng tốc độ mạnh hơn cực hạn lao thẳng đến Khương Nghị. Hai đại thần linh, săn giết Khương Nghị. Kinh ảnh kinh khủng, uy thế kinh khủng, để toàn trường hồi hộp, để tất cả cường giả đều nín thở định thần. Chịu đựng năng lượng bạo động tuyệt vọng đến hít thở không thông, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Khương Nghị, ngươi là của ta. Quang mang thần tôn giống như trùm sáng tuyên cổ vượt qua hoang cổ mà đến, lấy uy lực tuyệt thế tới gần Khương Nghị. Tốc độ nhanh chóng, sánh vai cùng không gian đại đạo, hắn nắm chặt quang mang thần kiếm, muốn tách rời Khương Nghị trong nháy mắt, cắt đi cơ hội nhất bàn của hắn, triệt để kinh hãi địa ma thụ và đám dân liều mạng kia. Nhưng, vào thời khắc này, đột nhiên lại xảy ra dị biến. ầm um, ầm, um. một cánh cửa hư vô ẩm vang rộng mở, cao tới vạn trượng, đen như mực đứng vững giữa thâm không vô tận giống như hồng hoang thiên môn rơi xuống mãnh liệt chặn đường tại trước mặt quang mang thần tôn xác thực mà nói nó là đã tiềm phục tại nơi đó đột nhiên mở ra tại lúc này vạn giới môn quang mang thần tôn ngưng tụ con ngươi nhưng không trần trời chút nào hắn lấy thần uy cuồng bạo không gì sánh được cưỡng bức đụng tới mặc dù đây là bảo khí không gian là trí bảo chấn giáo của vạn đạo thần giáo nhưng cho dù là vạn đạo thần tôn thì cũng đều không phát huy ra uy lực thật sự huống chi là khương nghị huống chi hắn là thần tôn nhưng khi quang mang thần tôn đang giết tới trong chốc lát hai bóng người thoáng hiện ở phía sau vạn giới môn một mảnh không gian va chạm vạn giới môn là đông hoàng càn và đông hoàng toại hai vị thánh hoàng thánh hoàng không gian chân chính bọn hắn liên thủ thôi động hư thiên linh văn được bộc phát toàn diện được phóng thích cực hạn trong chốc lát đã dẫn bạo ra uy lực và năng lượng chân chính của vạn giới môn vạn giới môn mãnh liệt lắc lư như là dẫn dắt ra tất cả không gian trong trăm vạn dặm thâm không trong chớp mắt kích thích vòng xoáy không có tận cùng cuồng kích không gian diễn biến ra hàng tỷ vết tích không gian giống như là mở rộng hơn hàng vạn thế giới thần bí hình thành tuyệt thế phong ấn ầm ầm quang mang thần kiếm giống như mặt trời hoành hành va chạm hắc ám dễ như trở bàn tay răng rắc hàng vạn thế giới hư không hàng vạn đạo ngấn không gian trong phút chốc đã toàn diện sụp đổ bị quang mang thần kiếm một kiếm chém chết vạn giới môn đều lắc lư mãnh liệt cơ hồ bị cắt thành hai đoạn ẩm vang tháo chạy uy lực của thần kiếm kinh thế hãi tục đông hoàng càn đông hoàng toại ở bên trong vạn giới môn đều bị ánh sáng sắc bén đánh xuyên để lại trăm ngàn cái lỗ máu kêu gào thảm thiết thê lương nhưng bọn hắn vẫn gánh vác được cũng tại một thời khắc vi diệu này đã hấp dẫn được quang mang thần tôn gần như là đồng thời liệp thần thương và chu thiên thần kiếm đã đối diện giao phong với nhau một thánh hoàng thúc giục đệ nhất hung binh hoang cổ một thần linh khống chế chu thiên thần kiếm tại lúc vạn giới môn ngạnh kháng với quang mang thần kiếm trong chốc lát liền muốn đối quyết chính diện nhưng ánh mắt chu thiên thần tôn có chút hoảng hốt như là trong lúc bất chợt đã thấy được một thân ảnh phiêu miểu ở phía trước quá đột nhiên cũng quá mông lung mơ hồ thậm chí ý thức hắn đều không có kịp phản ứng oanh liệp thần thương run rẩy kịch liệt ở trong chớp mắt đã thay đổi tuyến đường là cửu thiên thần tôn hắn vượt qua vũ trụ ẩn nấp chân thân tại lúc liệp thần thương nghênh kích chu thiên thần kiếm trong chốc lát hắn sử dụng tuyệt thế thần thông, đan dệt ra đạo ngấn không gian kinh khủng, nghịch chuyển quỹ tích của liệp thần thương. Liệp thần thương là tuyệt thế hung binh, có ý thức của bản thân, khi nó bị quấy dày, trong chớp mắt đã bạo động kịch liệt, máu thần ma ở mặt ngoài đều đang gào thét, như là muốn tránh thoát khỏi kiềm chế đột nhiên xuất hiện. Nhưng cửu thiên thần tôn là bộc phát toàn lực, tại giữa một phần ngàn giây này, hắn đã cưỡng bức làm lệch vài cm. Cũng chính là cái bị lệch yếu ớt này, để Chu Thiên Thần Kiếm muốn nganh kích liệp thần thương như sát thần kiếm, kiếm phong sắc bén đối diện đánh xuyên đầu chu thiên thần tôn chu thiên thần tôn vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rõ ràng đã khóa chặt liệp thần thương rõ ràng đã bổ đi lên vì sao răng rắc bành đầu của chu thiên thần tôn vỡ vụn ngay tại chỗ máu tươi theo liệp thần thương trùng kích phun ra thâm không cuồng chiều sát lục thảm liệt cơ hồ muốn chôn vùi linh hồn của hắn chu thiên thần tôn bị đánh tan thân thể thẳng tắp kịch liệt xoay chuyển tiếp tục tháo chạy cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi khống chế thần tôn các cường giả chu thiên thần điện hoảng sợ gào thét xảy ra chuyện gì đánh bay ra rồi chuyện này sao có thể thần tôn các cường giả quang mang thần điện kinh hô bọn hán không dám tin thần tôn toàn lực bạo kích lại bị vạn giới môn chống đỡ cho vạn giới môn xác thực rất mạnh nhưng trừ phi là cường giả không gian chân chính còn phải là thánh hoàng hay thậm chí là thần linh nếu không thì rất khó thi triển toàn lực được làm sao lại có thể chống đỡ được thần tôn bạo kích. Tại lúc vạn giới môn tháo chạy, tại thời khắc mấu chốt khi quang mang thần tôn kinh ngạc, Khương Nghị lập tức chấn động hai cánh, tiếng hư không tạch tạch vỡ vụn, hiện ra lăng thiên thuật, đánh xuyên hư không hỗn loạn, đuổi giết Chu Thiên thần tôn vừa mới tháo chạy. Cửu Thiên thần tôn giống như là thần linh hư vô, hắn nhắc lên mênh mông chiều cường không gian, cưỡng ép cầm cố liệp thần thương đang hoành hành lại, cưỡng ép thay đổi tuyến đường, lộn vòng 180 độ, quăng về phía Khương Nghị. Khương Nghị cực tốc hoành hành, hai con ngươi hừng hực, chiến khu hoàn toàn dung hợp cùng móng vuốt chu tước, một tay nắm chặt liệp thần thương đang gào thét lao đến. Ý thức lập tức cộng minh cùng liệp thần thương, hắn tăng vọt chiến ý, mãnh liệt bay lên, trong phút chốc lại lần nữa đánh ra liệp thần thương. Sau khi liệp thần thương xác định là Khương Nghị đang khống chế, nó mới không có chống cự, sát uy tuyệt thế lại lần nữa tăng vọt, hoành kích hư không hoác loạn, không nhìn đến tất cả ngăn trở, trong chốc lát đã hình thành trăm dặm không gian trống rỗng, lao thẳng đến Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn cưỡng ép ổn định thần khu không đầu, linh hồn đau nhói, máu tươi dâng trào từ chỗ cổ, hắn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng khuất nhục đột phát đã để hắn triệt để tức giận, thần uy tuôn ra như biển gầm sôi trào, nghịch loạn thiên địa, Chu Thiên Thần kiếm cuồng bạo đánh ra huyết quang, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chút xuống kiếm quang đầy trời, đầu tiên muốn hình thành tuyệt thế kiếm trận ở xung quanh để tạo một vòng bảo vệ, nghiêm phòng hai lần bị thương. Nhưng, thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước đó kia, cửu thiên thần tôn trực tiếp hiện ra chân thân, thần uy mênh mông được phóng thích mà không giữ lại chút nào. Hắn nâng một chân đạp ở trên cái cổ vỡ vụn của chu thiên thần tôn, hai tay diễn biến, vạch ra hàng tỷ đạo ngấn, như cuồng phong bạo vũ chút xuống, triệt để giam cầm không gian xung quanh, một mực định trụ chu thiên thần điện, cưỡng ép áp chế chu thiên thần kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.